Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 136, nhìn A Thất tiền bối đại phá Nguyệt Đao Tông. Ngự kiếm thuật, Bá Thiên Quân không thể không hồi đao để chắn thanh mộc kiếm đang lao tới như vũ bão. Choang! Trường đao và mộc kiếm đụng độ, tóe ra âm thanh chát chúa, đốm lửa bay tứ tung, không khí cuộn trào. Bá Thiên Quân nhớn mày, trải qua cú đánh này, vết bỏng từ ngọn lửa của thiên kiếp trên có thể hắn càng nặng hơn, khiến hắn buộc phải lùi về sau vài bước, thoáng đã thất thế. Nhân cơ hội này, chính năng nhảy vọt lên, túm lấy tông chủ đang trọng thương, vọt khỏi vòng chiến đấu. Thanh mộc kiếm như có linh tính, nó bay vụt về để bảo vệ chủ, rồi bay chung quanh chính năng để giết địch, đánh lui hết thảy nhưng đệ tử Nguyệt Đao Tông ở quanh hắn. Rút lui, hắn hô lớn một tiếng. Một tu sĩ tam phẩm khác là Chính Ngôn rất ăn ý, nghe vậy liền dẫn các đệ tử của Tiên Nông Tông chạy đi. Nhưng, những đệ tử tinh anh của Tiên Nông Tông từng chiến đấu cùng tông chủ khi nãy lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm, không thể thoát thân. Họ cùng nhau gầm lên một tiếng, rồi quấn chặt lấy đám đệ tử Nguyệt Đao Tông chung quanh, để tạo cơ hội cho tông chủ và chính năng chạy trốn. Phịch phịch phịch, các đệ tử tinh anh của Tiên Nông Tông bị trận pháp quỷ dị của Nguyệt Đao Tông ám toán, đã rơi vào tình trạng cạn kiệt tinh lực từ lâu. Hiện song quyền không đấu nổi tứ thủ, chẳng mấy chốc, họ đã bị chúng đệ tử của Nguyệt Đao Tông chém chết. Gào gào gào, giết giết giết, sát tính của đệ tử Nguyệt Đao Tông trào dâng, tiếng gầm rú vang lên không ngớt, chúng định đuổi theo để giết sạch chính năng, tông chủ Tiên Nông Tông và đám tàn binh. Không cần đuổi theo, bấy giờ, Bá Thiên Quân trầm giọng quát một tiếng. Dựa theo kế hoạch, hắn phải để tông chủ của Tiên Nông Tông chạy thoát. Sau đó, sẽ đợi tên gian tế đang ngụ trong Tiên Nông Tông lấy được đơn thuốc để dùng thất hoàng diệu quả. Vết thương của thiên kiếp tra tấn hắn bao năm nay, cuối cùng cũng có hy vọng được chữa khỏi. Chỉ cần vết thương của thiên kiếp lành lại, hắn chắc chắn có thể ngưng tụ được kim đan, thăng lên cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm. Phía bên kia, Tô Thị A Thất lại cưỡi độn quang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lần này, Tống Thư Hàng cảm thấy đỡ hơn lần trước, chỉ ít thì không nhũn chân nữa. Đúng rồi, Thư Hàng, trả điện thoại lại cho ngươi. A Thập Lục lấy điện thoại ra rồi bảo, đúng rồi, trên đường đi ta có nhận một cuộc gọi của Bắc Hà Tán Nhân, hắn hỏi số ngươi từ bên dược sư rồi liên hệ qua. Hắn bảo, gần đây có thể dàn xếp một kỳ học lái máy bay, hỏi rằng ngươi có định nhân cơ hội này để học không? Có hắn ở đó, chẳng mấy chốc là nhận được bằng máy bay. Tống Thư Hàng đón lấy di động rồi cười khan. Chuyện này, đợi ta học lái xe rồi tính sau. Tô Thị A Thất nghe vậy liền quay lại hỏi với giọng nghi hoặc. Thư Hàng tiểu hữu, sao ngươi lại muốn học lái máy bay? Tu luyện đến tứ phẩm là có thể ngự kiếm phi hành, thế chẳng phải tốt hơn à? Ngự kiếm phi hành tự do tự tại như thế, không giống lái máy bay, mỗi lần muốn bay đều phải xin phép quốc gia. Tống Thư Hàng cười khan một tiếng, rồi viết ra câu trả lời. Bạch Chân Quân. Mặt A Thất giật giật. Một lát sau, A Thất mới bật ra một câu với điệu vô cùng nghiêm trọng. Cố lên! Tống Thư Hàng. Tiền bối, cái vẻ âm trầm, nghiêm trọng như chuẩn bị đưa tôi đi vào lò hỏa táng này là sao? Bạch Chân Quân tiền bối rốt cuộc đáng sợ đến nhường nào mà khiến mọi người né như né tà thế? Đang lúc Tống Thư Hàng định hỏi thêm mấy sự tích về Bạch Chân Quân, thì A Thất đột nhiên quát khẽ. Tìm được rồi. Chính ở ngay dưới, từ đây có thể thấy được một thâm uyên bị bọc trong màng huyết vụ. Chuẩn bị xuống thôi, A Thất cười ha ha, cưỡi độn quang lao xuống thâm uyên đó. A Thất tiền bối, không cần tìm ai giúp sức rồi mới xông lên sao? Tống Thư Hàng hỏi, dẫu sao thì bên kia cũng là cả một môn phái đó. Sợ gì chứ, Tô Thị A Thất nở nụ cười tự tin, nếu đánh không nổi thật thì chúng ta có thể trốn, đến lúc đó lại tìm người giúp sức cũng không muộn. Khi rơi đến một độ cao nhất định, mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào cánh mũi của Tống Thư Hàng. Phía dưới, đại đệ tử của Tiên Nông Tông, Chính Năng, vừa cứu tông chủ, đan cùng đồng bạn liều mình rút lui. Phía sau họ là những thi thể ngổn ngang, có của Tiên Nông Tông, cũng có cửa Nguyệt Đao Tông. Đây chính là trận chiến giữa các tông môn. Phía sau, tông chủ của Nguyệt Đao Tông giơ cao tay phải, chúng đệ tử của Nguyệt Đao Tông hô mừng chiến thắng không nguôi. Hừ, Tô Thị A Thất hừ lạnh một tiếng. Vụt, độn quang lao tới, dừng ngay trước mặt Bá Thiên Quân. Sau đó, A Thất liền quang ra một tấm thiết lệnh bài điêu khắc hình phượng hoàng, nó treo lơ lửng trên đầu Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục, tạo thành một lớp phòng ngự màu đỏ rực như lửa.
các ngươi đứng trong này nhìn, đừng đi ra phạm phi phòng ngự của Thiên Cương Linh Hoàng lệnh. Nói rồi, hắn lao nhanh về phía các đệ tử của Nguyệt Đao Tông. A Thất tiền bối định một thân một mình đấu với cả cái tông môn Nguyệt Đao Tông sao? Tống Thư Hàng có chút hưng phấn, dùng sức của một người để đấu cả một tông môn, chuyện thế này, nghĩ thôi đã thấy kích thích và nhiệt huyết rồi. A Thập Lục khẽ gật đầu, chuyện kiểu này A Thất hay làm lắm, yên tâm đi, không sao đâu. Chỉ trong nháy mắt, A Thất đã đi vào trong đám đệ tử của Nguyệt Đao Tông. Đao khí bùng nổ, mũi đao như mưa. Mỗi một bước A Thất đi, liền có đệ tử của Nguyệt Đao Tông ngã xuống, hoặc chết, hoặc tàn tật, hoặc không còn sức chiến đấu. Mới chỉ là bùng nổ đao khí, A Thất thậm chí còn chưa chính thức ra tay mà chúng đệ tử của Nguyệt Đao Tông đã thảm bại. Công tử Hải, còn không ra đây. Tô thị A Thất cười sang sang, khí thế của Linh Hoàng ngũ phẩm đè nặng lên chúng đệ tử của Nguyệt Đao Tông. Những đệ tử còn lại run sợ không thôi, chúng vội vàng rụt về sau, khí thế giảm hẳn. Sắc mặt của Bá Thiên Quân sầm xuống, hắn là tông chủ của Nguyệt Đao Tông, ấy vậy mà hình như lại chẳng được người ta ghé mắt. Đừng có coi thường người khác thế chứ. Lập trận, Bá Thiên Quân quát. Hộ tông đại trận đã được cải tiến lại mở ra, mà các đệ tử của Nguyệt Đao Tông cũng phối hợp thuần thục, cùng nhau lập trận để chống lại uy áp của Tô Thị A Thất. Phía trong của Thiên Cương Linh Hoàng lệnh, Tống Thư Hàng lấy điện thoại di động của mình ra, quay camera về phía Tô Thị A Thất và chúng đệ tử của Nguyệt Đao Tông để chụp một tấm ảnh. Sau đó, hắn gửi tấm ảnh này lên kho thư mục của nhóm Cửu Châu số 1. Đây là hậu quả của cái thói quen đăng ảnh lên kho thư mục của mình, tiếc rằng tấm ảnh này không hợp để đăng lên kho của hắn, nên chỉ đành đăng lên kho của cả nhóm. Trong ảnh, Tô Thị A Thất chắp tay sau lưng, pháp đao tùy thân bay theo hắn để chảm địch. Chung quanh hắn, chúng đệ tử của Nguyệt Đao Tông không ngừng ngã xuống, dưới sự chỉ huy của tông chủ Bá Thiên Quân, chúng vừa nơm nớp lo sợ, vừa dàn thành một đại trận kỳ quái. Tống Thư Hàng còn ghi thêm dòng tiêu đề cho tấm ảnh, ngồi xem Tô Thị A Thất tiền bối đại phá Nguyệt Đao Tông. Có một sự thật hiển nhiên lại được chứng minh, rằng trong nhóm Cửu Châu số 1 có rất nhiều tiền bối rất dỗi hơi, họ thường xuyên lưu ý tới mọi động thái trong nhóm. Chẳng qua, họ không thường xuyên ló đầu ra nói chuyện như Bắc Hà tán nhân mà thôi. Bức ảnh này của Tống Thư Hàng vừa đăng lên, tiếng thông báo từ di động không ngừng vang lên. Mới có vài giây liền thấy một loạt các tiền bối bấm like. Bình luận nói chuyện với nhau còn nối thành chuỗi dài. Bắc Hà tán nhân, Cuồng Đao Tam Lãng, Hoàng Sơn chân quân, Thất Tu tôn giả, Vũ Nguyệt chân quân của Đại La giáo, Cổ Hồ Quan chân quân, Vân Du Tăng Thông Huyền, Đồng Quái tiên sư, Túy Nguyệt cư sĩ, Dược sư, phủ chủ của Thất Sinh phủ, Vũ Như tử của Linh Điệp đảo. Vân vân. Cơ hồ mọi tiền bối và thành viên từng lộ diện trong nhóm đều bấm like cho bức ảnh này. Dưới đó là một chuỗi các bình luận. Bắc Hà tán nhân gửi cái mặt cười ngây ngô. A Thất lại đi đạp tông môn nhà người ta à? Cả việc bấm like hay bình luận, Bắc Hà tán nhân đều chiếm suất đầu tiên, không hổ là thánh đấu sĩ số 1, và luôn luôn online của nhóm. Vũ Nguyệt chân quân của Đại La giáo. Ngày nào không được đánh nhau là hắn lại thấy không thoải mái. Phủ chủ của Thất Sinh phù. Mà Nguyệt Đao Tông là cái thứ gì thế? Đáng để A Thất của chúng ta đi đạp hả? Cuồng Đao Tam Lãng. Chắc là cái môn phái tép diêu mắt mù nào đắc tội A Thất rồi, gần đây tính tình hắn nóng nảy lắm. Chẳng phải Tam Lãng tiền bối đang tìm đảo thần bí sao? Vậy mà còn rảnh để lên mạng à? Đồng Quái tiên sư. Nóng nảy cộng một, không liên quan mà A còng Hoàng Sơn chân quân, đến lúc cho ta ló đầu rồi chứ. Cấm nói chuyện bao ngày nay, khó chịu chết mất. Hoàng Sơn chân quân. Nóng nảy cộng một, không liên quan mà A còng Đồng Quái tiên sư, ha ha. Vũ Nhu tử ở Linh Điệp đảo. Ai cần nước mắt đầm đìa, dạo này Tống tiền bối dính phải lắm chuyện thật, tuyệt ghê cơ, có thể đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Ta cũng muốn xem cảnh A Thất tiền bối đại phá tông môn nhà người khác với Tống tiền bối. Cô nàng Vũ Nhu tử này, dạo gần đây bị ép phải ở dịt trong Linh Điệp đảo, đang nhàm chán chết mất, giờ nhìn dạo gần đây Tống Thư Hàng hết đối đầu với đàn chủ nào đó, rồi lại cùng A Thất tiền bối đi Nguyệt Đao Tông thì hâm mộ lắm. Một lát sau, Dược sư mới lên tiếng. A còng Thư Sơn áp lực đại, chụp thêm mấy tấm nữa, nhắm thẳng vào cái gã cao to đang cầm đao. Cái gã mà vừa nhìn đã biết là tên cầm đầu của Nguyệt Đao Tông ấy, hình như thân thể hắn có vấn đề. Đến cả Dược sư tiền bối cũng bình luận nhanh chẳng kém ai. Khóe miệng Tống Thư Hàng giật giật. A Thập Lục thấy điện thoại của Tống Thư Hàng cứ nháy nháy không ngừng liền ló đầu qua với vẻ tò mò. Người đang làm gì thế?
vừa đăng một bức ảnh vào kho thư mục của nhóm, Tống Thư Hàng thở dài, ảo, các tiền bối trong nhóm chat đúng là rãnh rỗi thật. Ngoại trừ lúc bế quan, thì đúng là họ rỗi thật, A Thập Lục gật đầu rất nghiêm túc. Nếu dược sư tiền bối đã yêu cầu, thì Tống Thư Hàng đành chiều theo, hắn chỉnh camera rồi nhắm thẳng vào Bá Thiên Quân, chụp tách 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 và tấm liền. Ôi địch, bất cẩn quá, bật đèn flash rồi. Bá Thiên Quân đang định xông lên, mượn sức tông môn đại trận để đối đầu trực diện với Tô Thị A Thất. Chỉ cần níu chân A Thất một chút, đợi cho công tử Hải chuẩn bị xong xuôi, khởi động một trận pháp khác là có thể đánh lùi kẻ này. Đúng lúc này, hắn thấy có thứ gì sáng loáng lên trước mặt mình. Giây phút ấy, hắn sợ lắm, cứ tưởng Tô Thị A Thất dùng tuyệt kỹ nào. Nhưng khi đưa mắt nhìn quanh thì lại thấy ở phía sau của Tô Thị A Thất có một cậu thanh niên đang cầm di động, vừa cười ngây ngô vừa điên cuồng chụp ảnh hắn. Mẹ nó, thằng này nghĩ mình đang xem phim điện ảnh đấy hả? Bá Thiên Quân trào lên giận dữ, ý niệm trong lòng thoáng đổi, thầm điều động hộ tông đại trận biến đổi theo, khiến các đệ tử tạm thời cuốn lấy Tô Thị A Thất. Còn hắn thì lặng lẽ chuồn qua nơi Tống Thư Hàng và A Thập Lục đang đứng, hắn muốn bắt hai đứa nhãi danh này trước. Tống Thư Hàng chọn một tấm ảnh mà nom Bá Thiên Quân rõ nhất, rồi đăng vào kho thư mục. Thư Sơn áp lực đại. A còng dược sư, tiền bối, tấm ảnh này thế nào? Dược sư đáp lại. Dược sư gõ chữ chậm quá, ta không chịu nổi nữa, để ta gõ hộ cho. Cái giọng điệu này hiển nhiên là của Giang Tử Yên. Thư Hàng, dược sư bảo, cái gã cầm đầu Nguyệt Đao Tông này đang bị thương, là vết thương từ lửa thiên kiếp, nhưng vết thương này bị hắn đè xuống rồi. Giờ ngươi có mang theo quạt ngự hỏa ba sao không? Pin sạc đầy chưa? Nếu có mang thì thử phẩy vài cái về phía hắn, thế nào cũng có một bất ngờ thú vị. Quạt ngự hỏa tam sao ấy hả? Chương 137, Thư Hàng tiêu dơ hữu, lợi ích có muốn kiếm lời không? Sẽ có bất ngờ thú vị, chẳng nhẽ quạt ngự hỏa ba sao có thể điều khiển lửa thiên kiếp trên người gã cầm đầu của Nguyệt Đao Tông? Cái thứ vĩ mô như lửa thiên kiếp mà cũng bị quạt ngự hỏa điều khiển sao? Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư, Bá Thiên Quân chỉ huy hộ tông đại trận, khiến nó biến ảo không ngừng, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội. Hắn cười sang sảng, rồi ngự đao bay lên, nhoáng một cái liền xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thất. Sau đó, bảo đao dưới chân hắn chuyển động, một mũi đao bán nguyệt bay ra, chém về phía Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục. Bá Thiên Quân không nhìn thấy Thiên Cương Linh Hoàng Lệnh. Thiên Cương Linh Hoàng Lệnh cũng giống như thanh phi kiếm của Thong Huyền Đại Sư, đều sở hữu trận pháp ẩn thân. Kẻ nào có thực lực thấp hơn Tô Thị A Thất đều không thể nhìn thấy nó. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục được Thiên Cương Linh Hoàng Lệnh bảo vệ, nên có thể nhìn thấy lớp phòng ngự màu đỏ nhạt xung quanh mình. Nhưng trong mắt Bá Thiên Quân, Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục đúng là hai đứa vừa ngu vừa to gan lớn mật, cứ thế đứng tầng hững ngay sau chiến trường. Phải mau chóng tận dụng cơ hội nghìn năm có một này. Đao này mà chém xuống, nhất định phải tặng miễn phí hai hậu bối này một tờ giấy chứng nhân tàn tật. Choang! Lưỡi đao hắn chém ra, chạm vào lá chắn phòng ngự của Thiên Cương Linh Hoàng Lệnh, và bị cản xuống ngon ơ. Lực phòng ngự của Thiên Cương Linh Hoàng Lệnh rất cao, nếu tính phòng ngự không cao, sao Tô Thị A Thất có thể yên tâm để Tống Thư Hàng và A Thập Lục ở phía sau chứ? Bá Thiên Quân thoáng sửng sốt, nhưng rồi hắn hiểu ngay rằng bên người hai tên tiểu bối này có pháp khí phòng ngự cao dai. Hừ, pháp khí phòng ngự chỉ là vật ngoài thân, chỉ đỡ đòn được đến một mức nào đó thôi, nhìn ta phá nát nó này. Bá Thiên Quân nghĩ thầm. Sau đó, hắn nhảy lên, hai tay siết chặt thanh trường đao. Thanh đao này tên là Bá Toái. Đao dài ba tấc, được rèn từ lôi trì trọng kim, chí dương chí cương, độ cứng vượt hơn hẳn nhưng thanh pháp đao cùng cấp. Lưỡi dao sắc bén, có thể chém đứt thân thể của tu sĩ tứ phẩm. Đây chính là thanh bảo binh là Nguyệt Đao Tông truyền từ đời này sang đời khác, được xếp hàng cực phẩm trong những bảo binh cùng cấp. Nguyệt Luân Trảm, Bá Thiên Quân giơ cao thanh đao Bá Toái, vẽ nên một quỹ đạo hình trăng rằm rồi chém xuống. Bấy giờ, người thanh niên bên dưới bỗng lôi một chiếc quạt sắt ra, sau đó bấm bấm 6 lần ở thân quạt. Rồi, người thanh niên nọ bước ra một bước, nhắm thẳng cây quạt vào hắn và phẩy một cái. Là loại pháp bảo dạng tấn công nào sao? Bá Thiên Quân thầm chuẩn bị tinh thần. Nhưng là, sau cú phẩy ấy, chẳng có đòn tấn công nào được kích hoạt cả. Với pháp bảo hình quạt, cách tấn công thường thấy là cuồng phong, hay hỏa diễm cái gì gió. Nhưng sau khi cậu thanh niên phẩy một cái, thì chẳng có đòn tấn công nào xuất hiện cả. Còn đương cảm thấy nghi hoặc, thì bỗng nhiên, hắn cảm thấy trên lưng,
trên cánh tay chợt đau đến cháy bỏng. Chưa đợi hắn kịp phản ứng lại, thì lửa thiên kiếp bỗng cháy lên hừng hực, khiến hắn biến thành một quả cầu lửa rực cháy. Chỉ trong nhát mắt, Bá Thiên Quân đã hóa thành tro tàn. Pháp bảo, hộ giáp, lệnh bài, đan dược trên người hắn đều đốt thành tro bụi và cả một thứ quả tỏa ra ánh sáng như cầu vồng cũng bị kiếp hỏa đốt cháy. Đến cả thanh đao bá toái cũng nhiễm lên ngọn lửa kim sắc. Choang, sau khi chủ nhân bị thiêu thành tro, bảo đao bá toái rơi xuống nền đất. Nơi nó rơi, vừa lúc lại là trước mặt Tống Thư Hàng. Sau khi đáp xuống, kiếp hỏa trên thân đao dần tan biến. Nó không phải mục tiêu mà kiếp hỏa tấn công, nếu không thì sớm bị nung thành thép nóng chảy từ lâu rồi. Tống Thư Hàng cầm cây quạt ngự hỏa ba sao, nuốt nước miếng ực một cái. Thế là tiêu đời ấy hả? Một tu sĩ nhìn mạnh như vậy, mà phẩy nhẹ một cái liền hóa thành cho bụi luôn ấy hả? Ngẫm lại thì, mấy ngày nay mình sát sinh hơi nhiều, hơn nữa càng về sau, địch thủ càng mạnh. Quạt ngự hỏa, A Thập Lục nhìn cây quạt trong tay Tống Thư Hàng. Quả nhiên, không có pháp khí vô dụng, chỉ có tu sĩ không biết dùng pháp khí. Tống Thư Hàng cất cây quạt ngự hỏa, thì lại thấy cây đao bên chân mình. Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận chạm vào thanh đao bá toái ấy. Thanh đao này có thể tồn tại qua cơn kiếp hỏa, chắc chắn có điểm gì đó đặc biệt. Sau khi chạm nhẹ vào nó, Tống Thư Hàng nhận ra, sau khi hứng chịu kiếp quả, thanh đao bá toái này vẫn cứ lạnh lạnh, nếu không phải thân đao còn có một lớp cháy đen thì Tống Thư Hàng còn tưởng rằng thứ kiếp hỏa bám vào thân đao ban nãy chỉ là ảo giác của mình. Bá Thiên Quân chết, chúng đệ tử của Nguyệt Đao Tông không thể hiểu nổi vì sao. Bọn họ nhìn thấy Tông Chủ uy vũ nhảy lên, chém xuống một lưỡi đao. Sau đó, hắn dùng tuyệt học của Nguyệt Đao Tông là Nguyệt Luân Trảm. Sau đó nữa, Tông Chủ đột nhiên hóa thành một quả cầu lửa, bị thiêu rụi đến chút cho tàn cũng không thấy. Rắn mất đầu, chúng đệ tử của Nguyệt Đao Tông bắt đầu rối lên. Hơn nữa, không có sự chỉ huy của Tông Chủ, hộ tông đại trận không thể duy trì, nó trở nên lộn xộn, mất hẳn hiệu quả. Ha 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 ha, Tô Thị A Thất cười lớn một tiếng, đao phong khẽ biến, hắn đánh bật mọi đệ tử của Nguyệt Đao Tông trước mắt. Chúng đệ tử của Nguyệt Đao Tông ngã rạp xuống từng mảng. Trong Lam Nguyên Cốc, Công Tử Hải đứng trên cao, quan sát trận chiến từ nãy đến giờ. Khắc khắc, Bá Tông Chủ cuối cùng cũng hy sinh, rồi, còn chết nhanh hơn so với kế hoạch của chúng ta, hơn nữa cách chết cũng ngoài sức tưởng tượng, dưới lớp áo choàng của hắn, phân thân của An Chi Ma Quân nở nụ cười quái dị, ta nhớ rõ, hình như thất hoàng diệu quả được hắn mang sát theo bên mình đúng không? Đấy chính là niềm hy vọng để hắn chữa được kiếp hạ. Nhất quyết không chịu rời khỏi nó, giờ, thứ đấy cũng bị thiêu cháy rồi sao? Ha ha, Công Tử Hải lật bàn tay lên, một thứ quả tỏa ra ánh sáng rực rỡ như cầu vồng hiện lên trong tay hắn, thất hoàng diệu quả, từ đầu đến cuối đều nằm trong tay ta. An Chi Ma Quân thoáng dùng mình, phân thân của hắn lúc nào cũng ám trong tay áo của Công Tử Hải, ấy vậy mà chẳng biết Công Tử Hải giữ thất hoàng diệu quả thật từ bao giờ. Cũng đến lúc rồi. Nếu đám kia cứ bị A Thất huynh chặt tiếp thì số lượng đệ tử của Nguyệt Đao Tông sẽ không đủ để mở Tân Hộ Tông trận pháp, thanh trường kiếm dắt bên hông của Công Tử Hải rời khỏi vỏ, lẳng lặng nổi dưới chân hắn. Công Tử Hải tiến lên trước một bước, đặt vững bàn chân trên kiếm quang. Kiếm quang phóng đi, đưa hắn bay lên trên phía ngoài của Lam Nguyên Cốc. Các đệ tử xin hãy bình tĩnh, hiện nghe ta chỉ huy, sau đó, giọng nói ôn hòa của Công Tử Hải vang khắp Lam Nguyên Cốc. Chúng đệ tử của Nguyệt Đao Tông nghe được giọng của Công Tử Hải trưởng lão, liền cảm thấy bình tâm hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, dưới sự chỉ huy của Công Tử Hải, các đệ tử dựng lại hộ tông đại trận, sĩ khí cũng dần dâng lên. Dần dần, chúng lại dùng trận pháp ban nãy để quây chặt Tô Thị A Thất. Cuối cùng ngươi cũng chịu ló mặt, Công Tử Hải, Tô Thị A Thất cười nói. Công Tử Hải mỉm cười, chẳng hề lộ vẻ yếu thế. Ta vẫn luôn đợi ngươi, A Thất huynh. Trong lúc nói chuyện, tay của hắn vươn về trước, trận pháp khổng lồ bao lấy cả Lam Nguyên Cốc được khởi động, màn huyết vụ trên đầu cũng càng lúc càng đậm sệt. Tình hình chiến đấu đang vô cùng căng thẳng. Tống Thư Hàng lại mở kho thư mục của nhóm ra, rồi để lại lời bình dưới tấm ảnh của kẻ cầm đầu Nguyệt Đao Tông. Thư Sơn áp lực đại. A Còng Dược Sư, tiền bối, ta phẩy vài nhát vào người trong ảnh, sau đó người ta bị đốt thành tro. Dược Sư đáp lại rất nhanh. Ha 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 ha. Quả nhiên như lời lão phu đoán, lửa thiên kiếp tồn tại trong kẻ này đã quá lâu rồi, hơn nữa, khi được điều trị bằng quá nhiều phương pháp, ngọn lửa ấy không còn tinh thuần nữa. Vậy nên, mới bị quạt ngự hỏa ba sao thoáng điều khiển một chút. Không cần nhiều,
chỉ cần thoáng một chút thôi là ngọn lửa có thể bùng lên, thiêu hắn thành tro, dược sư nói thế đó. Tống Thư Hàng cầm cây quạt ngự hỏa ba sao trong tay. Dựa vào một tấm ảnh mà có thể nhìn rõ được nhiều điều như thế, các tiến bối trong nhóm, ai nấy đều sâu không lường được. Đương lúc Tống Thư Hàng đang cảm khái, thì dưới tấm ảnh, ngồi xem Tô Thị A Thất tiền bối đại phá Nguyệt Đao Tông, lại có thêm một bình luận khác. Phủ chủ của Thát Sinh Phù. A Còng Thư Sơn áp lực đại. Ta vừa nhìn kỹ bức ảnh, cảm thấy trận pháp của đám đệ tử Nguyệt Đao Tông có chút vấn đề. Thư Hàng tiểu hữu, người có cách nào chụp rõ chút không, cố gắng chụp được cái hình dáng đại khái của trận pháp ấy. Phủ chủ Thát Sinh Phù không chỉ tinh thông phù đạo, mà cũng rất tài giỏi trong lĩnh vực trận pháp. Bởi phù đạo và trận pháp có khả năng hỗ trợ nhau. Tống Thư Hàng nhìn bình luận ấy liền đáp lại rất nhanh. Đã hiểu, ta sẽ chụp tấm khác rõ ràng hơn. Đúng rồi, nếu trận pháp này có vấn đề, liệu A Thất tiền bối có sao không? Phủ chủ Thát Sinh Phù. Không đến nỗi thế, nếu A Thất dốc toàn lực thì có thể đấu vượt cấp. Hơn nữa, việc trận pháp này có điểm gì bất thường hay không thì ta mới chỉ đoán vậy, đợi ngươi chụp được ảnh toàn cảnh đã. Ta chụp rồi gửi qua ngay đây, Tống Thư Hàng đáp. Sau đó, hắn cầm di động, hướng camera về phía các đệ tử của Nguyệt Đao Tông, cố gắng chụp toàn cảnh đại trận mà họ đang dựng, chụp tách tách vài tấm rồi gửi chúng vào kho thư mục trong nhóm. A Thập Lục ghé lại gần Tống Thư Hàng, lặng lặng nhìn nội dung trên điện thoại. Phủ chủ Thất Sinh Phù. Quả nhiên là có chút cổ quái. Đại trận mà các đệ tử kia dựng lên. Thoạt trông thì đúng là kiểu trận có khả năng giúp bùng nổ sức chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng thực chất, nếu ta đoán không lầm, trận pháp này có tác dụng phụ rất nguy hiểm, nhỉ? A Còng Thất Tu tôn giả, người xem, địa thế của sơn cốc này, ta cứ cảm giác như có gì không bình thường. Thất Tu tôn giả. Đúng thế, dựa vào địa hình của sơn cốc này để che giấu trận pháp thứ hai. Người sử dụng trận pháp này, ngoan độc thật. Phù chủ Thất Sinh Phù. Có lời xác nhận này của tôn gia, ta lại càng tin tưởng. Thư Hàng tiểu hữu, người có muốn kiếm lời không? Thư Sơn áp lực đại. Lời gì? Phủ chủ Thất Sinh Phù. Nếu may mắn, chắc ngươi sẽ có được một nguyên liệu luyện khí vô cùng quý giá. Sau đó, thân thể sẽ được cường hóa, không biết chừng lại giúp ngươi sớm mở tâm khiếu, hoàn thành trăm ngày cơ bản. Đương nhiên, vẫn sẽ có nguy hiểm, nhưng có Tô Thị A Thất ở đó, chắc chắn ngươi sẽ không chết. Ta cần làm gì? Tống Thư Hàng hỏi ngay tắp lực. Có thể sớm hoàn thành trăm ngày cơ bản, còn khiến cơ thể được cường hóa, Tống Thư Hàng cũng nôn nao lắm rồi. Phủ chủ Thất Sinh Phù. Nào, ta khoanh một vòng tròn đỏ vào ảnh rồi đấy, gửi ngươi đây. Ngươi tìm cái vị trí được ta khoanh tròn đã. Chẳng mấy chốc, phủ chủ liền gửi một bức ảnh khác, Tống Thư Hàng đối chiếu thì thấy chỗ được khoanh tròn cách mình chừng 400 mét, ở cạnh bên của một cây đại thụ không rõ tên. Phủ chủ Thất Sinh Phù. A Còng Thất Tu tôn giả, người xem, vị trí đó có đúng không? Thất Tu tôn giả. Tiến bộ đấy, tọa độ đó không có vấn đề gì. Phủ chủ Thất Sinh Phù. Thư Hàng tiểu hữu, tìm được tọa độ chưa? Tìm được rồi thì gọi cho ta, chúng ta giữ liên lạc, để ta có thể hiểu rõ tình cảnh lúc này, từ đó mới có thể chỉ dẫn bước tiếp theo cho ngươi được. Chương 138, chỉ cần ngươi đứng yên, đừng nhúc nhích là được rồi. Ta không biết ngươi đang mưu tính chuyện gì, Tô Thị A Thất nói, nhưng không sao cả, dù ngươi muốn làm gì, thì ta chỉ cần chém đôi ngươi ra là được. A Thất huynh, ngươi vẫn cứ quyết đoán như trước, công tử Hải mỉm cười hói, xin cứ việc ra tay. Đừng khách khí, có hộ tông đại trận của Nguyệt Đao Tông giúp sức, ta có thể vượt khỏi cảnh giới của bản thân để cùng ngươi đấu một trận. Chúng ta lại tỉ thí đao kiếm, chẳng sung sướng à? Tỉ thí đao kiếm, Tô Thị A Thất cất giọng lạnh lùng, ngươi cho rằng bây giờ còn tỉ thí được sao? Hôm nay ta không có hứng tỉ thí với ngươi. Cả đời này, điều hắn thích nhất là luận võ, khiến chiến. Cho nên mới bị mọi người trong nhóm Cửu Châu số 1 cho rằng hắn là kẻ cuồng chiến đấu. Nhưng hôm nay, hắn chỉ muốn chém người khác thôi. Tô Thị A Thất lại nói. Nhất phẩm tu sĩ và nhị phẩm tu sĩ là một đại cảnh giới. Tứ phẩm cũng cách ngũ phẩm một đại cảnh giới. Đúng vậy, ta biết, công tử Hải gật đầu. Không. Ngươi không biết, Tô Thị A Thất nở nụ cười, sau đó, cơ thể hắn trở nên trong suốt, trong cơ thể ấy tồn tại một viên kim đan rực rỡ như mặt trời mới mọc. Ngũ phẩm kim đan, khi kim đan hình thành, chân khí trong cơ thể tu sĩ sẽ hoàn toàn lột xác, hóa thành linh lực. Linh lực và chân khí có cùng nguồn gốc, nhưng linh lực có khả năng áp đảo hoàn toàn chân khí.
Sự khác biệt giữa hai thứ này, giống y sự khác biệt giữa kiếm gõ và kiếm sắt. Từ khi A Thất ngưng tụ được kim đan và tấn chức linh hoàng, đối thủ để hắn khiêu chiến càng ngày càng ít, ngay cả một tên võ sĩ điên cuồng khác trong nhóm Cửu Châu số 1 là Cuồng Đao Tam Lãng, cũng bị hắn đánh cho sợ. Vậy nên, bình thường, khi luận võ, khiêu chiến với người khác, rất ít khi hắn dùng toàn bộ sức mạnh. Ngón tay của A Thất chỉ về phía công tử Hải. Một giọt linh lực tràn ra từ kim đan, tụ vào ngón trỏ. Khi giọt linh lực ấy vừa thoát khỏi cơ thể, nó liền hóa thành kim châu, bắn về phía công tử Hải. Tốc độ bay của kim châu quá nhanh, những tu sĩ khác chỉ thấy được một vệt sáng màu kim vọt qua. Hơn nữa, nằm trong viên kim châu linh lực bé xíu này, tồn tại 80 mũi đao. Trận khởi, sắc mặt công tử Hải sầm xuống, hắn quát nhẹ, biến trận, trận thứ 5. Các đệ tử của Nguyệt Đao Tông hùng dũng dàn trận, dưới sự hướng dẫn của các vị trưởng lão, họ chuyển sang Tân Hộ Tông đại trận trận thứ 5. Trong đại trận, mỗi đệ tử của Nguyệt Đao Tông đều tỏa ra tiếng gầm rú chất chứa bao ý chí chiến đấu sục sôi, khiến chân khí, khí huyết của bản thân hòa vào Hộ Tông đại trận, khiến sức mạnh của Hộ Tông đại trận truyền tới công tử Hải. Cùng lúc ấy, đám huyết phụ phía trên Lam Nguyên Cốc bỗng tụ lại, hóa thành từng lớp phòng ngự trước mặt công tử Hải. Kim châu mang theo lưỡi đao vào tới. Vụt! Viên kim châu linh lực chứa 80 lưỡi đao đánh thẳng vào huyết phụ. Lớp phòng ngự của huyết phụ mềm oặt như đậu phụ, cứ thế mà bị viên kim châu xuyên qua một cách dễ dàng, khiến lòng người không khỏi đau đớn. Ngay sau đó, viên kim châu sắp đụng tới mặt của công tử Hải. Công tử Hải vội vàng sử dụng lá chắn bằng ngọc. Lá chắn ngọc này không phải pháp bảo, mà là phù khí. Hơn nữa, còn là loại phù khí quý báu có thể ngăn được một đòn tấn công của linh hoàng ngũ phẩm. Viên kim châu đánh vào lá chắn ngọc. Búng một cái, lá chắn ngọc bắt đầu vỡ vụn. Nó đúng là thứ phù khí có thể ngăn được một đòn đánh của linh hoàng ngũ phẩm, nhưng đấy chỉ là những vị linh hoàng ngũ phẩm bình thường, không bao gồm Tô Thị A Thất. Công tử Hải mở tay áo phải ra, hô lên. An Chi Ma Quân, đến lượt ngươi. Phân hồn của An Chi Ma Quân nở nụ cười quái dị, ngay khi lá chắn ngọc vỡ nát, lắn liền bay lên chắn trước mặt viên kim châu nọ, há mồm nuốt giọt linh lực này vào. Sau đó, phân hồn của An Chi Ma Quân liền vội vàng bay về trước để trốn. Mới bay chừng chưa đến 50 mét, giọt linh lực trong cơ thể nó liền nổ tung. Bùm! Lưỡi đao nổ tung, khiến phân hồn của An Chi Ma Quân vỡ ra thành mảnh nhỏ. Uy áp khổng lồ từ vụ nổ khiến công tử Hải đang ngự kiếm trên trời không khỏi chao đảo đến suýt ngã. Công tử Hải rút tiếp một lá chắn ngọc ra mới ngăn được luồng khí nén này. Công tử Hải khó khăn lắm mới đứng vững được, hắn thầm thở dài. Thế nên, ta vốn đã biết cảnh giới kim đan đáng sợ đến nhường nào mà. Chính vì biết linh hoàng ngũ phẩm đáng sợ nhường nào, nên hắn mới nhất định phải trở thành linh hoàng ngũ phẩm. Đòn tấn công của Tô Thị A Thất bị đỡ được. Nhưng chúng đệ tử Nguyệt Đao Tông đứng dưới cảm nhận sâu sắc sức mạnh của Tô Thị A Thất, uy áp vô hình đè nặng khiến họ không thở nổi. Khi đối đầu với một Tô Thị A Thất đáng sợ như vậy, họ chỉ biết liều mạng duy trì Tân Hộ Tông đại trận, bởi đây chính là phương pháp duy nhất mà họ có. Các đệ tử chạy không ngừng, vận chuyển chân khí trong cơ thể không ngừng, rồi rót sức mạnh của mình vào trong Hộ Tông đại trận. Bấy giờ, trong lòng họ chỉ có một ý nghĩ, ấy là phải duy trì Hộ Tông đại trận. Ngăn đòn tấn công của Tô Thị A Thất. Sau đó là đánh lui hắn. Không biết từ lúc nào, hai mắt của chúng đệ tử của Nguyệt Đao Tông đã đỏ quạch, hô hấp dồn dập. Công tử Hải trưởng lão. Đến cuối cùng, các đệ tử của Nguyệt Đao Tông như đã điên cuồng, miệng họ hô tên của công tử Hải. Được rồi, giữa đám người, một đệ tử có gương mặt bị bọc trong màn xương đen lặng lẽ rời khỏi Tân Hộ Tông đại trận, loáng cái đã đi mất dạng. Kẻ này là An Chi Ma Quân. Bản thể của hắn lặng lẽ trốn vào đám đệ tử của Nguyệt Đao Tông, sau đó âm thầm dùng ma công, mê hoặc thần trí của đệ tử Nguyệt Đao Tông, thúc đẩy tốc độ điên cuồng của họ. Công tử Hải vất vả lắm mới giữ vững được thân hình, hắn nhìn về phía Tô Thị A Thất. Dù có chút khổ sở, nhưng hắn vẫn giữ vững trạng thái phong độ. Tiếp theo thì thế nào? Người định dựa vào bảo phù, pháp bảo để chống cự sao? Tô Thị A Thất thản nhiên nói, đao tới. Pháp đao rơi vào tay hắn. Không ngự kiếm phi hành, nhưng Tô Thị A Thất vẫn có thể đứng vững giữa không trung như đang đặt chân lên mặt đất. Trong phút chốc, đao thế như thiên uy, một Tô Thị A Thất cầm đao, và một Tô Thị A Thất không cầm đao, cứ như hai người hoàn toàn khác biệt. Cơ thể của công tử Hải bị đao thế ảnh hưởng, hắn thoáng run lên, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh.
ta chưa từng nghĩ như vậy, dù ta có dùng mọi bảo phù, pháo khí, thì cũng chẳng thể sống nổi qua đao thứ ba của ngươi. Tô Thị A Thất chau mày. Thực ra, khi một, Tô Thị A Thất, xuất hiện ở Lam Nguyên Cốc này, thì kế hoạch của ta đã hoàn thành, công tử Hải giang hai tay ra, cười nói. Mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, giờ đã đến lúc thu lưới rồi. Có thấy không, A Thất huynh, tiếng hò hét tuyệt diệu của chúng đệ tử Nguyệt Đao Tông phía dưới, họ điên cuồng rót hết sức mạnh vào hộ tông đại trận. Trong lòng họ chỉ có một niềm tin duy nhất đánh lùi Tô Thị A Thất. Đây chính là tác dụng của A Thất huynh trong kế hoạch của ta, thậm chí ngươi còn chẳng cần ra tay, chỉ cần đứng đó, tạo áp lực cho đám đệ tử Nguyệt Đao Tông này. Để chống lại ngươi, các đệ tử của Nguyệt Đao Tông sẽ ép bật mọi tiềm lực của mình, rót hết chân khí, khí huyết vào, hộ tông đại trận. Nhưng chỉ thế thì chưa đủ, hộ tông đại trận được ta cải tiến là thứ vô cùng tham lam. Không chỉ chân khí của các đệ tử Nguyệt Đao Tông, mà cả sinh mệnh lực, và những linh hồn rực cháy của họ, đều sẽ bị hộ tông đại trận hút vào. Trong lòng có tín niệm, nên họ giống như kẻ cuồng tín điên rồ nhất của các tôn giáo như thời viễn cổ. So với những tế phẩm tuyệt vọng do bị giết hại, thì những đệ của Nguyệt Đao Tông đang rơi vào trạng thái cuồng nhiệt này, sẽ cống hiến nhiều sinh mệnh lực và sức mạnh linh hồn hơn, thật tuyệt vời. Chúng là những tế phẩm hoàn mỹ nhất. Điên cuồng đi, hát lên đi, nhảy lên đi. Những tế phẩm của ta. Phía dưới, chúng đệ tử của Nguyệt Đao Tông như đã điên rồi, họ điên cuồng nhảy múa, gào thét tên của công tử Hải trưởng lão, cặp mắt đỏ quạch, lý trí đã mất. Cùng cùng, từng đệ tử của Nguyệt Đao Tông lần lượt ngã xuống. Trận khởi, huyết thần tà đao trận. Hai tay của công tử Hải giơ lên cao, huyết vụ trong Lam Nguyên Cốc bay lên. Bản thể của An Chi Ma Quân nở nụ cười quái dị, hắn lặng lẽ chuồn ra sau công tử Hải. Ma khí dày đặc quấn quanh người hắn. Việc những đệ tử Nguyệt Đao Tông dưới kia nhanh chóng rời vào trạng thái điên cuồng, là nhờ công lao của hắn hết. An Chi Ma Quân và công tử Hải đứng đối lưng vào nhau, hai tay cùng giơ lên cao, cùng chủ trì huyết thần tà đao trận. Dư nghiệt của huyết đao tông sao? Tô Thị A Thất bày ra một dáng xuất đao rất kỳ quái. Thiên, đao, táng, tinh, hải. Sau bao nhiêu năm, Tô Thị A Thất thi triển thiên đao táng tinh hải một lần nữa, không biết uy lực của nó sẽ tới nhường nào. Đầu bên kia, phủ chủ của thất sinh phù tranh thủ giải thích cho Tống Thư Hàng nghe điều bất thường ở hộ tông đại trận. Địa thế của Lam Nguyên Cốc, phối hợp với trận pháp của đệ tử Nguyệt Đao Tông, tạo thành huyết thần tà đao trận mà năm đó huyết đao tông từng dùng để hiến tế sinh linh, hòng ngưng tụ huyết thần đao bản mạng. Nhưng trận pháp của Nguyệt Đao Tông hiển nhiên đã có một sự thay đổi căn bản. Nhưng, dù trận pháp này có sửa thế nào, thì bản chất vẫn không thay đổi, sao có thể lừa được con mắt của chúng ta? Giọng điệu của phủ chủ thất sinh phù đắc ý vô cùng. Giờ, tình hình ở Lam Nguyên Cốc diễn biến thế nào rồi? Có một luồng huyết vụ khổng lồ dâng lên, phủ kín toàn bộ Lam Nguyên Cốc. A Thất tiền bối hình như định ra tay. Tống Thư Hàng vội đáp. Chính là lúc này, đi thôi, Thư Hàng tiểu hữu, chạy tới tọa độ mà chúng ta đã đánh dấu. Đợi đến khi trận pháp chấm dứt, ngươi liền được một món hời lớn. Phủ chủ của thất sinh phù cười ha ha. Nghe vậy, cơ thể vốn đã căng cứng của Tống Thư Hàng liền xông thẳng về phía cây đại thụ vô danh như một con báo xanh, hắn hỏi dò. Chẳng nhẽ A Thất tiền bối không phá được trận pháp này? Không phá nổi, dù có giết chết kẻ chủ trì trận pháp, thì đại trận vẫn tiếp tục hoạt động. Nếu giết sạch đệ tử của Nguyệt Đao Tông thì càng đẩy nhanh tốc độ hoạt động của trận pháp. Vậy nên, từ khi trận pháp này được khởi động, thì mọi đệ tử của Nguyệt Đao Tông đều trở thành tế phẩm, trở thành nguyên liệu của huyết thần đao bản mạng. Họ chết sớm hay chết muộn cũng chẳng khác là bao, cùng lắm thì ảnh hưởng tới sản phẩm sau khi trận pháp hoàn thành mà thôi. Phủ chủ của thất sinh phù nói. Trừ phi, dùng một đao duy nhất để san phẳng Lam Nguyên Cốc. A Thất làm được điều này, nhưng cần dồn lực rất lâu. Giờ không có nhiều thời gian để A Thất dồn lực, chỉ mong hắn có thể chém chết kẻ chủ trì trận pháp. Bấy giờ, Tống Thư Hàng đã tới được địa điểm trên tọa độ. Ta tới rồi, tiếp theo cần làm gì? Không cần làm gì cả, người chỉ cần đứng yên không nhúc nhích, an tĩnh đợi món hời rơi từ trên trời rơi xuống là được. Phủ chủ thất sinh phù đắc ý bảo, điều duy nhất người cần chú ý là, đừng bị người ta giết trong lúc đang đợi. Ta cúp máy trước đây, lát nữa nếu người còn sống thì gọi điện nói cho ta nghe thứ ngươi nhận được. Chương 139, cứ gọi ta là Thư Sơn áp lực đại là được. Tống Thư Hàng ăn may, các đệ tử Nguyệt Đao Tông ở gần hắn đều phát cuồng, nhảy nhót một hồi rồi ngã lăn ra đất. Chẳng ai để ý đến hắn cả.
Trong Lam Nguyên Cốc, huyết vụ mỗi lúc một nồng đậm. Chỉ trong hai nhịp thở, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thấy tâm khiếu nóng sực lên như bị bỏng. Hắn rất quen thuộc với cảm giác này, mỗi lần tu luyện, kim cương căn bản quyền pháp, rồi dùng chân ngã minh tưởng kinh, để dẫn khí huyết vào tâm hồn, hắn đều cảm thấy như vậy. Thế nhưng khi hắn tu luyện thì tâm khiếu chỉ hơi nóng lên đã kết thúc rồi, còn hiện tại, tâm khiếu của hắn lại tăng nhiệt không ngừng được. Nói cách khác, lúc này đây khí huyết trong tâm khiếu hắn đang nhanh chóng tăng lên. Tăng lên càng nhiều thì thời gian hắn hoàn thành trăm ngày cơ bản sẽ càng ngắn lại. Nếu cứ tăng lên mãi thế này, nói không chừng chỉ trong hôm nay là hắn sẽ mở tâm khiếu, hoàn thành trăm ngày cơ bản. Đây chính là một trong những chỗ lợi mà Thất Sinh Phù phủ chủ nói tới. Đao của Tô Thị A Thất chém vào Lam Nguyên Cốc, nhập vào trong huyết vụ ngập trời. Tiếng lực đao nổ vang không ngừng quanh quẩn. Uy lực của thiên đao táng tinh hải mạnh đến mức nào? Là thứ đao thuật mà ngay cả Tô Thị A Thất cũng không khống chế được, một đao này chém xuống, khi đao khí khuếch tán, lực thương tổn có thể khuếch tán đến vài trăm mét mà chẳng hề yếu đi. Keng 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 tương đương, trong huyết vụ truyền ra tiếng vang kỳ quái, huyết vụ mỗi lúc một đậm dần. 5 giây sau, Tô Thị A Thất tra đao vào vỏ, mày nhíu càng sâu. Công tử Hải hình như vẫn chưa chết. Trong Lam Nguyên Cốc, huyết vụ đầy trời dần dần tan đi. Thứ đầu tiên đập vào mắt Tô Thị A Thất chính là công tử Hải áo quần rách nát, tóc tai bù xù, toàn thân thương tích. Thế nhưng hắn còn sống, trên mặt vẫn treo nụ cười khiến cho người ta chán ghét. Trong tay công tử Hải cầm một thanh huyết đao đỏ đến hóa đen tỏa ra nhiệt khí hừng hực, bản mạng huyết thần đao đã thành hình. Có thanh đao này, công tử Hải chắc chắn có thể xông phá cảnh giới ngũ phẩm, ngưng tụ ra kim đan. Đằng sau lưng hắn, An Chi Ma Quân há mồm hút một cái, từ dưới đáy Lam Nguyên Cốc ma bốc lên một luồng ma khí. Huyết thần tà đao trận, lần này là do hắn và công tử Hải cùng nhau cải tiến, cùng nhau hoàn thành. Bọn họ dùng toàn bộ Nguyệt Đao Tông làm tế phẩm. Công tử Hải có được bản mạng huyết thần đao. Mà hắn thì có được luồng, tam tà ma khí, này, đây chính là một trong những thứ thu hoạch được khi hai bên hợp tác. Bên cạnh họ lúc này có một người đàn ông tóc dài bay loạn, mặt mày dữ tợn. Trên người hắn cũng chồng chất vết thương máu chảy đầm đìa, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Kẻ nhận lấy một đao, thiên đao táng tinh hải, của Tô Thị A Thất chính là hắn. Khi Tô Thị A Thất nhìn thấy người đàn ông dữ tợn kia thì ánh mắt nhất thời bốc lửa, tay phải hắn chậm rãi đặt lên chuôi đao. Cuồng bá ma quân. Vô cực ma tông cuồng bá ma quân. Tu sĩ ngũ phẩm kim đan, thực lực cao cường. Đệ tử của vô cực ma tông tính cách cực đoan, điên cuồng cực điểm. Cuồng bá ma quân lại là một cực phẩm vô hại bậc nhất trong vô cực ma tông trong trường hợp không có ai chọc tới hắn ta. Thế nhưng cố tình cuồng bá ma quân lại được trời phú cho cái thể chất gợi đòn, tùy tiện đi ngoài đường cũng có người nhìn hắn ngứa mắt, rất muốn xông lên táng hắn một bạt tay hay chửi cho hắn một trận. Sau đó, không có sau đó. Bởi vì thể chất đặc biệt này mà mấy hôm trước khi hắn hiện thân, Nhật báo tu sĩ đã dành một mục riêng để đưa tin về hắn, khuyên cáo các tu sĩ ra đường phải cẩn thận một chút. Đừng có đang yên đang lành đi gây sự với cuồng bá ma quân để mà ăn hành. Có thể tiếp được một đao thiên đao táng tinh hải chính diện của ta, cuồng bá ma quân quả nhiên danh bất hư truyền, Tô Thị A Thất nắm chặt chuôi đao, chiến ý hừng hực, nếu ngươi ra mặt vì công tử Hải, vậy thì chiến đi. Chiến đi, để cho ta chiến một trận thống khoái đi. Cả người A Thất đều bốc cháy. Ta chỉ nợ công tử Hải sư đệ một cái nhân tình. Cho nên đến đây bảo vệ hắn một lần mà thôi, cuồng bá ma quân cắn răng. Một đao thiên đao táng tinh hải ban nãy hắn phải liều mạng mới đỡ được đấy. Đừng nói nhiều làm gì, chiến đi, Tô Thị A Thất nói. Công tử Hải sư đệ, công tử Hải đã sớm là đệ tử của vô cực ma tông rồi sao? Hôm nay không phải lúc quyết chiến, vì cả ta và ngươi đều có điều vướng bận. Ngươi muốn bảo vệ thằng nhóc sau lưng, ta muốn bảo vệ công tử Hải sư đệ và một tiểu hậu bối đằng sau này. Cuồng bá ma quân nói, qua một thời gian nữa, ta và ngươi sẽ hẹn nhau đấu một trận. Tô Thị A Thất nhíu mày. Khi hai đấng kim đan còn đang nói chuyện, công tử Hải lại mỉm cười vươn tay ra. Bản mạng huyết thần đao chỉ là một trong những thu hoạch từ đại trận, bây giờ khoản lợi lớn thứ hai rốt cuộc cũng tới rồi. 4 mảnh kết tinh đỏ như máu xuất hiện từ hư không, chậm rãi rơi xuống chỗ công tử Hải. Huyết vụ đầy trời trong Lam Nguyên Cốc thực ra không tan đi, mà kết thành 4 mảnh kết tinh đỏ như máu. Giờ đây chúng đã ngưng tụ thành hình. Nếu không phải vì 4 mảnh,
huyết thần toàn, quý báu này thì công tử Hải đã kéo cuồng bá ma quân chạy theo mình từ lâu, chứ còn đứng ở chỗ này đấu võ mồm với Tô Thị A Thất làm gì. Bốn mảnh huyết thần toàn từ từ hạ xuống, công tử Hải đang định vươn tay thu hồi chúng lại. Thế nhưng đúng lúc này, một mảnh huyết thần toàn đột nhiên tạm dừng giữa không trung, sau đó chủ động thay đổi phương hướng, bay về một hướng khác trong Lam Nguyên Cốc như bị nam châm hút. Ở đó có một thanh niên trẻ bộ dạng đáng khinh ngồi xổm trên mặt đất. Trước con mắt hồ nghi của công tử Hải, huyết thần toàn cứ thế rơi xuống tay thanh niên nọ. Nét cười trên mặt công tử Hải tức khắc cứng đơ lại, hắn mở to hai mắt nhìn thanh niên, không hiểu vì sao huyết thần toàn lại chạy vào tay đối phương. Một lát sau, hắn bừng tỉnh ngộ ra đạo lý. Căn cứ vào vị trí đứng của thanh niên kia, công tử Hải lập tức tính ra một lỗ hổng trong huyết thần tà đao trận của mình. Giống như khi đã biết đáp án của một đề toán số thì người ta có thể dễ dàng suy ra được cả quá trình giải toán vậy. Thì ra là vậy, đối phương đứng ngay vị trí lỗ hổng trong huyết thần tà đao trận của mình, nên mới có thể cướp được một miếng thịt lớn đã bay tới tận miệng mình đây. Lợi hại, thật là lợi hại. Núi cao còn có núi cao hơn, công tử Hải tâm phục khẩu phục. Mới nhìn thấy, huyết thần tà đao trận, mình vừa cải tiến lần đầu tiên, mà đã lập tức phát giác ra vị trí lỗ hổng này rồi ngồi đó chờ món hời trên trời rơi xuống. Công tử Hải tự nhận bản lĩnh của mình thật chẳng sánh bằng. Cho nên, hắn tâm phục khẩu phục. Ha ha, Tống Thư Hàng cười ngại ngùng. Hắn đâu có lợi hại gì, người lợi hại là các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số một đằng sau hắn kia kìa. Tô Thị A Thất ở trên trời nhìn thấy cảnh tượng này thì tâm tình tốt lắm, tuy hắn không rõ vì sao lại thế, nhưng lại biết rõ Tống Thư Hàng đã cướp được một bảo bối từ tay công tử Hải rồi. Ha 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 ha, A Thất cười, khí thế trên người càng thêm trầm trọng, âm thầm mang ý bảo vệ Tống Thư Hàng. Công tử Hải thu hồi ba mảnh huyết thần toàn còn lại, đoạn nhanh nhẹn chắp tay với Tống Thư Hàng. Dám hỏi đạo hào của đạo hữu là gì? Có Tô Thị A Thất ở đây, đừng hòng đòi lại được mảnh huyết thần toàn đó. Ngươi cứ gọi ta là Thư Sơn Áp Lực Đại là được. Tống Thư Hàng nhe hàm răng trắng tinh. Thư Sơn Áp Lực Đại, nho môn hành giả, khó trách lại có nhãn lực bậc này. Công tử Hải mỉm cười, vậy đi, mảnh huyết thần toàn này gửi tạm ở chỗ Thư Sơn đạo hữu. Hẹn ngày khác ta sẽ tự mình đến cửa đổi về. Chính vào lúc đó, cuồng bá ma quân vươn tay tóm lấy công tử Hải và An Chi ma quân như diều hâu bắt gà, định bụng nhanh chân chạy trốn. Định cứ thế mà đi sao? Pháp đao của Tô Thị A Thất dục dịch ra khỏi vỏ, hắn lạnh lùng nói với cuồng bá ma quân, người khác còn e ngại Vô Cực ma tông của các ngươi một phần chứ Tô Thị A Thất ta thì không sợ đâu. Hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích vừa lòng mà đã muốn mang theo công tử Hải rời đi, ngày sau ta sẽ chém sạch 10 phân đàn của Vô Cực ma tông nhà ngươi đó. Cuồng bá ma quân nhún vai. Công tử Hải ôn hòa nói, phải lắm, A Thất huynh ngươi giận ta cũng là bình thường. Thôi thì thế này, 10 phân đàn ấy ta tặng cho A Thất huynh xả giận, chúng ta hẹn ngày sau gặp lại. Sau này còn gặp lại, cuồng bá ma quân túm bọn họ rồi nhanh chóng bay đi. A Thất tra đao vào vỏ, không đuổi theo nữa. Nhìn từ thái độ của cuồng bá ma quân với công tử Hải thì chẳng hề đơn giản chỉ là nợ một nhân tình, rốt cuộc công tử Hải có thân phận gì trong Vô Cực ma tông. Song dù có thế nào thì món nợ này cũng không thể cho qua như vậy được. Một lúc lâu sau, Tô Thị A Thất đạp trên không khí như đạp cầu thang, đi xuống bên cạnh Tống Thư Hàng. Bên hông Tống Thư Hàng đeo một thanh trường đao đen tuyền, tay phải cầm một mảnh huyết thần toàn, thế nhưng bây giờ lực chú ý của hắn không đặt trên hai món bảo vật ấy, mà là vào tâm khiếu của chính mình. Tâm khiếu đã có cảm giác căng đầy, phỏng chừng chỉ cần tầm 10 lũ khí huyết trị nữa là có thể khai mở tâm khiếu rồi. Trăm ngày cơ bản, sắp sửa hoàn thành. A Thất ra sức vỗ vai Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiểu hữu làm tốt lắm, là một tu sĩ, không có cái gì cũng được nhưng không thể không có lá gan. Tống Thư Hàng hồi thần, cắn răng một cái, một trưởng của A Thất vỗ xuống đau quá đi mà. A Thập Lục, sự tình xong xuôi rồi, bây giờ ngươi lập tức về Tô Thị bản tộc với ta. A Thất gọi A Thập Lục. A Thập Lục lắc đầu, đứng dậy đi vào sâu trong Lam Nguyên Cốc. Trong ấy đã trở thành một đống phế tích. Các đệ tử Nguyệt Đao Tông bị hút hết sinh mệnh năng và lực lượng linh hồn, tất cả đều biến thành thây khô nằm la liệt trên mặt đất. Binh khí, đan dược và đồ dùng của tu sĩ trong cốc bị đại trận quỷ dị hút sạch linh khí, chỉ chạm nhẹ một cái đã trở thành sắt vụn rác rưởi như thể bị tháng năm ăn mòn. A Thập Lục tới một căn phòng trong Lam Nguyên Cốc rồi nhấc chân đá mạnh một cái. Cửa phòng bị sức mạnh của huyết thần tà đao trận ăn mòn đã sớm rách nát tả tơi,
bị nàng đá một cái liền văng ra. Trong phòng, ông chú Tiên Nông Tông chính nước chết lặng ngồi đó, hắn dường như già đi rất nhiều, mái tóc bị huyết thần tà đao trận ảnh hưởng biến thành màu bạc trắng. May mà thời gian đại trận tà ác kia duy trì không dài, nếu không hắn cũng đã bị hút thành thây khô như những đệ tử Nguyệt Đao Tông kia rồi. Khi nhìn thấy A Thập Lục, hắn nở một nụ cười chua chát. Biết mình sai chưa, Tô Thị A Thập Lục từ trên cao nhìn xuống mà hỏi. Chính Đức khóc òa. Dù thân ở trong cốc, nhưng tiếng động ở ngoài hắn đều nghe thấy. Hắn biết tất cả chính là âm mưu của công tử Hải. Hắn biết Nguyệt Đao Tông đã trở thành lịch sử rồi. Hắn còn biết, Tiên Nông Tông tổn thương nặng nề, tiếng kêu gào thảm thiết của các sư huynh đệ lúc sắp chết còn vang vọng bên tai hắn. Tô Thị A Thất đi theo phía sau A Thập Lục. Hắn nặng nề thở dài, dẫn hắn đi trước đi. Chương 140, Bạch Chân Quân. Chính Đức khóc ngất lên ngất xuống, Tô Thị A Thất hít một hơi thật sâu rồi, dùng cán dao đạp vào gáy Chính Đức, đánh ngất hắn. Chúng ta tới Tiên Nông Tông trước đi, Tô Thị A Thất nói. Mọi chuyện đều bắt đầu từ khi hắn bị công tử Hải dẫn tới Tiên Nông Tông. Tiên Nông Tông giờ thiệt hại nghiêm trọng, việc này hắn cũng có một phần trách nhiệm. Giờ, giúp được chừng nào thì cứ giúp, không thể khiến đạo thống của Tiên Nông Tông bị đứt đoạn được. Tiếp, A Thập Lục và Tống Thư Hàng lại bò lên đồn quang của Tô Thị A Thất lần nữa, phía sau kéo theo Chính Đức, nhóm người bay về phía Tiên Nông Tông. Trong lúc phi hành, Tống Thư Hàng lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện cho phủ chủ Thất Sinh Phù, báo cho hắn biết mình nhận được thứ gì. Huyết thần toản, hình như là nguyên liệu luyện khí gì quý giá lắm, ngay cả các tiền bối trong nhóm đều cho rằng nó là món lời to, không biết nó có thể luyện thành loại pháp bảo gì đây. Tống Thư Hàng lặng lẽ ngắm nghĩa huyết thần toản trong tay mình. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc huyết thần toản là thứ được hình thành sau khi tế sống rất nhiều người liền thấy có chút nghèn nghẹn. Việc này âu cũng là thói thường của con người, nếu bạn biết có một viên ngọc rất quý giá, nhưng viên ngọc ấy được ngưng tụ từ nước giữa của ngàn vạn thi thể con người, bạn biết nó là vật báu vô giá, nhưng trong lòng vẫn thấy nghẹn nghẹn. Nếu có thể, Tống Thư Hàng chỉ muốn đổi nó thành thứ bảo vật có cùng giá trị, nhưng hợp với mình hơn. Nhưng, khi Tống Thư Hàng gọi điện cho phủ chủ Thất Sinh Phù thì... Xin lỗi, tài khoản điện thoại của quý khách đã hết, mong quý khách nạp thêm phí điện thoại, cảm ơn. Sorry, your telephone sack is overdue, please renew it, thank you. Đùa nhau à, mình nhớ mình còn nhiều tiền điện thoại lắm là, sao lại hết tiền rồi? Tống Thư Hàng lộ vẻ nghi hoặc. Đột nhiên hắn nhớ tới một việc. Hình như phủ chủ Thất Sinh Phù đang dạy chữ Hán cho đám người hoang dã trên cái đảo nhỏ khỉ ho thần bí nào ngoài biển thì phải. Chỗ hắn nối thông được điện thoại đã là tốt lắm rồi, tiền điện thoại gì đó chỉ là mây bay thôi. Hơn nữa Tống Thư Hàng không mở gói gọi quốc tế, đương nhiên là chi phí càng đội lên rồi. Trong Tiên Nông Tông, trên mặt những đệ tử còn sống sót phủ đầy sầu khổ, lần này các tinh anh rời khỏi tông môn cơ hồ tử thương gần hết. Ngay cả tông chủ cũng phải nhờ chính năng sư huynh và mười mấy đệ tử liều mạng mới đưa được về. Tiên Nông Tông hiện tại yếu ớt cực điểm. Nếu có thế lực đối địch nào gần đó muốn hôi của lúc cháy nhà thì hậu quả thật không lường được. Vết thương của tông chủ rất nặng, hắn đã bắt đầu dặn dò hậu sự. Chính năng, bản Tiên Nông kinh này ghi lại hết thảy bí mật của Tiên Nông Tông chúng ta, giờ ta giao nó cho ngươi, tông chủ run rẩy lấy ra một quyển kinh văn, dốc hết sức tàn nói với chính năng, mặt khác, ngươi nghĩ cách đưa chính đức về để hắn kế thừa ngôi vị tông chủ đi. Tiên Nông Tông quá nhỏ, ta bắt ngươi ở lại Tiên Nông Tông nhiều năm như vậy. Đã nợ ngươi quá nhiều rồi. Tư chất của ngươi đủ để tiến vào danh môn đại phái tốt hơn Tiên Nông Tông gấp trăm lần, theo đuổi cảnh giới cao hơn đi, đừng để Tiên Nông Tông trói buộc nữa. Tông chủ cảm khái ngàn vạn. Đôi mắt của chính năng đỏ hoe, hắn đón lấy Tiên Nông Kinh, lật xem với thái độ vô cùng cẩn thận. Bằng trí nhớ của tu sĩ tứ phẩm như hắn, chỉ cần đảo mắt qua nhìn là có thể nhớ kỹ bản Tiên Nông Kinh này. Trong cuốn sách này, có ghi chép về cách chế thuốc từ thất hoàng diệu quả. Tác dụng thật sự của thất hoàng diệu quả là chữa trị vết thương từ thiên kiếp. Công dụng ấy, đến cả các đệ tử của Tiên Nông Tông cũng không biết. Lời đồn vô căn cứ đúng là đây. Ngoài kia người ta đồn ầm lên đủ thứ công dụng thần kỳ của thất hoàng diệu quả. Các đệ tử của Tiên Nông Tông lại cười nhạo người đời ngu xuẩn. Chính ngôn, người luôn xử sự ôn hòa, lúc kể về ân oán của Tô Thị A Thất và Tiên Nông Tông, với Tống Thư Hàng cũng từng cười nhạo lời đồn của người ngoài. Nhưng thực ra, công dụng thật sự của thất hoàng diệu quả chính là điều trị vết thương của thiên kiếp. Chỉ có một vài cao tầng của Tiên Nông Tông biết điều ấy.
Chính Năng nhẹ nhàng kép lại Tiên Nông Kinh rồi nhìn về phía tông chủ. Yên tâm, tông chủ, Chính Đức nhất định sẽ không sao. Tông chủ mỉm cười gật đầy, hé hé miệng định nói thêm vài câu. Nhưng đúng lúc này, một kiếm bên người Chính Năng bỗng chém ra, kiếm quang lóe lên, chặt đứt đầu của tông chủ. Máu của tông chủ vẩy tung tóe, trước khi chết, ánh mắt hắn còn trừng lên đầy ngạc nhiên nhìn đại đệ tử đắc ý của mình. Không ngờ, cuối cùng thì ngươi vẫn cứ nhớ đến Chính Đức. Chính Năng hất vệt máu trên thân kiếm, nói với giọng thản nhiên, ngay lúc nãy thôi, ta từng tự nói với mình rằng nếu đến nước này, sư phụ nói rằng muốn ta kế thừa Tiên Nông Tông, thì mọi chuyện trước đây sẽ lùi vào dĩ vãng. Ta thậm chí còn có thể bồi dưỡng sư đệ Chính Đức, đợi đến khi hắn có thể tự mình lèo lái thì sẽ cho hắn kế thừa ngôi vị tông chủ của Tiên Nông Tông. Sau đó, ta có thể an tâm theo đuổi những cảnh giới cao hơn. Ta không thèm cái ngôi vị tông chủ của Tiên Nông Tông, nhưng bao năm nay, ngươi nói ngươi nợ ta, vậy mà khi lựa chọn người thừa kế, ngươi lại chưa từng nghĩ đến ta sao? Chính Năng châm chọc, hắn là thiên tài mạnh nhất ở Tiên Nông Tông, trong mắt đa số các sư đệ, hắn là người có chiến lực đứng đầu Tiên Nông Tông, là đại sư huynh dịu dàng. Các đệ tử đều cho rằng, người được kế thừa ngôi vị tông chủ chỉ có thể là hắn. Nhưng điều nực cười là, khi suy tính xem ai sẽ là người kế thừa ngôi vị ấy, tông chủ không hề nghĩ tới hắn. Lý do là vì hắn thấy Tiên Nông Tông bạc đãi Chính Năng, cảm thấy Chính Năng không đáng bị kìm kẹp trong Tiên Nông Tông, nên cái ngôi vị tông chủ không có phần của hắn. Cái lý do quỷ gì chứ? Một kiếm chui lại vào bao, tông chủ đã hoàn toàn tan biến. Những đệ tử còn sót lại của Tiên Nông Tông há hốc mồm nhìn cái tình cảnh bất ngờ này, họ cơ hồ không thể tin nổi vào hai mắt mình, cứ ngỡ như đang mơ. Sao lại thế, vị sư huynh mạnh nhất của Tiên Nông Tông, Chính Năng sư huynh, sao lại giết tông chủ? Rõ ràng là Chính Năng sư huynh vất vả lắm mới cứu được tông chủ từ tay của Nguyệt Đao Tông, vì cớ gì mà lại làm chuyện tài đình này? Vì sao, Chính Ngôn, người trước giờ vẫn xử sự vô cùng ôn hòa, gào lên, hắn điên cuồng đánh Chính Năng, vung quyền lộn xộn. Vì sao à, nếu ngươi nhất quyết phải đòi một lý do thì đơn giản lắm, ta chỉ nghe theo nguyện vọng cuối cùng của sư phụ, rời khỏi sự trói buộc của Tiên Nông Tông, theo đuổi những cảnh giới cao hơn mà thôi. Chính Năng sư huynh dễ dàng né được những đòn tấn công của Chính Ngôn, cuối cùng, hắn rút kiếm ra. Mũi kiếm nhẹ nhàng đặt lên trán của Chính Ngôn, kiếm quang ẩn hiện. Trán của Chính Ngôn bị chém một vết máu, nhưng Chính Năng lại không lấy đi mạng sống của hắn, một luồng sức mạnh trào ra từ thân kiếm, đánh bật Chính Ngôn. Vậy nên, ta chỉ là đang hoàn thành di nguyện của sư phụ mà thôi, Chính Năng thản nhiên đáp. Bấy giờ, từ trên trời có ba bóng người đáp xuống. Cuồng Bá Ma Quân mặt dày dữ tợn điều khiển một pháp khí phi hành hình thoi, bên người hắn là Công Tử Hải, dù y phục rách nát nhưng vẫn vô cùng phong độ, và An Chi Ma Quân, người có gương mặt luôn phủ trong màn xương đen. Xem chừng bên người cũng kết thúc rất thuận lợi, Công Tử Hải cười khẽ, rồi vươn tay về phía Chính Năng, thời gian đến rồi, chúng ta phải đi thôi, Chính Năng huynh. Chính Năng gật đầu, cầm lấy tay của Công Tử Hải rồi đặt chân lên pháp khí phi hành hình thoi kia. Chính Năng. Chính Ngôn đứng sau giống lên đầu giận dữ, ngươi sẽ không được chết yên đâu. Không được chết yên sao? Đúng là một lời đe dọa thú vị. Tuy nhiên, từ khi trở thành tu sĩ, ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được chết yên. Chính Năng quay đầu lại, vẫn là cái dáng điệu thư sinh như trước, nhưng khí chất lại sắc bén hơn nhiều. Cả cuộc đời này của ta, hoặc là có thể chứng đại đạo, trở nên bất diệt. Hoặc là chết oanh oanh liệt liệt. Nếu chuyện ấy mà cũng không hiểu, thì không thể trở thành tu sĩ. Công Tử Hải lộ ra ánh nhìn đầy khen ngợi. Đón lấy, Chính Năng đột nhiên ném cái bản Tiên Nông Kinh kia qua Chính Ngôn, ánh mắt lộ vẻ châm chọc, trên đây khi lại truyền thừa và bí truyền của Tiên Nông Tông. Các ngươi mang sư đệ Chính Đức về đi, nguyện vọng thứ hai của sư phụ chẳng phải là để hắn làm tông chủ sao? Chính Ngôn đón lấy Tiên Nông Kinh, ánh mắt ngập tràn hận ý. Các ngươi cứ giữ gìn cái đại thống bé nhỏ của Tiên Nông Tông, rồi chết trong yên lành, đo. Nếu như... trong số các ngươi có kẻ nào có khí phách một chút, dùng mối hận với ta để trở nên mạnh mẽ, rồi tìm ta để báo thù thì sao nhỉ? Đương nhiên, cơ hội gặp nhau của chúng ta xa vời lắm. Từ giờ trở đi, khoảng cách giữa chúng ta sẽ càng lúc càng lớn. Khi gặp lại, đối với ta, các ngươi chỉ là một lũ kiến bé nhỏ. Công Tử Hải cười khẽ. Chúng ta đi thôi, nếu không Tô thì A Thất sẽ tới. Cuồng Bá Ma Quân điều khiển pháp khí phi hành dưới chân, bay lên trời. Dưới đất, Chính Ngôn ôm lấy Tiên Nông Kinh, ngửa mặt lên trời giống giận, nước mắt đầm đìa. Quanh hắn,
là những đệ tử Tiên Nông Tông còn đang sững sờ. Chính Năng huynh đúng là một người dịu dàng, công tử Hải cười khẽ, hắn đang ám chỉ việc Chính Năng ném Tiên Nông Kinh về cho Tiên Nông Tông. Dù sao ấy cũng là nơi sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, Chính Năng cười nhẹ, khí thế quanh thân tan mất, hắn lại hóa thành vẻ thư sinh yếu đuối. Giả vờ từ bi, An Chi Ma Quân hừ lạnh. Ngươi không hiểu rồi, An Chi Ma Quân, công tử Hải cười nói. Đúng thế, An Chi huynh không hiểu rồi, Chính Năng hỏi dò, lấy được thất hoàng diệu quả chưa? Đương nhiên, công tử Hải trở tay, để lộ thất hoàng diệu quả, sau đó lại lấy ba quả huyết thần toàn. Hở, sao huyết thần toàn chỉ có ba thế này? Chẳng phải là bốn sao? Chính Năng nhíu mày. Trên đường tới đây gặp chút chuyện, nhưng không sao. Ba quả là vừa đủ cho chúng ta dùng rồi. Còn cái quả cuối cùng, khi nào có cơ hội là sẽ lấy về được thôi, công tử Hải cười nói. Cũng phải, Chính Năng gật đầu. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của bốn người đã biến mất trên bầu trời. Họ đi về phía Vô Cực Ma Tông đầy thần bí. Tống Thư Hàng không hề biết rằng, trong khi tài khoản di động của mình hết tiền nên không lên mạng được, thì trong nhóm Cửu Châu đang vô cùng rộn ràng. À còng tất cả mọi người, Bạch Chân Quân vừa liên hệ với ta, nói rằng chừng 20 ngày sau hắn sẽ xuất quan. Đã quyết xem ai là người đi đón hắn chưa? Hoàng Sơn Chân Quân hỏi cả nhóm. Dạo trước, lúc Bắc Hà Tán Nhân lừa Tống Thư Hàng nhận nhiệm vụ, tiếp đãi Bạch Chân Quân, Hoàng Sơn Chân Quân không online. Nên mới hỏi thế. Bắc Hà Tán Nhân nói. Ha ha, Bạch Chân Quân cuối cùng cũng xuất quan à. A còng Thư Sơn áp lực đại, Tống Thư Hàng tiểu hữu đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Mau thì lấy bằng lái ô tô đi, nhân lúc rảnh rỗi thì ta xếp cho khóa học lái máy bay nữa. Cuồng Đao Tam Lãng. Chắc không kịp học bằng lái máy bay đâu, để Bạch Chân Quân và Thư Hàng cùng nhau học không phải ổn hơn à? Nếu có vấn đề gì, Bạch Chân Quân có thể dùng phương pháp ngự kiếm phi hành để đem Thư Hàng trốn cùng. Ừm, đúng rồi, nếu Bạch Chân Quân mà học lái máy bay, thì chắc chắn sẽ có vấn đề nhỉ. Chắc chắn sẽ rơi máy bay ấy chứ nhỉ. Chương 141, 10 triệu tiền điện thoại, hỏi ngươi có sợ hay không? Mấy người đừng có nói như vậy, nói không chừng sau khi Bạch Chân Quân bế quan nhiều năm, đột nhiên trở thành khéo tay, sau đó cái tính tò mò cực mạnh kia cũng giảm bớt thì sao? Hơn nữa, máy bay cũng không dễ hỏng thế đâu. Hoàng Sơn Chân Quân nói lời ngay lẽ phải. Lúc này, Cổ Hồ Quan Chân Quân mới thản nhiên nói vào, ha ha, Hoàng Sơn tiền bối tự hỏi lại lương tâm của mình xem, mấy lời ngươi vừa nói ra ấy. Tự ngươi có tin không? Hoàng Sơn Chân Quân lập tức nghẹn họng không trả lời được xin lỗi, vừa rồi ta chỉ nói bừa mà thôi. Hơn nữa máy bay yếu ớt hơn máy móc pháp khí nhiều, ta cá 10 tờ bảo phù định chế. Bạch Chân Quân mà muốn lên máy bay thì bảo đảm rất luôn. Phủ chủ Thất Sinh Phù nói với vẻ kiên định, bảo phù định chế mà hắn nói chính là loại bảo phù nào cũng được, chỉ cần hắn làm được thì nhất định có thể đáp ứng nhu cầu. 4 cơ hội luyện đan miễn phí. Dược sư phụ họa, hôm nay hắn có thể gõ chữ nhanh thế nhỉ, hay là lại nhờ cô nàng Giang Tử Yên gửi tin hộ đấy. 10 cơ hội xem bói miễn phí. Lúc này, một người tên Thiết Quái Toán Tiên đắc ý lên tiếng. Đợi đã, Thiết Quái Toán Tiên là ai đấy? Ôi mẹ nó, hóa ra đây là nick của Đồng Quái Tiên Sư. Cái nick này trà trộn trong nhóm bấy nhiêu lâu rồi mà không ai phát hiện ra. Bây giờ nick chính của Đồng Quái Tiên Sư đã bị cấm nói, cho nên mới dùng nick phụ lên nói chuyện. Bắc Hà Tán Nhân. Cuồng Đao Tam Lãng. Ta cảm giác mình không cần ngươi xem giúp đâu, phá hỏng tâm tình của ta. Bắc Hà Tán Nhân nói. Ta cũng thế, Cuồng Đao Tam Lãng giữ nguyên đội hình. Như trên, Dược Sư. Đồng Quái Tiên Sư tức giận, các người vừa phải thôi. Thông báo hệ thống, Thiết Quái Toán Tiên đã bị chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân cấm nói 30 ngày. Rốt cuộc ai mới là người nên một vừa hai phải hả? Ngươi thật sự cho rằng cái chức chủ nhóm này của lão phu là để trưng cho đẹp à? Hoàng Sơn Chân Quân hừ lạnh nói. Nhưng Hoàng Sơn Chân Quân cũng không đá nick này ra khỏi nhóm, bởi vì đây cũng không phải nick nhỏ của Đồng Quái Tiên Sư. Đây là nick của đệ tử hắn, chỉ là vị đệ tử kia mãi không ngoi lên nói chuyện bao giờ, nên bây giờ mới bị Đồng Quái Tiên Sư mượn lên nói chuyện. Bất quá các người thật sự đừng có bôi nhọ Bạch Chân Quân tiền bối nữa. Nếu mà còn nói nữa thì sẽ dọa Thư Hàng tiểu hữu đấy. Đến lúc đó, lỡ như Thư Hàng tiểu hữu không chịu đi tiếp đón Bạch Chân Quân thì mấy người các ngươi cứ rút thăm cho ta, ai rút chúng thì đi đón Bạch Chân Quân. Hoàng Sơn Chân Quân đe dọa. Tất cả mọi người trong nhóm lập tức im thin thít. Không dám nói thêm gì nữa. Một lát sau,
Bắc Hà tán nhân thấy cả buổi trời mà Tống Thư Hàng không trả lời bèn hỏi, sao Thư Hàng tiểu hữu không nói gì thế? Hắn không online à? Mới nãy còn thấy hắn gửi ảnh chụp lên không gian trong nhóm mà, không phải là giả vờ không thấy đấy chứ? Mới lúc nãy còn nói chuyện điện thoại với ta, ta còn bảo hắn lát nữa gọi cho ta, để xem hắn có huyết thần toàn hay không mà. Để đấy, ta gọi lại cho hắn xem sao, phủ chủ thất sinh phù gửi kèm một cái ai cần cười. Rất nhanh, hắn lại ngoi lên nói, ha ha, điện thoại của Thư Hàng tiểu hữu bị thiếu tiền rồi. Chắc là lúc nãy nói chuyện với ta nên bị trừ hết tiền. Chịu thôi, ta không ở Hoa Hạ, nên cước phí hơi cao. Sau này phải bảo hắn nạp tiền nhiều một chút, đỡ mắc công đến lúc cần tìm lại không tìm được hắn. Đúng rồi, ai rảnh thì nạp thêm chút tiền điện thoại cho Tống Thư Hàng được không? Để tiện liên lạc với hắn. Nạp tiền online mỗi lần tối đa chỉ nạp được có 1.000 thôi, phiền lắm. Cũng không biết Thư Hàng tiểu hữu nợ bao nhiêu nữa. Bắc Hà tán nhân nói. Lúc này, Túy Nguyệt cư sĩ có cảm giác tồn tại cực kỳ mờ nhạt mới ngoi lên nói, đúng lúc ta đang nghỉ ngơi ở khu du lịch, kế bên có tiệm bán di động đây. Tranh thủ lúc nó chưa đóng cửa, các người đưa số điện thoại của Tống Thư Hàng tiểu hữu cho ta đi nạp tiền cho hắn, để sau này hắn không phải lăn tăn về vấn đề tiền điện thoại nữa. Lúc hắn nói chuyện, như thể có hào khí vạn trượng đập thẳng vào mặt. Ta đưa số của hắn cho ngươi, Bắc Hà tán nhân nhanh chóng gửi số điện thoại của Tống Thư Hàng cho Túy Nguyệt cư sĩ. Vậy các ngươi chờ một chút, ta đi nạp tiền cho hắn. Túy Nguyệt cư sĩ nói xong thì lặn xuống. Lúc này Bắc Hà tán nhân lại nói tiếp, nhân lúc này, chúng ta mau spam cho đoạn thảo luận về Bạch Chân Quân trôi đi đi, miễn cho lát nữa Thư Hàng tiểu hữu mở ra thấy được mấy lời chúng ta nói về Bạch Chân Quân tiền bối, lỡ như hắn thật sự ngoảnh mông bỏ đi không thèm nhận việc này nữa thì phiền lắm. Bắc Hà đạo hữu nói có lý, mau spam lên đi. Giờ phải nói cái gì đây nhỉ? Hay nói chuyện Tam Lãng có phát hiện gì ở hòn đảo thần bí kia không nhé? Các tiền bối trong nhóm bắt đầu spam không tiết tháo, nháy mắt đã spam được tận mấy ngàn page, không biết đã đá cái đoạn nói về Bạch Chân Quân đến góc xó nào rồi. Một bên khác, Tô Thị A Thất mang theo Tống Thư Hàng, A Thập Lục và Chính Đức bay đến trên không Tiên Nông Tông. Nhìn từ trên cao xuống, hắn thấy cảnh tượng đám đệ tử của Tiên Nông Tông đang gào khóc thảm thiết. Sau khi Tiên Nông Tông quay về tông môn đã xảy ra chuyện gì thế này? A Thất xem xét thật kỹ, liền nhìn thấy thi thể của tông chủ Tiên Nông Tông đã bị người ta chém bay đầu. Quả thật là đã xảy ra chuyện. Tô Thị A Thất túm lấy Chính Đức vỗ nhẹ một cái, để hắn tỉnh lại. Chính Đức mở to hai mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn về phía Tiên Nông Tông đang bị mây mù che phủ ở bên dưới. Hắn cũng nhanh chóng nhìn thấy thi thể của tông chủ Tiên Nông Tông, sau đó lập tức ngây ra. Bên dưới, đệ tử Tiên Nông Tông không ngừng la khóc, có người vừa khóc lóc vừa nói chuyện với nhau. Các đệ tử đã hoàn toàn mất đi chỗ dựa tinh thần, thật ra bình thường dù tông chủ có qua đời thì bọn họ còn có thể đi theo đại sư huynh chính năng. Nhưng bây giờ lại là đại sư huynh chính năng giết chết tông chủ, rời khỏi Tiên Nông Tông. Tiếp theo bọn họ phải làm gì bây giờ? Chính Đức đứng trên đồn quang của Tô Thị A Thất. Mặt mày ngơ ngác nghe những lời kể của các đệ tử bên dưới. Sau đó lập tức hiểu rõ những chuyện đã xảy ra sau trận chiến Nguyệt Đao Tông kia. Đại sư huynh giết sư phụ, sau đó phản bội sư môn, đi cùng với công tử Hải. Tại sao lại như thế? Một lúc lâu sau, Chính Đức cắn răng, trên mặt hiện lên vẻ kiên định, A Thất tiền bối, kính xin ngươi cho ta xuống dưới. A Thất kinh ngạc nhìn hắn một cái, đã quyết định được phải làm sao rồi à? Ta không biết, nhưng dù sao bây giờ ta cũng phải trở lại Tiên Nông Tông, bây giờ Tiên Nông Tông cần phải có người đứng ra dẫn dắt, bằng không Tiên Nông Tông sẽ thật sự sụp đổ. Chính Đức cười khổ nói. A Thất ngẫm nghĩ một lát, ném một lệnh bài cho Chính Đức, cầm theo nó đi, đặt ở bên trong Tiên Nông Tông. Có nó thì đại biểu cho Tô Thị A Thất ta bảo kê Tiên Nông Tông. Như vậy thì ít nhất có thể giúp Tiên Nông Tông ngăn cản một số kẻ muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Đợi đến một ngày nào đó. Ngươi cảm giác Tiên Nông Tông đã vượt qua được kiếp nạn này thì lại đưa lệnh bài về bản tộc Tô Thị. Cảm ơn, Chính Đức nhận lấy lệnh bài kia, lúc này hắn thậm chí không thể nào lên tiếng từ chối được. Hắn cần lệnh bài này, Tiên Nông Tông cần lệnh bài này. Nên hắn không thể từ chối. Tô Thị A Thất nhẹ nhàng khoát tay một cái, nâng hắn bay lơ lửng, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Đám đệ tử Tiên Nông Tông vừa nhìn thấy Chính Đức đáp xuống từ trên trời thì lập tức mừng rỡ. Tuy rằng thực lực của Chính Đức không cao, nhưng ở trong Tiên Nông Tông này hắn vẫn có uy tín cực cao. Nhìn thấy các sư huynh đệ lao đến,
Tiên Nông Tông nắm chặt lệnh bài, thở dài, vội bước lên nghênh đón các đệ tử của Tiên Nông Tông. Tô Thị A Thất chắp tay sau lưng, đứng trên không nhìn một lúc, cuối cùng mới thấp giọng nói, đi thôi. A Thất cảm giác hắn cũng có phần trách nhiệm với kiếp nạn mà Tiên Nông Tông gặp phải, cho nên hắn mới đưa lệnh bài kia ra, giúp cho Tiên Nông Tông có thể vượt qua được kiếp nạn này. Thế nhưng, trong sự kiện của Tiên Nông Tông lần này, tên chính đức kia từng muốn hạ độc thủ với A Thập Lục, cho nên ngoại trừ một cái lệnh bài ra thì A Thất không giúp thêm gì nữa. Độn quang bay lên, hắn mang theo Tống Thư Hàng và A Thập Lục bay về phía Đại học Giang Nam. Tống Thư Hàng quay lại nhìn vị trí của Tiên Nông Tông một cái, trong lòng có phần cảm khái, nhưng lại không biết diễn tả cảm giác này thế nào, chỉ đành nghẹn lại trong lòng. Sau này, sự kiện Tiên Nông Tông lần này sẽ trở thành kinh nghiệm nhân sinh của hắn, làm đạo tâm của hắn phong phú hơn. Trên đường quay về, Tô Thị A Thất im lặng thật lâu mới đột nhiên cất lời, Thập Lục, hôm nay theo ta quay về bản tộc Tô Thị đi. Không phải thật sự không có cách chữa khỏi thương thế của con. Ừ, A Thập Lục hờ hững đáp lời. Con chớ có nghĩ lung tung, mọi chuyện cứ giao cho ta, tin tưởng ta, Thập Lục, con nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, Tô Thị A Thất nói. Ừm, con vẫn luôn tin tưởng người, chỉ là con, ra ngoài thư giãn mà thôi. A Thập Lục nhoẻn miệng cười, dung mạo của cô vốn đã xinh xắn, kèm theo nụ cười này đúng là vô cùng ngọt ngào, tựa như trăm hoa đua nở. Tô Thị A Thất nhanh chóng khống chế độn quang bay về tới Đại học Giang Nam. Thư Hàng tiểu hữu, lần này thật sự rất cảm ơn ngươi. A Thất dùng sức vỗ vai Tống Thư Hàng. Nếu như không có Tống Thư Hàng thì rất có thể Tô Thị A Thập Lục đã bị lũ khốn kiếp của Nguyệt Đao Tông giết chết rồi. Tô Thị A Thất chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì tâm tình kích động quá nên lúc vỗ có hơi mạnh tay một chút, thiếu chút nữa đánh cho Tống Thư Hàng phun cả phổi ra. Tống Thư Hàng bị vỗ tới mức phải ho khan liên tục, chỉ đành cười khổ. A Thập Lục thở dài, giơ tay vuốt lưng giúp Tống Thư Hàng, khiến cho hắn đỡ hơn một chút. Khụ, vốn ta có chuẩn bị chút quà gặp mặt cho ngươi. Bất quá lúc này ta không thể đưa phần quà đó ra được, Tô Thị A Thất cười nói. Lần này hắn đang có sẵn một cổ quyền pháp cấp bậc nhất phẩm, muốn tiện tay cho vị đạo hữu mới như Tống Thư Hàng làm quà gặp mặt. Nhưng bây giờ con nhà người ta đã cứu A Thập Lục tới mấy lần. Nếu hắn mà lấy bộ quyền pháp nhất phẩm kia ra tặng thì không phải sẽ bị mấy đạo hữu trong nhóm cười thối đầu à? Cho nên, quà gặp mặt lần này ta sẽ bù cho ngươi sau. Đợi qua một khoảng thời gian nữa, biệt tuyết thiên cơ mở, thực tiên yến, thì ta sẽ mang ngươi đi theo, cho ngươi nếm thử tiên chân, và, mỹ vị thật sự trên đời này. Phần quà gặp mặt này đã đủ để bày tỏ thành ý của ta chưa? Tô Thị A Thất cười nói. Biệt tuyết thiên cơ. Tống Thư Hàng nghe mà không hiểu gì hết. Là đi ăn một bữa ngon à? Lúc này A Thập Lục mới khẽ cho Tống Thư Hàng một cái, nháy mắt ra hiệu với hắn. Đừng óc, vậy thì ta xin cảm ơn A Thất tiền bối. Tống Thư Hàng lập tức cảm ơn, thực tiền yến này có điểm gì tốt ghê thế cơ à? Vậy thì chúng ta tạm biệt ở đây vậy, A Thất thỏa mãn gật đầu, tay phải nhấc lên, đỡ Tống Thư Hàng lơ lửng, sau đó hạ hắn xuống một khu rừng nhỏ vắng người. Hôm nay mình lại sống sót an toàn rồi, Tống Thư Hàng cảm thán một tiếng. Sau đó hắn lấy điện thoại ra xem thử. Lại nói, vì thiếu tiền điện thoại nên lát nữa mình còn phải đi nạp tiền mới được, không biết khi nãy mình bị âm bao nhiêu nữa. Đúng lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên nhận được một tin nhắn. Là do tổng đài gửi tới, kính chào quý khách đã nạp 10 triệu đồng vào ngày 10 tháng 6, hiện tại tài khoản của quý khách còn 9.999.784 đồng. Trả lời tin nhắn để xem số dư. Hệ thống chăm sóc khách hàng di động Hoa Hạ. Tống Thư Hàng dụi dụi mắt, 1, 2, 3, 7, 7 con số 0, 10 triệu, tiền điện thoại, chương 142, vô danh quan trong vô danh tiên quân. Có cần phải gọi điện thoại lên tổng đài chăm sóc khách hàng của họ hỏi thử xem rốt cuộc đây là sao không nhỉ? Dù sao thì cũng là con số 10 triệu đấy. Đang lúc suy nghĩ thì phần mềm chat trên điện thoại nhảy ra một lời nhắc nhở. Trong nhóm Cửu Châu số 1 có người tác hắn. Bởi vì không còn nợ tiền nữa nên mạng cũng thông lại rồi. Tống Thư Hàng mở nhóm Cửu Châu số 1 ra xem. Túy Nguyệt cư sĩ, A Còng Thư Sơn áp lực đại, Thư Hàng tiểu hữu đã có mạng lại chưa? Vừa rồi ta nạp ít tiền cho ngươi, sau này ngươi không cần sợ bị cắt thuê bao nữa rồi nhé. Là tiền bối trong nhóm nạp tiền điện thoại cho mình. Đợi đã tiền bối, cái, nạp ít tiền, mà ngài nói không phải là 10 triệu đấy chứ? Tống Thư Hàng vội hỏi lại. Ừ, đúng rồi đấy, nhận được rồi à.
Túy Nguyệt cư sĩ nói ra câu này lập tức có khí thế nhà giàu ập thẳng vào mặt mọi người. Tiền bối, có cần khoa trương đến thế không? Nhiều đấy nhiều lắm, cảm giác của Tống Thư Hàng bây giờ y hệt như phần sau cái nickname của hắn, áp lực đại, áp lực lớn. Chỉ vì để mình không sợ bị cắt mạng, nên nạp luôn 10 triệu cho mình á. Chỉ riêng tiền trong tài khoản của mình bây giờ thôi đã nhiều hơn toàn bộ tài sản của người bình thường rồi. Nhiều lắm à, không phải chứ, mấy người trong nhóm chúng ta thường gọi điện nói chuyện với nhau cách hơn nửa vòng trái đất, mỗi năm tốn biết bao nhiêu tiền điện thoại đấy. Hơn nữa dùng điện thoại còn có đủ loại phí khác nữa, nạp 10 triệu chỉ dùng được chừng 1-200 năm chứ mấy, hết nhanh lắm. Túy Nguyệt cư sĩ trả lời. Dùng được 1-200 năm chứ mấy, còn hết nhanh lắm. Tống Thư Hàng dùng sức đập đầu vào gốc đại thụ kế bên, để cho mình bình tĩnh lại. Mấy vị tiền bối trong nhóm tính thời gian toàn tính theo đơn vị, trăm năm, à. Không theo kịp tí nào hết, một đứa mới tháng trước còn là phàm nhân như mình hoàn toàn không đuổi kịp kiểu tư duy của mấy tiền bối trong nhóm tẹo nào. Chút tiền lẻ ở phàm tục thôi ấy à, đừng có kinh ngạc thế, phủ chủ thất sinh phù chen vào một câu, lại hỏi, à đúng rồi Thư Hàng tiểu hữu. Người lấy được bao nhiêu chỗ tốt từ cái, huyết thần tà đao trận, kia. Với ta mà nói thì đây không phải chút tiền nho nhỏ. Mặc dù đối với các tiền bối nó chỉ là chút tiền lẻ không đáng nhắc tới, nhưng lâu lâu mấy người cũng phải thông cảm cho đứa mới tháng trước còn là dân đen như ta chứ. Được rồi, muốn xin mấy tiền bối cảm thông cho mình là chuyện hơi xa vời. Thôi thì mình cứ cố gắng thích nghi, đuổi kịp cách tư duy của mấy tiền bối trong nhóm đi vậy. Tống Thư Hàng cố gắng dằn tâm tình của mình xuống. Trả lời câu hỏi của phủ chủ thất sinh phù, đúng là có thu hoạch. Lúc ở bên trong trận đó, giá trị khí huyết trong tâm khiếu của ta gia tăng rất nhiều, đến bây giờ mới ngừng lại, ta đoán nhiều nhất có thêm 10 phần điểm khí huyết là có thể hoàn thành trăm ngày cơ bản được rồi. Thân thể cũng được cường hóa thêm, sau cùng còn có một mảnh huyết thần toàn nữa. Dừng lại một lúc, Tống Thư Hàng lại gửi thêm, bất quá tiền bối à. Ta có thể dùng mảnh huyết thần toàn này để đổi lấy thứ khác hợp với ta hơn được không? Ví như đan dược hay công pháp, hoặc là pháp khí, bảo phù gì cũng được. Hắn giữ mảnh huyết thần toàn này trong tay cứ có cảm giác cưng cứng thế nào ấy. Mặt khác không phải tên công tử Hải kia đã nói với bộ dạng cực kỳ tự tin là, đợi thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ đến tận cửa thăm hỏi, đổi lại huyết thần toàn. Đến lúc đó, để hắn đến đăng môn thăm hỏi một vị tiền bối nào trong nhóm. Đổi lấy huyết thần toàn đi vậy. Ha ha, ta chỉ chờ có mấy câu này của ngươi thôi. Phủ chủ thất sinh phù gửi một cái ai cần nhe răng cười, qua một đoạn thời gian nữa, đợi ta dạy cho đám dã nhân trên hòn đảo này biết chữ Hán xong thì ta sẽ đi tìm người. Tới lúc đó ta sẽ đưa ngươi đi xem bảo khố của ta, cho ngươi chọn một món đồng giá, để đổi lấy huyết thần toàn này của ngươi. Huyết thần toàn không chỉ là tài liệu luyện khí, mà còn là tài liệu tốt để tạo thành mực nước dùng luyện chế bảo phù cao cấp nữa. Bảo phù cao cấp, mỗi một bút, một loại đều cần mực nước đặc biệt. Ví như mấy lá bùa màu vàng xài được nhiều lần mà Vũ Nhu Tử tiện tay lôi ra xài, chính là dùng một loại mực nước đặc biệt dùng máu của độc giác đại giao chế tạo thành. Phủ chủ thất sinh phù đang cần viên huyết thần toàn này. Lúc này, Bắc Hà tán nhân mới cười nói, xem ra phù đạo của thất sinh đạo hữu sắp sửa có đột phá rồi à. Hắc hắc, cũng vì gần đây đột nhiên có được linh cảm. Nên đang định nhân cơ hội này chế tạo ra bảo phù cao cấp để đột phá bình cảnh phù đạo ấy mà. Tiện thể ta cũng muốn nhân cơ hội này để tấn cấp cảnh giới lên linh hoàng ngũ phẩm luôn, nếu như cứ mãi dây dưa không tấn cấp thì sẽ bị bọn tiểu bối vượt qua mất, phủ chủ thất sinh phù mỉm cười trả lời. Thật ra hắn đã có thể ngưng tụ kim đan, tấn chức linh hoàng ngũ phẩm từ lâu rồi. Nhưng vì để ngưng tụ ra được kim đan hoàn mỹ nhất, hắn mới áp chế cảnh giới của mình, kéo dài mãi đến tận bây giờ. Cảnh giới kim đan cũng chia ra làm 5-7 loại, dùng số lượng long vân trên kim đan để phân chia phẩm cấp, tổng cộng có 9 cấp. Số lượng long vân càng nhiều thì phẩm cấp của kim đan càng cao. Phẩm cấp của kim đan càng cao thì có thể đi được xa hơn trên con đường tu sĩ ngày sau. Nói trắng ra cho dễ hiểu thì kim đan từ 1 vân đến 3 vân, nếu như không có kỳ ngộ gì, cả đời này cao nhất chỉ có thể đến được cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm mà thôi. Còn tu sĩ có kim đan từ 4 vân đến 6 vân. Chỉ cần không gặp bất trắc giữa chừng thì trên cơ bản đều có thể tấn chức cảnh giới linh quân lục phẩm, thậm chí cũng có hy vọng lên được linh tôn thất phẩm. Còn nếu như muốn bước được xa hơn nữa, muốn tấn thăng lên làm huyền thánh bát phẩm thì ít nhất cũng phải có kim đan được hơn 7 vân đổ lên mới có hy vọng. Phủ chủ thất sinh phù chính là đang cố chờ kim đan 7 vân này.
Ngoài ra, bên trong nhóm Cửu Châu số 1 này không có bất kỳ người nào có kim đan ít hơn 7 vân cả, mỗi người bọn họ đều là người nổi bật trong cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm này. Được, vậy ta sẽ chờ tiền bối liên lạc. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời, các vị tiền bối, ta về nhà nghỉ ngơi trước đây. Đợi đã, Thư Hàng tiểu hữu đợi lát đã, Bắc Hà tán nhân đột nhiên nói. Tống Thư Hàng gửi một dấu chấm hỏi lên. Có chuyện này định nói cho ngươi biết, Hoàng Sơn Chân Quân vừa được Bạch Chân Quân liên hệ, khoảng chừng 20 ngày nữa Bạch Chân Quân sẽ xuất quan. Đến lúc đó Hoàng Sơn Chân Quân sẽ báo địa điểm xuất quan của Bạch Chân Quân cho ngươi biết. Đến lúc đó Thư Hàng tiểu hữu ngươi nhớ phải đi đón Bạch Chân Quân nhé. Bắc Hà tán nhân vội nói. Các tiền bối trong nhóm lập tức nín thinh, sợ Tống Thư Hàng từ chối. Tới lúc đó lỡ như Hoàng Sơn Chân Quân giận quá, bắt mọi người giúp thăm thì thảm. Ồ, được rồi, không thành vấn đề. Đến lúc đó chỉ cần nói địa điểm đón Bạch Chân Quân cho ta biết là được rồi. Tống Thư Hàng đáp, tiền bối, nếu như không còn chuyện gì nữa thì ta về nghỉ ngơi trước đây. Bây giờ hắn chỉ muốn đi tắm sạch sẽ thơm tho, sau đó leo lên giường ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm nay, cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều mệt mỏi muốn chết. Đi đi, nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta đều rất xem trọng ngươi đấy, Bắc Hà tán nhân nói. Tống Thư Hàng gật đầu, cẩn thận nhét điện thoại vào túi, đừng thấy chiếc điện thoại di động này chỉ hơn 1.000 tệ mà nhầm, bên trong nó có 10 triệu tiền điện thoại đấy. Chấm. Thứ ba. Buổi sáng. Tống Thư Hàng và Lâm Thổ Ba cùng đi đóng tiền học lái xe. Tiếp theo thì đợi giáo viên đến dạy bọn họ học. Lâm Thổ Ba đã nhờ và biết bao mối quan hệ, cho nên hôm nay mới đóng tiền thì hôm sau giáo viên đã gọi bọn họ đến tập lái. Trong vòng một tuần là có thể thi lý thuyết, nếu như thi đậu thì trong vòng 20 ngày sẽ tham gia thi lái. May mắn thì có thể lấy được bằng lái trong vòng 20 ngày. Đây là một ngày êm đềm, không xảy ra bất kỳ chuyện lộn xộn nào cả. Chỉ là lúc đi học, em gái Lục Phỉ kia đã bắt đầu đến bên cạnh Tống Thư Hàng hưởng ké điều hòa mà thôi. Sau bữa cơm chiều, ba tên cùng phòng đều có việc bận cả. Cao Mỗ Mỗ thì bị Gia Cát Trung Dương lôi đi, nghe nói hai người này chuẩn bị bắt đầu đi thăm dò, vị hôn thê của Gia Cát Trung Dương. Lý Dương Đức thì tiếp tục làm phần mềm mới. Lâm Thổ Ba mấy hôm nay thì cắm đầu chơi game. Vậy nên Tống Thư Hàng có thêm thời gian rảnh rỗi để tu luyện. Hắn đi vào ngôi nhà mà dược sư đã mua, bắt đầu tu luyện. Đầu tiên là tu luyện kim cương căn bản quyền pháp, tiếp theo thì dùng chân ngã minh tưởng kinh để dẫn dắt khí huyết. Hôm nay tu luyện cực kỳ thoải mái, dù không dùng khí huyết đan, nhưng hắn lại có thể một hơi tu luyện kim cương căn bản quyền pháp được những 9 lần. Ở thời kỳ cơ bản số khí huyết ở tâm khiếu càng nhiều thì càng có thể khiến cho thân thể tu sĩ được cường hóa nhiều hơn. Còn thân thể của Tống Thư Hàng đã được cường hóa thêm lúc ở trong huyết thần tà đao trận của Nguyệt Đao Tông. Với cường độ thân thể của hắn bây giờ, một hơi tu luyện 14-15 lần cũng không cần dùng khí huyết đan nữa. Sau khi chấm dứt 9 lần kim cương căn bản quyền pháp, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thấy tâm khiếu trở nên nóng ran lạ kỳ. Khí huyết tràn đầy rồi, Tống Thư Hàng giật mình, vội vàng vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh, dẫn dắt khí huyết vào bên trong tâm khiếu. Tia huyết khí này vừa mới bị dẫn vào bên trong tâm khiếu thì lập tức biến thành cọng rơm sau cùng đè chết lạc đà. Khí huyết bên trong tâm khiếu phá mở tâm khiếu, ồ ạt ùa ra. Khiếu tự lai. Chính thức hoàn thành 100 ngày cơ bản. Lúc này, hắn xem như đã chính thức bước chân vào hàng ngũ tu sĩ rồi. Tống Thư Hàng mở hai mắt ra, tinh, khí, thần toàn thân đều bắt đầu lột xác. Chấm. Một thành phố tên Nam Hoa Hồ cách khu Giang Nam chừng 500 cây số. Trong thôn Lâm Diêu thuộc thành phố Nam Hoa Hồ. Trong thôn có một đạo quan vô danh khá có tiếng tăm. Bởi vì đạo quan này rất có tiếng tăm, cho nên mỗi năm có không ít tín đồ từ khắp nơi đến hành hương, nhưng đạo quan này vẫn không hề có tên. Dân gia, mọi người cũng gọi nó là đạo quán vô danh. Đạo quán cũng không lớn, nó không thờ cúng Tam Thanh Đạo Tôn, mà thờ một bức tượng tiên quân vô danh vô cùng tinh xảo. Bức tượng tiên quân khoanh chân mà ngồi kia là một người đàn ông tuấn mỹ vô cùng, hắn ngồi lặng yên trên bệ đá, trông rất sống động. Nghe nói, bức tượng tiên quân này dường như được phát hiện trong năm khô hạn kỷ lục của mấy trăm năm trước. Trong truyền thuyết nói, đó là đợt hạn hán hiếm có nhất mà mấy chục năm cũng khó mà gặp được, hơn nửa năm mà không có nổi một giọt mưa. Nước sông khô cạn, người dân không có nổi một hạt thóc, đói khát gần chết. Bọn họ ra sức đào giếng ở khắp mọi nơi. Mong muốn có thể đào được một nguồn nước. Nhưng người dân đã liên tục đào hơn 40 cái giếng sâu,
nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cũng chính trong lúc bọn họ gần như tuyệt vọng ấy, khi đang đào một cái giếng thì bọn họ lại đào được một pho tượng vô cùng sống động, đây chính là lai lịch của bức tượng tiên quân vô danh này. Đây không phải do con người chế tác, là tự nhiên hình thành. Đương nhiên, cũng có người nghi ngờ rằng bức tượng tiên quân này đã được cổ nhân chôn ở dưới lòng đất từ rất lâu rồi. Nói tóm lại, người dân cùng đường bèn thờ cúng bức tượng tiên quân này. Nói cũng lạ. Ngày thứ hai sau khi thờ cúng tượng tiên quân này thì đột nhiên trời đổ một cơn mưa to tầm tã xuống, nắng hạn gặp mưa rào, người dân ai nấy đều hân hoan. Vậy nên bức tượng tiên quân vô danh kia cũng nổi tiếng từ đấy. Dù đến ngày nay, thi thoảng vẫn luôn có tin đồn rằng người nào đó được ban phước, nguyện vọng thành hiện thực. Cho nên tiếng tăm của bức tượng tiên quân này cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, đang có vài vị khách hành hương nhỏ giọng trao đổi với nhau bên trong đạo quan. Các người có cảm thấy tượng tiên quân vô danh gần đây càng lúc càng sống động hay không? Ôi bà cũng cảm thấy thế à? Tôi cứ cảm thấy giống như tiên quân vô danh có thể sống lại bất kỳ lúc nào, sau đó mọc cánh thành tiên ấy. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy tiên quân vô danh càng lúc càng đẹp nữa. Chương 143, vị khách bất ngờ ở ký túc xá. Tâm khiếu được khí huyết nhồi đầy, nước chảy thành sông, khiếu huyệt tự mở. Sau khi khiếu huyệt mở ra thì tu sĩ mới có thể chính thức khống chế khí huyết chi lực trong thân thể của mình, nhờ đó phát huy ra được sức mạnh vượt xa cực hạn của con người. Chỉ cần khí huyết chi lực đủ mạnh thì chuyện dùng tay không bẻ cong thanh thép cũng là chuyện vặt. Trong đầu, chân ngã biến thành chân thật hơn nữa, để lộ ra khí chất tu sĩ. Tống Thư Hàng đứng lên, hít thở nhẹ nhàng. Trong đầu bắt đầu nhớ lại, cảnh tượng vị tông sư ở Trần kia thi triển quyền pháp mà hắn nhìn thấy trong ảo cảnh của Kim Cương căn bản quyền pháp. Một bộ quyền pháp căn bản cực kỳ đơn giản, nhưng do vị tông sư kia thi triển thì uyển chuyển, trong nhu có cương trong cương có nhu, lực mạnh thế trầm, quyền như pháo nổ, lại có thể êm dịu như gió, cương nhu có đủ. Trước khi tâm khiếu mở ra thì Tống Thư Hàng không thể làm được nhẹ nhàng thoải mái như thế. Còn bây giờ, sau khi mở được tâm huyết, có lẽ hắn có thể thử lại lần nữa. Hắn có thể cảm ứng được khí huyết chi lực tuôn ra mỗi giây từ trong tâm khiếu, theo nhịp đập của trái tim, vận chuyển khí huyết chi lực đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Sau khi tuần hoàn một vòng trong cơ thể thì khí huyết chi lực sẽ biến thành mạnh mẽ hơn, quay về bên trong tâm khiếu. Cứ tuần hoàn như thế, chỉ cần Tống Thư Hàng còn sống khỏe mạnh thì khí huyết chi lực trong cơ thể của hắn cũng sẽ được tăng cường dần. Mà quá trình khí huyết chi lực vận chuyển bên trong cơ thể, Tống Thư Hàng có thể cảm giác được tình trạng và lực bạo phát của mỗi bộ phận trong cơ thể mình. Đây là một loại cảnh giới có thể khống chế được trạng thái của bản thân. Tống Thư Hàng lại giơ tay bắt đầu luyện Kim Cương căn bản quyền pháp lần nữa, tứ chi nửa thả lỏng, trong lúc mơ hồ dường như dung hợp cùng hoàn cảnh xung quanh, trên dưới toàn thân có một loại cảm giác trơn tru khó nói nên lời. Nín thở, ngưng thần, đánh ra một quyền. Tốc độ không nhanh, nhưng trong không khí lại truyền đến tiếng nổ vang, tiếng nổ này còn to và trầm hơn nhiều so với một quyền toàn lực do hắn đánh ra lúc trước. Tùy ý đánh ra một quyền. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đã có được uy lực như lúc hắn đọc nhẩm khẩu quyết quyền pháp dẫn động linh lực thiên địa rồi. Sau khi đánh xong xuôi một bộ Kim Cương căn bản quyền pháp xong, Tống Thư Hàng mới thở hắt ra một hơi. Đây mới thật sự là một hơi đánh trọn bộ quyền pháp căn bản. Sau khi thở hắt ra khẩu trọc khí nặng nề kia, mỗi khối cơ thịt trên người hắn đều run nhẹ lên, được điều chỉnh tới trạng thái hoàn mỹ cực kỳ khỏe mạnh. Tống Thư Hàng lúc này mới hài lòng mỉm cười. Tu luyện hôm nay kết thúc ở đây. Tuy rằng có thể dựa vào khí huy đan để tu luyện thêm mấy lần nữa, nhưng Tống Thư Hàng không định tiếp tục tu luyện. Dục tốc bất đạt, vừa mới hoàn thành cơ bản xong, hắn cần phải có một khoảng thời gian để làm quen với trạng thái thân thể bây giờ, để còn nắm giữ hoàn toàn thân thể hiện tại. Mài đao không uổng công đốn củi mà. Sau khi tắm rửa xong, Tống Thư Hàng lấy cái vali màu đen mà hắn lấy được từ chỗ đàn chủ ra. Sau đó, hắn đặt huyết thần toàn mình đã lấy được hôm qua vào trong đó, lại đặt thanh bảo đao của tông chủ Nguyệt Đao Tông vào cùng chỗ với cái vali. Trên thân đao có khắc rõ tên của thanh đao này Bá Toái. Đao dài 3 thước 3 tấc, thân đao bị kiếp hỏa thiêu đốt, đã biến thành màu đen hoàn toàn. Vốn là một thanh bảo đao rất đẹp, bây giờ lại biến thành một thanh đao đen xì. Bất quá, sau khi được kiếp hỏa thiêu đốt xong thì cấm chế, lẫn lạc ấn tinh thần do tông chủ Bá Thiên Quân của Nguyệt Đao Tông lưu lại bên trong thanh đao cũng đã bị thiêu rụi sạch sẽ. Bây giờ nó là một thanh đao sạch sẽ vô chủ. Nếu như có thể dùng trận pháp ẩn thân với thanh đao này được như phi kiếm của Thông Huyền Đại Sư thì tốt biết mấy.
như vậy thì có thể mang theo bên mình bất kỳ lúc nào, Tống Thư Hàng thở dài một tiếng. Hắn rất thích thanh đao này, hận không thể mang nó theo sát bên mình. Đáng tiếc thanh đao này lại là lợi khí đã khai phong, nếu như không thể tàng hình thì xách ra ngoài đường sẽ bị cảnh sát tịch thu ngay. Nói không chừng hắn còn phải gánh luôn tội danh, mang theo vũ khí, nữa. Bỏ hết mấy bảo bối này vào trong két sắt, trong căn nhà này dược sư đã bố trí trận pháp bảo vệ, không cần phải sợ sẽ có trộm cướp xông vào, bỏ đồ ở trong này là an toàn nhất. Sau đó Tống Thư Hàng mang theo phi kiếm của Thông Huyền Đại Sư, đi về phía khu đại học Giang Nam. Phải gửi phi kiếm này lại cho Thông Huyền Đại Sư mới được. Hắn đã nhắn tin cho sư huynh, Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng, biết là đã tìm lại được phi kiếm rồi. Trên đường về, Tống Thư Hàng gọi điện thoại cho Tư Mã Giang, alo, Tiểu Giang đấy à? Ha ha, trễ thế này còn gọi cho anh, vết thương của anh đã đỡ chưa? Bây giờ anh có thể đến đây một chuyến được không? Tôi muốn gửi lại món hàng hôm nọ thêm lần nữa. Tư Mã Giang ở đầu dây bên kia vội vàng trả lời, không thành vấn đề, vẫn là đến Đại học Giang Nam đúng không? Được, tôi biết rồi, tôi lập tức tới ngay. Tư Mã Giang vốn còn lo lắng không biết Tống Thư Hàng có còn định làm ăn với mình nữa không, bây giờ nhận được cú điện thoại này, anh ta rốt cuộc cũng yên tâm rồi. Gọi thêm 4 người nữa đi cùng với tôi. Tư Mã Giang lên tiếng, lần này mà lại bị cướp hàng chuyển phát nhanh nữa thì anh ta thật sự chẳng còn mặt mũi nào để gặp ai nữa. Tư Mã tiên sinh, xử lý thằng ăn cướp kia thế nào đây? Người đàn ông mặc vest đeo mắt kính kia đẩy kính một cái, hỏi Tư Mã Giang. Cứ giam lại ở đấy đi đã, chờ tôi đến hỏi Tống Thư Hàng xem cậu ta muốn thế nào, Tư Mã Giang dẫn theo 4 đại hán mặc đồ vest, vừa đi vừa nói chuyện. Chấm. Trên đường quay lại trường, Tống Thư Hàng bất ngờ gặp được 2 người quen. Chính là Nam Hạo Mãnh cao 2 mét và Lâm Đào gầy tong teo. Lâm Đào chính là đàn anh đã bán tin tức của Tống Thư Hàng trong sự kiện đàn chủ, lúc trước, sau đó bị ăn một đấm tình bạn đập vỡ mặt của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng gặp phải bọn họ lúc đang quẹo cua, bởi vì góc độ khá khuất, nên 2 người kia không nhìn thấy hắn. 2 người kia cũng tình cờ gặp nhau. Nam Hạo Mãnh cười tươi roi rói, đi về phía Lâm Đào, bạn học Lâm Đào, đã trồng lại mấy cái răng bị đánh gãy kia chưa? Mặt Lâm Đào vẫn còn phù lên, anh ta nhăn mặt, rồi lại nói với vẻ nịnh nọt, trồng lại rồi, trồng lại rồi. Chỉ là số răng cần trồng lại hơi nhiều, nên đã tiêu gần hết số tiền kiếm được từ chuyện lần trước rồi. Chẳng khác gì công cốc, còn bị người ta đánh gãy hơn nửa hàm răng. Trong lòng Lâm Đào khổ không nói hết. Trồng lại là được rồi, bây giờ kỹ thuật phát triển lắm, nhìn không biết là răng giả đâu. Đúng rồi, cậu không có báo cáo với nhà trường đấy chứ. Tôi và cậu cũng không phải trẻ con nữa, chúng ta đều là người trưởng thành cả, làm sai thì phải chịu trách nhiệm, đúng không? Nam Hạo Mãnh lộ ra nụ cười hiền lành, vỗ vai Lâm Đào. Không có, đương nhiên là không có rồi. Lâm Đào lắc đầu nguầy nguậy. Không có là được rồi, tôi với cậu xem như không đánh thì không quen biết nhau. Sau khi đánh một trận xong thì xem như chúng mình có duyên gặp mặt rồi ấy nhỉ, Nam Hạo Mãnh là kẻ thích nói nhiều, lúc Tống Thư Hàng gặp anh ta thì đã biết ngay. Hơn nữa cái tên này thật không tự hiểu lấy mình gì cả, rõ là nói nhiều rồi mà hắn cứ cãi không chịu nhận. Từ nay về sau chúng ta là bạn tốt rồi, đương nhiên, cậu cũng không muốn lại trải qua thêm một lần, không đánh không quen biết, ấy nữa đúng không? Cho nên ấy, chuyện đã qua thì cứ để cho nó theo gió bay đi. Để chuyện dĩ vãng biến thành mây khói đi nhé. Nam Hạo Mãnh lại vỗ mạnh lên vai Lâm Đào lần nữa. Đúng vậy, Lâm Đào thật sự rất muốn khóc mẹ nó. Ai thèm làm bạn với bọn mày. Mấy ngày nữa bọn mình gặp lại sau, chúc cậu học hành thật tốt nhé. Nam Hạo Mãnh cười ha hả, phất tay rời đi vô cùng tiêu sái. Xem ra anh ta rất sợ Lâm Đào sẽ báo với nhà trường, cho nên cách vài ngày còn cố ý đến uy hiếp Lâm Đào một lần. Tên to con này lại kỹ tính thế cơ á. Lâm Đào cắn răng, sờ sờ bên mặt xương phù của mình, lẩm bẩm, nếu tao mà có bản lĩnh thì nhất định xử đẹp lũ khốn bọn mày. Anh ta vừa nói xong thì đột nhiên nghe thấy ở sau lưng có người lên tiếng, giọng âm u như ma quỷ, ừ, khá lắm, xem như có chí khí. Lâm Đào giật bắn người, hoảng sợ hơn nữa, ai mà đi đến sau lưng hắn không vang lên chút tiếng động nào thế này. Hắn vừa quay đầu lại thì phát hiện gương mặt trắng nõn của Tống Thư Hàng. Mặt của Lâm Đào lập tức co giật, chỗ bị đánh mấy người trước lại đau âm ỉ. Nhưng anh phải rèn luyện nhiều hơn nữa mới được, bây giờ anh yếu như con gà đấy. Tôi dùng một ngón tay thôi cũng đủ xử đẹp anh.
Chờ sau khi anh rèn luyện xong thì có thể đến tìm tôi bất kỳ lúc nào. Tống Thư Hàng nói xong thì quay đầu nhìn xung quanh, đúng lúc bên cạnh có một tòa nhà cũ đang phá dở chờ xây lại. Hắn đi đến trước vách tường xây kín trước tòa nhà, siết nắm đấm, khống chế lực độ, đập nhẹ một quyền lên vách tường. Rầm, một tiếng thật lớn. Vách tường nứt ra từng mảng, giống như bị búa lớn đập chúng. Tống Thư Hàng thỏa mãn gật đầu, quay lại nói với Lâm Đào, thấy rồi chứ. Khi nào anh luyện được đến trình độ này thì có thể đến tìm tôi trả thù rồi đấy. Lâm Đào chố mắt ra nhìn vào vết rạn trên vách tường, hồi lâu không nói gì. Mãi cho tới lúc Tống Thư Hàng đã đi xa rồi, Lâm Đào mới bước tới sờ nhẹ lên vách tường, sau đó lại đẩy nhẹ một cái. Vách tường này không phải loại hàng vớ vẩn, mà được xây rất có lương tâm, chất lượng gạch và vữa đều vào hàng cực tốt. Hai chân Lâm Đào mềm nhũn ra. Hơn 10 phút sau, ký túc xá nam sinh của Đại học Giang Nam. Tư Mã Giang lại nhận món hàng chuyển phát nhanh kia từ tay Tống Thư Hàng lần nữa. Lần này anh ta cẩn thận đặt món hàng vào trong một chiếc vali đen vừa nhìn đã biết là hàng công nghệ cao. Món hàng này lại nhờ anh nhé, Tiểu Giang, Tống Thư Hàng nói. Tư Mã Giang mỉm cười, về phần món hàng này quay về tay Tống Thư Hàng bằng cách nào, hắn khá thông minh chẳng hỏi làm gì. Trước khi đi, Tư Mã Giang hỏi, đúng rồi, bạn học Thư Hàng. Cái tên cướp mà tôi bắt được lần trước giờ nên xử lý thế nào đây? À, cái tên bị anh cho nổ gãy chân ấy à? Anh xem thế nào hợp lý thì làm thôi, nếu thật sự cảm thấy phiền phức quá thì ném hắn vào tù cũng được, Tống Thư Hàng nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. Nói đến trong tù, không biết vị hòa thượng Tây kia thế nào rồi nhỉ? Không biết phải dò hỏi tin tức của ông ta kiểu gì đây? Tôi biết rồi, lần này, tôi nhất định sẽ chuyển hàng đến đó, xin cậu cứ yên tâm. Tư Mã Giang nói chắc nịch. Tôi tin tưởng anh, Tống Thư Hàng vẫy tay, hắn cảm thấy có phần day dứt. Tư Mã Giang cũng vì hắn nên mới bị cuốn vào tai bay vạ gió, nếu như sau này có cơ hội thì nhất định phải nghĩ cách đền bù tổn thất cho anh ta mới được. Sau khi tiến bước Tư Mã Giang xong, Tống Thư Hàng trở lại ký túc xá của mình. Ba đứa bạn cùng phòng vẫn còn chưa quay về, kể từ khi Lý Dương Đức ra ngoài thuê phòng xong thì cứ luôn cảm thấy ký túc xá không còn náo nhiệt như trước nữa. Hay là nuôi con thú cưng nhỉ? Không được, trong ký túc xá không được nuôi động vật. Trong lúc đang suy tư thì Tống Thư Hàng mở cửa ký túc xá ra. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái đuôi bông xù phe phẩy, rất lớn, nó vẩy một cái lập tức có gió thổi lồng lộng như quạt công nghiệp. Tống Thư Hàng quyết đoán đóng cửa phòng lại, ra sức dụi mắt của mình. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên dự cảm không lành. Hít sâu một hơi, sau đó, hắn mở cửa ký túc xá ra lần nữa. Chương 144, Đại Cầu, mượn tài khoản chat của ngươi nói chuyện một lát. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tống Thư Hàng vẫn bước vào ký túc xá, thuận tay đóng cửa ký túc xá lại. Con chó lớn thế này, có lẽ trên đời này chỉ có một con thôi, không cần phải nói, con chó này chính là con đại yêu khuyển ngày hôm qua đuổi An Chi Ma Quân chạy khắp thế giới, cuối cùng còn cắn cho An Chi Ma Quân một cú thật mạnh. Sự thật chứng minh, loài chó này phải bé bé mới đáng yêu. Cún con vừa sinh ra đời, cho dù là chó cỏ lai tạp thì cũng béo nung núc, rất đáng yêu. Nhưng sau khi cún con lớn lên, phần lớn đều chả còn đáng yêu chút nào nữa, cho dù là giống chó Bắc Kinh đáng yêu này cũng thế, khi nó cao hơn 5 mét, thì hoàn toàn chả liên quan gì đến hai từ đáng yêu nữa. Bắc Kinh đại yêu khuyển ngồi xổm dưới đất, lè lưỡi thở hồng hộc, trông giống hệt với một chú chó nhỏ bình thường. Thật ra thì đại yêu khuyển cỡ như nó thì căn bản không sợ nóng, thế nó còn thè lưỡi làm gì nhỉ? Trong một thoáng như thế, trong đầu Tống Thư Hàng lập tức nhớ đến cái cách mà bên Tiên Nông Tông, khốn khiếp, có giỏi đến đớp bố đi. Không đớp thì mày là con chó. Hắn không phải kẻ ngu, không cần phải làm thế. Xin chào, Tống Thư Hàng kiên trì vẫy tay chào hỏi Đại Bắc Kinh yêu khuyển. Ô, Đại Bắc Kinh nghiêng đầu, lộ ra bộ dạng sẽ rất đáng yêu nếu thu nhỏ lại 10 lần. Ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói không, ta biết rõ yêu thú đẳng cấp cao đều có trí tuệ cả. Tống Thư Hàng thấy đại yêu khuyển này không có ý muốn tấn công hắn, nên mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Đại Bắc Kinh yêu khuyển lập tức đổi góc độ khác, tiếp tục nghiêng đầu ra vẻ đáng yêu. Không hiểu tiếng phổ thông à? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Con đại yêu khuyển này nhất định là có trí tuệ, hơn nữa không thể nào kém hơn nhân loại. Điểm này có thể nhìn thấy được từ trong ánh mắt,
chế giễu, mà nó nhìn thành viên của Tiên Nông Tông là biết. Bất quá, dù sao thì yêu khuyển cũng không phải con người, không có 9 năm giáo dục bắt buộc. Nói không chừng nó sẽ nói giọng địa phương có khẩu âm kỳ quái nào đó chăng. Cho nên nghe không hiểu tiếng phổ thông. Cho nên, lúc tên đệ tử Tiên Nông Tông kia tự tìm đường chết trước mặt đại yêu khuyển, miệng liên tục la to, khốn khiếp, có ngon thì đến đây ăn tao đi. Nó căn bản không hiểu gì hết, cho nên mới bỏ qua cho hai tên đệ tử Tiên Nông Tông kia. Tống Thư Hàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Như vậy, chắc là nó phán đoán lời nói và ý tứ của nhân loại thông qua biểu tình và ngữ khí nhỉ. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng chợt nhớ đến một câu chuyện cười mà hắn nghe được cách đây không lâu. Vậy nên, hắn mỉm cười, dùng ngữ khí ôn hòa nói, xin chào, mẹ ngươi là con khỉ à? Sau khi Bắc Kinh đại yêu khuyển nghe xong thì không thèm bán manh nữa, thẳng đầu lại, thụt lưỡi về. Trong mắt của nó lại lộ ra vẻ chế giễu lần nữa. Sau đó, nó dùng khẩu âm cực chuẩn trả lời, mẹ ngươi là Tinh Tinh. Gâu! Tống Thư Hàng câm nín. Con Bắc Kinh đại yêu khuyển này đúng là không thể xem thường. Sau khi Bắc Kinh đại yêu khuyển nói xong thì lại thè lưỡi ra ô ô, thấy Tống Thư Hàng nín thin không nói gì thì nó còn trừng to hai mắt nữa. Tống Thư Hàng thở dài, bỏ giày ra đi về phía phòng ngủ trong ký túc xá, đồng thời trong lòng cũng yên tâm hơn, con yêu khuyển này còn có thể nói đùa với hắn như thế, ít nhất sẽ không ăn hắn nhỉ. Hắn đi vào phòng ngủ, Bắc Kinh đại yêu khuyển cũng đi theo. Ngươi tìm ta có việc gì không? Tống Thư Hàng nghĩ cả buổi trời, cũng không biết phải xưng hô với con Bắc Kinh đại yêu khuyển này thế nào. Ừ, ta tới đây để hỏi mấy chuyện thôi, Bắc Kinh đại yêu khuyển lại mở miệng nói tiếng người thêm lần nữa, gần đây ngươi có tiếp xúc với dược sư à? Trong lòng Tống Thư Hàng lập tức trở nên cảnh giác, trong đầu cân nhắc xem phải trả lời thế nào mới phải. Đừng có chối, thực tế mấy ngày trước ta ngửi thấy được mùi của dược sư trên người ngươi. À, ngày hôm qua còn ngửi được mùi của tiểu nha đầu Tô Thị trên người ngươi, về sau còn thêm mùi của tên Tô Thị A Thất nữa. Bắc Kinh đại yêu khuyển nắm rõ như chuyện trong lòng bàn tay, kể vanh vách tên của mấy vị tu sĩ mà gần đây Tống Thư Hàng đã tiếp xúc ra. Tống Thư Hàng nghe thấy vậy thì trong óc lập tức lóe lên linh quang. Ngươi là đại yêu khuyển bảo bối bỏ nhà ra đi của Hoàng Sơn Chân Quân à? Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc mình vừa mới vào nhóm, các thành viên trong nhóm còn nói mấy ngày nay Hoàng Sơn Chân Quân bận lắm, đại yêu khuyển bảo bối nhà hắn lại bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Lúc ấy Tống Thư Hằng còn tưởng rằng tất cả tiền bối trong nhóm đều là một đám mắc bệnh ảo tưởng, cho rằng chó cưng nhà Hoàng Sơn Chân Quân bị lạc. Ừ, bây giờ xem ra thật đúng là một con chó cưng, chó Bắc Kinh đúng là giống chó cưng mà, chỉ là con của nhà Hoàng Sơn Chân Quân hơi to một chút. Gâu! Bắc Kinh đại yêu khuyển ngoảnh đầu ra chỗ khác, bộ dạng vô cùng tức giận, đừng hỏi vì sao Tống Thư Hàng có thể nhìn ra vẻ giận dỗi trên mặt một con chó, dù sao thì hắn cũng nhìn ra là được. Lần trước Hoàng Sơn Chân Quân không mang ngươi về à? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, gần đây Hoàng Sơn Chân Quân một mực online nói chuyện, hắn còn tưởng rằng ông đã tìm được đại yêu khuyển về rồi ấy chứ. Gâu, Bắc Kinh đại yêu khuyển lại quay đầu qua chỗ khác, tiếp tục tức giận hừ lạnh. Tống Thư Hàng thở dài, hầy. Có một con chó cưng kiểu này, Hoàng Sơn Chân Quân cũng vất vả lắm đây. Cho nên, ngươi tìm ta có việc gì thế? Tống Thư Hàng hỏi tiếp. Ta muốn tìm dược sư, tìm hắn kiếm chút đan dược ăn vặt, Bắc Kinh đại yêu khuyển tiếp tục bán manh, cho nên ngày hôm qua ta mới đi theo ngươi, muốn tìm dược sư, theo mãi, theo luôn tới bệnh viện. Sau đó, không biết thằng khốn trời đánh nào bắn khí độc ra. Ta nhất thời sơ ý nên trúng chiêu, khiến ta buồn nôn cả ngày không ăn nổi thứ gì. Gâu gâu, khóe miệng Tống Thư Hàng co giật, không phải là ác xú hoàn do mình ném ra đấy chứ. Cho nên ta muốn hỏi ngươi, bây giờ dược sư đang ở đâu? Bắc Kinh đại yêu khuyển hỏi dò. Hình như dược sư tiền bối tạm thời đang có việc, phải đi chữa bệnh giúp vài người bằng hữu rồi. Lúc mấy vị bằng hữu của hắn đi mạo hiểm thì gặp chuyện, hình như là bị mất trí nhớ. Cho nên mấy ngày nữa dược sư mới có thể quay về được. Nếu như ngươi không vội thì mấy ngày sau có thể quay lại tìm hắn, Tống Thư Hàng trả lời. Bắc Kinh đại yêu khuyển ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, vậy cũng được, cuối cùng còn một việc nữa, ngươi là thành viên mới của nhóm Cửu Châu số 1 à. Vừa có liên hệ với dược sư, lại còn tiếp xúc với cái tên Tô Thị A Thất kia nữa. Nhưng trước kia ta chưa từng thấy ngươi ở trong nhóm mà. Tống Thư Hàng gật đầu, ừ, ta thật sự vừa mới vào nhóm Cửu Châu số 1. Vậy là được rồi. Có thể cho ta mượn tài khoản của ngươi để nói mấy câu được không? Gâu gâu, Bắc Kinh đại yêu khuyển lập tức trở nên hưng phấn,
đuôi phe phẩy liên tục. Nói mấy câu, Tống Thư Hàng nhìn nhìn cái máy tính bé tẹo của mình, lại nhìn Đại Bắc Kinh khổng lồ to hơn 5 mét kia, nó giơ móng vỗ nhẹ một cái thôi thì màn hình máy tính của mình nhất định sẽ vỡ nát, sau đó ném vô tiệm phế liệu luôn ấy. Ta có thể thu nhỏ lại, vừa thấy ánh mắt của Tống Thư Hàng thì Bắc Kinh đại yêu khuyển lập tức hiểu ra. Thân hình của nó lắc nhẹ một cái, lập tức có bạch quang bao phủ toàn thân, sau đó nó nhanh chóng biến thành kích cỡ như một con chó Bắc Kinh bình thường. Nó ở kích thước này thật đúng là đáng yêu. Sao hả, ta biến thân như thế ngầu lắm chứ gì? Tới, mau mở tài khoản trên máy tính lên đi, Bắc Kinh đại yêu khuyển hớn hở tung tăng. Được rồi, Tống Thư Hàng mở máy tính, nhưng cũng không dùng cái nick chat có sẵn trên app, mà mở một thư mục khác ra, tìm phần mềm chat độc lập khác để đăng nhập. Kể từ sau sự kiện của đàn chủ xảy ra, hắn càng che giấu thân phận tu sĩ của mình kỹ hơn, cũng cài đủ loại mật mã trên máy tính. Thậm chí còn không dám lưu sẵn tài khoản trong máy, mỗi lần dùng nét xong đăng xuất thì hắn còn phải dùng phần mềm xóa hết nhật ký chat nữa. Sau khi nhập mật khẩu tài khoản vào phần mềm chat xong, hắn mới xoay người lại nhường máy tính cho đại yêu khuyển, hắn vẫn phải đề phòng một chút. Dù sao thì không biết con Bắc Kinh này là chó của Hoàng Sơn Chân Quân hay không, kia chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Bắc Kinh đại yêu khuyển hớn hở leo lên bàn máy tính, dường như sau khi thu nhỏ thì thể trọng của nó cũng giảm theo. Nếu không thì bàn máy tính này đã sớm bị đè gãy rồi. Sau đó, nó thuần thục dùng chân mở khung chat của nhóm Cửu Châu số 1 ra. Tiếp theo, nó còn dùng cách gõ chữ 5 nét luôn. Mẹ ơi, nó cư nhiên có thể dùng cách gõ chữ 5 nét á. Mình chỉ dùng phiên âm thôi, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Trong lúc Tống Thư Hàng đang cảm thán thì Bắc Kinh đại yêu khuyển đã gõ lóc cóc được một hàng dài thật dài trên khung, tốc độ gõ chữ cũng rất nhanh. Nhóm Cửu Châu số 1. Thư Sơn áp lực đại, A còng Hoàng Sơn chân quân, cái tên ngu ngốc Hoàng Sơn nhà người. Mau ra đây, có ngon thì ra đây. Tống Thư Hàng thoáng cái đổ mồ hôi đầm đìa, có muốn ngăn lại cũng không được. Bắc Hà Tán Nhân là người đầu tiên trả lời, hắn gửi một dấu chấm hỏi lên rồi nghi hoặc hỏi lại, Thư Hàng tiểu hữu. Hoàng Sơn chân quân. Thư Sơn áp lực đại, oa ha ha, ta lại trốn ra được rồi, sao hả? Hoàng Sơn ngu, ngốc. Đến cắn ta đi. Tống Thư Hàng câm nín nhìn Bắc Kinh đại yêu khuyển gõ phím liên thanh trên bàn phím. Nếu như dược sư tiền bối mà nhìn thấy cảnh này thì nhất định sẽ khóc ngất trong toilet. Bắc Hà Tán Nhân. Vân Du Tăng Thông Huyền. Dược sư. Sau đó là một loạt các vị tiền bối đều ba chấm giữ nguyên đội hình. Không cần phải nói, bọn họ đã đoán được nguyên nhân, đại yêu khuyển bảo bối nhà Hoàng Sơn chân quân lại bỏ nhà đi bụi. Hơn nữa không biết có chuyện gì xảy ra. Nó lại chạy đến chỗ của Tống Thư Hàng tiểu hữu, dùng tài khoản chat của Tống Thư Hàng tiểu hữu để online nói chuyện. Tiểu đậu đậu, đừng quậy nữa, Hoàng Sơn chân quân trả lời. Xế, ta cứ quậy đấy, ngươi làm gì được ta? Có ngon thì ngươi tới đây cắn ta đi, cắn ta đi. Bắc Kinh đại yêu khuyển hớn hở dùng sức gõ chữ. Nó vừa nói xong. Hệ thống thông báo, Thư Sơn áp lực đại đã bị Hoàng Sơn chân quân cấm nói một ngày. Bị cấm nói rồi. Mấy ngày nay, số lần Hoàng Sơn chân quân sử dụng đại cấm ngôn thuật còn nhiều hơn mấy tháng trước cộng lại nữa, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy mệt mỏi dùm hắn. Mẹ, Hoàng Sơn ngu ngốc, dám cấm nói ta. Gâu gâu gâu, Bắc Kinh đại yêu khuyển tức giận nói. Nếu như ta mà là Hoàng Sơn chân quân thì ta nhất định cũng sẽ cấm ngươi, không, ta nhất định sẽ nghĩ xem tối nay có nên ăn lẩu thịt cầy không, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Không đúng, đợi đã, tài khoản này là của ta mà. Lúc này, trong nhóm Cửu Châu số 1, Hoàng Sơn chân quân lên tiếng, Thư Hàng tiểu hữu, nhờ ngươi chăm sóc tiểu đậu đậu một thời gian ngắn. Chờ ta xong việc bên này, tối đa chỉ 2 tháng thôi, sẽ qua đó đón nó về. Trước đó, ngươi đừng để tiểu đậu đậu chạy mất nhé. Tống Thư Hàng nhìn Bắc Kinh đại yêu khuyển, lại nhìn tay chân tong teo của mình. Coi chừng tiểu đậu đậu, hắn cảm giác mình hoàn toàn không có chút hy vọng nào với nhiệm vụ này. Bắc Kinh đại yêu khuyển quay đầu lại nhìn Tống Thư Hàng, gâu gâu, Hoàng Sơn ngu ngốc, chỉ bằng tên ẻo lả này thì sao có thể quản được ta? Chương 145, lại là chuyển phát nhanh cấp tốc. Bởi vì tài khoản của Tống Thư Hàng đã bị Hoàng Sơn chân quân cấm nói, không thể nói cho thỏa được nữa, nên đậu đậu Bắc Kinh buồn chán nhảy xuống khỏi bàn máy tính. Sau đó nó lại bò lên giường của Tống Thư Hàng, lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui ở trên đó. Từ khi gặp mặt đến nay, nó chưa ở yên một phút nào. Tống Thư Hàng nhìn nó cả buổi trời,
đại yêu khuyển đậu đậu này thật sự là giống chó Bắc Kinh chứ không phải Husky à? Trình độ tăng động của nó đúng là không phải dạng vừa đâu. Đậu đậu Bắc Kinh lăn lộn cả buổi trời, đột nhiên đứng phát dậy, nghiêm túc nói với Tống Thư Hàng, khụ khụ, Thư Hàng tiểu hữu, từ hôm nay trở đi ta sẽ bảo kê ngươi. Tống Thư Hàng cười gượng, nói cảm ơn. Đừng khách khí làm gì, ngươi có thể gọi ta là đậu đậu. Đừng gọi ta là tiểu đậu đậu nhé, đấy là tên chuyên dụng của tên ngốc Hoàng Sơn. Ừ, nếu như ngươi cho rằng bản thân mình cũng là đồ ngốc thì cứ gọi ta là tiểu đậu đậu cũng được, đậu đậu Bắc Kinh nói xong lại lăn lộn trên giường tiếp. Lăn từ đầu giường xuống tới cuối giường, lăn nằm, lăn đứng, lăn ngang, lăn dọc. Kỹ năng lăn giường của nó đã mắc cấp, lăn đủ kiểu, đủ loại, từ đầu chí cuối chưa hề lặp lại. Được rồi, đậu đậu, Tống Thư Hàng nói. Hắn ngồi trước máy tính, tiện tay mở nhật ký chat của nhóm Cửu Châu số 1 ra, muốn xem nhật ký chat của hôm nay. Ngày hôm qua hắn ngừng một khoảng thời gian, nên không để ý xem mấy tiền bối trong nhóm bàn về chuyện gì. Sau đó, Tống Thư Hàng kéo lên mấy chục trang, toàn là các tiền bối đang nói mấy chuyện kiểu như, khung cảnh ở Biển Đông thế nào, tam lãng ngươi ăn chưa? Ăn cái gì đấy, lại có cả, khu du dịch chỗ này chơi vui nhất. Lạ thật, sao hôm qua các tiền bối nói nhiều thế nhỉ? Tống Thư Hàng cảm thấy khó hiểu. Trước kia các tiền bối trong nhóm đều bàn về mấy vấn đề tu hành, hay mấy chuyện có liên quan đến thăm dò di tích cổ, nhưng nhật ký chat hôm qua toàn mấy chủ đề hỡi ôi, thứ gì cũng có, hơn nữa nói loạn xà ngầu chả hiểu ra làm sao. Lại kéo lên thêm mấy trang nữa, tất cả nội dung chỉ toàn mấy thứ linh tinh, Tống Thư Hàng rốt cuộc không kéo lên nữa. Kế hoạch spam của Bắc Hà tán nhân đại thành công, Tống Thư Hàng không kiên trì kéo nhật ký chat lên đến đoạn mọi người bàn về Bạch Chân Quân. Tống Thư Hàng lại tiện tay mở không gian trong nhóm ra, sẵn thu hoạch trong game nông trại, lại xem danh sách, có khá nhiều tiền bối mỗi ngày canh giờ vào nhà hắn trộm đồ. Các tiền bối này đều rảnh lắm à? Đậu đậu Bắc Kinh nhàm chán chẳng có gì làm, đứng lên hỏi, Thư Hàng, gâu gâu, trên máy tính của ngươi có game gì không? À, có một game, nhưng là game cũ lâu lắm rồi, Tống Thư Hàng trả lời. Chính là cái game mà ba đứa bạn cùng phòng thích xài phần mềm do Lý Dương Đức viết ra để hack, cái game này đã gần 10 năm rồi. Để ta chơi đi, gâu gâu. Đậu đậu Bắc Kinh nhảy dựng lên, kêu to. Được rồi, Tống Thư Hàng tắt phần mềm chat trên máy tính đi, mở game lên. Đậu đậu Bắc Kinh nhảy lên bàn máy tính, biến thân thể của mình to hơn một chút, sau đó móng trái của nó đặt lên bàn phím, móng phải cầm chuột, gâu gâu, quẩy thôi, quẩy thôi. Tống Thư Hàng khôn đành lòng nhìn cảnh này, trong truyền thuyết, nếu như có một đứa đồng đội là học sinh tiểu học là đủ thảm lắm rồi, nhưng không ngờ lại còn có thứ thảm hơn. Cứ thử tưởng tượng xem đồng đội của mình là một chú cún thì sẽ có cảm giác thế nào. Chắc là cảm giác như kiểu, đúng là khốn thật ấy nhỉ. Nhìn Bắc Kinh yêu khuyển đang hớn hở nhảy tung tăng, Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ đến một vấn đề, hỏi, đậu đậu, sau khi ngươi thu nhỏ lại thì người thường có thể nhìn thấy ngươi không? Hắn sợ nhất là lỡ như bọn bạn cùng phòng đột nhiên quay về, sau đó nhìn thấy một chú chó con đang ngồi trên máy tính chơi game, đến lúc đó không biết giải thích, giới thiệu với bọn nó rằng con chó này đã được huấn luyện đặc biệt thì bọn nó có tin hay không? Yên tâm đi, chỉ cần yêu thú bọn ta không muốn bị người thường nhìn thấy thì sẽ không ai thấy được bọn ta đâu, đậu đậu không thèm quay đầu lại, móng vuốt gõ lóc cóc trên bàn phím, vuốt phải đang cầm chuột cũng ấn liên hồi, chơi cũng có bài lắm. Tống Thư Hàng yên tâm gật đầu một cái. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 7 ngày sau, ngày 18 tháng 6. Dược sư mà đậu đậu Bắc Kinh nhớ mãi không quên vẫn chưa quay về. Dược sư điều trị chứng mất trí nhớ cho bốn đạo hữu kia không được suôn sẻ lắm, mãi đến bây giờ vẫn không tìm ra căn nguyên khiến bọn họ mất trí nhớ. Não bộ của mấy vị đạo hữu cũng không hề bị thương, trí năng ghi nhớ của đại não không hề bị tổn hại gì, cũng không tìm được thủ đoạn phong ấn trí nhớ nào cả. Nhưng bọn họ lại không thể nào nhớ thêm được chút ký ức nào lúc ở trên hòn đảo thần bí kia cả. Theo như dược sư và các vị tiền bối trong nhóm đoán thì có thể trí nhớ của các vị đạo hữu này đã bị tu sĩ cường đại nào đó phong ấn lại. Nếu thật sự là như thế thì cần phải chú ý một chút, hai vị đạo hữu này đều là linh hoàng ngũ phẩm, cao thủ kim đan kỳ. Cường giả có thể phong ấn được trí nhớ của bọn họ phải mạnh đến mức nào mới được. Bây giờ, dược sư đã mời mấy vị cao thủ am hiểu về lĩnh vực ký ức, tinh thần lực, phong ấn trong giới tu sĩ cùng nhau nghiên cứu chứng mất trí nhớ này. Dược sư thảo luận trong nhóm, lần này muốn chữa chứng mất trí nhớ cho bốn vị đạo hữu kia, ít nhất cũng phải tốn hơn nửa năm đổ lên.
Giang Tử Yên nhíu mày hỏi dò, Dược sư, ký ức đã mất của bọn họ thật sự khó khôi phục như thế sao? Ừ, đúng là rất khó chữa. Hơn nữa, nói thật là ta cũng không chắc là có thể khiến họ khôi phục ký ức được, Dược sư thở dài. Giang Tử Yên hỏi, vậy chúng ta phải ở lại đây đến khi nào chữa khỏi chứng mất trí nhớ của họ à? Cũng không cần phải thế, chắc chừng 10 ngày nữa, ít nhất chúng ta có thể xác định được nguyên nhân gây mất trí nhớ. Sau đó nghiên cứu xem phải khôi phục kiểu gì, tiếp theo thì lại bàn bạc kỹ hơn, không cần phải ở lại đây mãi, Dược sư nhíu mày, kiểm tra lại mấy số liệu ghi trên sổ. Đợi đến khi xác định được nguyên nhân bệnh xong thì chúng ta sẽ quay về Đại học Giang Nam. Giang Tử Yên hỏi dò, cô vẫn thích được ở riêng với Dược sư ở trong tòa nhà kia. Thư Hàng tiểu hữu cũng rất hiểu chuyện, không thường xuyên đến quấy rầy thế giới hai người của cô và Dược sư. Không thể về đó được. Dược sư thả quyển sổ ghi chép trong tay xuống, không tới 20 ngày nữa thì Bạch Chân Quân sẽ xuất quan. Đến lúc đó Tống Thư Hàng sẽ đi đón Bạch Chân Quân. Nếu như 10 ngày nữa mà ta quay về đó thì chẳng phải tự chui đầu vào giỏ à. Cho nên ấy, kiểu gì cũng phải kéo dài cho đến khi Tống Thư Hàng hoàn thành nhiệm vụ tiếp đãi Bạch Chân Quân xong rồi hãy cân nhắc xem có nên quay lại Đại học Giang Nam không. Giang Tử Yên. Bên trong tòa nhà mà Dược sư đã mua. Nhân lúc nghỉ trưa, Tống Thư Hàng bớt thời gian để tiến hành tu luyện. Hắn đã mở được tâm khiếu, hoàn thành trăm ngày cơ bản, bây giờ phải cố gắng mở nhất phẩm đệ nhị khiếu là nhãn khiếu. Nếu như mở được nhãn khiếu thì thị lực của hắn sẽ được nâng cao một bước. Hơn nữa, nếu như may mắn thì lúc mở được nhãn khiếu còn có cơ hội nhận được năng lực nhỏ như thiên nhãn thông nữa. Sau khi hoàn tất việc tu luyện 20 lần kim cương căn bản quyền pháp và chân ngã minh tưởng kinh xong thì Tống Thư Hàng dùng một viên khí huyết đan. Sau khi mở ra tâm khiếu, thời gian tu luyện một lần kim cương căn bản quyền pháp giảm bớt rất nhiều. Bây giờ một tiếng đồng hồ hắn có thể tu luyện 20 lượt quyền pháp căn bản, đúng lúc có thể tiêu hao sạch sẽ năng lượng. Thân thể trở nên cường tráng thì nhu cầu đối với khí huyết đan cũng lớn hơn. Bây giờ sau khi thể năng tiêu hao sạch sẽ thì một viên khí huyết đan chỉ có thể khôi phục trạng thái thân thể được có một lần thôi. Hắn giữ thời gian tu luyện mỗi ngày chừng 4, 5 giờ. Trong vòng 5 ngày ngắn ngủi mà hắn đã dùng hết 20 viên khí huyết đan. Hắn vói tay lấy chiếc bình nhỏ đựng khí huyết đan ra, khí huyết đan hắn lấy được từ chỗ đàn chủ chỉ còn lại có mỗi một viên. Nếu như không có khí huyết đan, tính luôn cả thời gian chờ khôi phục thể năng mỗi ngày thì hắn chỉ có thể tu luyện được chừng 30 lần. Nếu chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân thì chắc ít nhất cũng phải hơn một năm mới có thể mở được nhãn khiếu. Khí huyết đan ơi là khí huyết đan, Tống Thư Hàng thở dài, sau khi hưởng thụ hiệu quả tu luyện do khí huyết đan mang đến, một khi không có khí huyết đan thì sẽ cảm thấy ngày tháng đặc biệt vất vả. Cũng may, chừng 15 ngày nữa Bạch Chân Quân sẽ xuất quan rồi. Tuy rằng không biết vì sao các tiền bối lại tránh né Bạch Chân Quân như thế nhưng Tống Thư Hàng bây giờ thật sự rất mong được gặp Bạch Chân Quân thật sớm. Trong mắt hắn, Bạch Chân Quân đại diện cho khí huyết đan và công pháp tiếp theo. Ngoài ra, mình đã mở được tâm khiếu, có thể khế ước với linh quỷ rồi, đúng lúc có thể nhờ Bạch Chân Quân chỉ đạo cho mình một phen. Nếu như có tiền bối chỉ đạo thì xác suất thành công khi khế ước linh quỷ có thể tăng lên rất nhiều. Dù sao thì hắn chỉ có hai cơ hội mà thôi. Sau khi dược hiệu của khí huyết đan được phát huy xong thì Tống Thư Hàng lại bắt đầu tu luyện một lần nữa, không nỡ để lãng phí chút dược lực nào. Hôm nay Đậu Đậu Bắc Kinh không biết lại chạy đi đâu rồi, Tống Thư Hàng không quản nổi nó. Có đôi lúc cả ngày chẳng thấy nó đâu, thi thoảng lại chạy đến chỗ Tống Thư Hàng chơi. Sau đó mượn tài khoản của Tống Thư Hàng lên nhóm Cửu Châu số 1 chọc ghẹo Hoàng Sơn Chân Quân, sau đó lại bị cấm nói. Mỗi lần như thế nó lại chạy ra ngoài chơi. Cuộc sống hàng ngày của nó cứ trôi qua như thế. Sau khi Tô Thị A Thập Lục bị A Thất đưa về bản tộc thì mãi đến giờ cũng chưa hề online. Có lẽ đang tiến hành phương pháp trị liệu bí mật gì đó chăng? Tống Thư Hàng hơi lo cho A Thập Lục, cô từng nói với Tống Thư Hàng là cô chỉ có thể sống được hơn 20 ngày mà thôi. Mà giờ đã hơn 5 ngày rồi, không biết bây giờ cô có sao không nữa? Bản tộc Tô Thị thật sự có cách chữa được cho cô ấy sao? Tống Thư Hàng thầm thở dài một hơi. Trong đầu lại nhớ đến tình cảnh khi A Thập Lục nói với A Thất lúc đó. Khi ấy cô chỉ nhoẻn môi cười nói, ta chỉ ra ngoài thư giãn mà thôi. Nụ cười khi ấy thực sự vô cùng ngọt ngào, tựa như trăm hoa đua nở. Nhưng lại cảm giác như bên trong nụ cười ấy ẩn chứa sự đè nén không nói nên lời. Dường như cô cũng không ôm bao nhiêu hy vọng rằng mình có sống được hay không.
Rốt cuộc phi kiếm vô hình của Thông Huyền Đại Sư cũng được gửi về đến nơi, chuyến này Tư Mã Giang không bị ai cướp đi nữa, đúng là đáng mừng nhỉ. Sau khi nhận được phi kiếm thì, Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng, lập tức báo cho Tống Thư Hàng biết qua phần mềm chat, thay Thông Huyền Đại Sư nói tiếng cảm ơn với Tống Thư Hàng. Tiểu Giang đúng là vất vả. Tống Thư Hàng vừa mới nghĩ đến Tiểu Giang xong thì điện thoại của hắn lập tức vang lên. Hắn mở ra xem thì phát hiện là của Tiểu Giang bên công ty chuyển phát nhanh Phong Thu. Alo, Tiểu Giang, có chuyện gì không? Tống Thư Hàng ấn nghe. Bạn học Thư Hàng đấy à? Bây giờ cậu đang ở đâu? Lại có một món chuyển phát nhanh cấp tốc gửi cho cậu đây. Tiếng cười sởi lời của Tư Mã Giang vang lên từ đầu dây bên kia, món hàng lần này to lắm, dựng đứng lên phải cao bằng một người đấy. Giống hệt với hai món hàng trước, địa vị của người gửi lần này cũng lớn đến mức dọa người. Lại có hàng chuyển phát nhanh à? Tống Thư Hàng có chút nghi hoặc. Hình như gần đây không có ai bảo là gửi đồ gì cho mình cả mà. Mình cũng có mua gì trên mạng đâu. Lại còn là món hàng cao bằng người thật luôn. Chương 146, đi dạo phố với ta đi. Đi nửa đường, Tống Thư Hàng lấy di động mở nhóm Cửu Châu số 1 lên xem, làm gì có vị tiền bối nào nói muốn gửi gì cho mình đâu ta. Không phải là Vũ Nhu Tử lại gửi gì đến đấy chứ. Hắn còn nhớ ba hôm trước, khi gặp trong nhóm, Vũ Nhu Tử đột nhiên hỏi hắn có cần linh mạch bích trà hay không. Bởi vì Linh Điệp Đảo vừa thu hoạch một mẻ linh mạch bích trà tươi, cô còn tự tay hái một ít, cho nên sau đó cô nàng vui vẻ online bảo rằng bao giờ chế biến xong sẽ tặng cho Tống Thư Hàng một ít. Lúc đó Tống Thư Hàng hớn hở đáp ứng, nếu chỉ là quà nhỏ như một ít lá trà thì nhận vô tư. Thế nhưng bây giờ nghe thấy nói đến cái thùng cao bằng một người, thì Tống Thư Hàng lại hơi hơi lo lắng. Vũ Nhu Tử rất hào phóng, điểm này ngay cả các tiền bối trong nhóm còn phải thừa nhận. Nếu một ít lá trà của cô nàng mà là cả cái thùng to bằng người thật thì Tống Thư Hàng nợ cô nàng nhiều quá rồi. Nói tới cô nàng Vũ Nhu Tử, dạo gần đây cô đang chết đi sống lại với trận pháp ngũ hành khế linh đàn. Cô có thiên phú tu luyện cực cao, tuổi còn trẻ đã lên đến cảnh giới tam phẩm hậu thiên, thế nhưng toàn bộ thiên phú của cô nàng hình như đều dồn vào tu luyện hết cả rồi, các lĩnh vực khác như luyện đan, trận pháp, chế phù, đều không ổn lắm. Vũ Nhu Tử đã nghiên cứu trận pháp ngũ hành khế linh đàn suốt nửa tháng trời, thử đến 4 lần mà vẫn thất bại, đến nay chưa từng thành công. Dạo này mỗi lần gặp cô trên nhóm thì đều thấy cô khó chịu vì chuyện này. Cũng bởi vì Vũ Nhu Tử thất bại liền 4 lần nên Tống Thư Hàng mới không dám một mình lập khế ước với linh quỷ trong tay. Hắn chỉ có 2 lần cơ hội thôi đó, nếu thất bại là phải tự đi thu thập tài liệu của trận pháp ngũ hành khế linh đàn, một đống tài liệu như thế biết phải thu thập tới chừng nào mới đủ. Trong lúc miên man suy nghĩ, Tống Thư Hàng đã chạy về tới ký túc xá Nam Sinh. Tư Mã Giang đã chờ ở đây từ lâu, trên thực tế khi hắn gọi cho Tống Thư Hàng thì đã chờ ở cửa ký túc của hắn rồi. Bên cạnh hắn, bốn tay đàn ông cao lớn mặt Âu phục đứng xếp hàng canh một cái thùng tầm trên dưới 1m8. Tiểu Giang, đợi lâu rồi, mọi người vất vả quá, Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Không sao, bọn này cũng vừa mới tới thôi, Tư Mã Giang cười sang sảng nói, đây. Ký vào đây này. Tống Thư Hàng gật đầu rồi ký tên, sau đó mở cửa phòng ký túc xá. Có cần tụi này mang vào cho cậu không? Tư Mã Giang hỏi, cái thùng này to như vậy, một mình kéo vào trong cũng rất khó khăn. Nhưng mới nói được một nửa, hắn đã thấy Tống Thư Hàng cúi người, dùng hai tay ôm cái thùng nọ, sau đó thoải mái vác ngang lên nhẹ nhàng chẳng khác gì ôm một cái bàn học. Tư Mã Giang há hốc miệng thở dốc tạm biệt Tống Thư Hàng rồi mang theo người của mình chạy vào thang máy. Cái thùng kia nhẹ thế thôi hả? Tư Mã Giang thì thào tự hỏi. Tuy không nặng lắm, nhưng mà nó dài. Nếu ôm thẳng thì một mình bọn tôi cũng làm được, nhưng ôm một mặt rồi nâng lên như vậy thì không làm được đâu, một người mặc đồ đen đằng sau hắn nghĩ ngợi rồi đáp. Hơn nữa chàng sinh viên kia nhìn tay chân lỏng ngỏng, dáng người cũng không cường tráng, ai ngờ sức lại chẳng nhỏ chút nào. Bất cần cái quên giấu sức lực của mình rồi. Tống Thư Hàng thở dài não ruột rồi đem thùng vào phòng. Sau khi xé mở lớp bọc bên ngoài thì thấy bên trong là một thùng gỗ, trông rông giống cái quan tài. Quan tài, ai gửi quan tài cho hắn? Gần đây hắn lại đắc tội ai à? Trong phút chốc, Tống Thư Hàng căng thẳng hẳn. Hắn lập tức nghĩ tới công tử hải trưởng lão của Nguyệt Đao Tông. Lúc ấy trước khi đi, đối phương có nói, huyết thần toàn tạm thời gửi ở chỗ ngươi, lúc khác ta sẽ đích thân tới đổi nó về. Chẳng lẽ là người này gửi quan tài đến? Tên đó muốn tới sớm như vậy luôn hả?
Đậu đậu, người có đây không? Tống Thư Hàng gọi. Gâu, phụ gì? Tiếng của Đậu Đậu Bắc Kinh vọng ra từ máy tính trong phòng ngủ, nó đang mở game của Tống Thư Hàng ra chơi miệt mài. Gần đây nó thích cày game này, đã hại đồng đội không biết bao nhiêu mà kể. Lại đây một chút, ta muốn mở cái thùng, cơ mà cứ thấy sai sai thế nào ấy. Không chừng có bẫy, mấy ngày trước ta đắc tội một người, có khi bây giờ người ta gửi cạm bẫy chuyển phát nhanh đến báo thù ta cũng nên, Tống Thư Hàng cẩn thận nói. Đậu Đậu quay ra hít một cái, sau đó miễn cưỡng nói. Mở đi, có ta ở đây, ít nhất không để ngươi theo đâu. Có những lời này, Tống Thư Hàng mới hơi yên tâm. Hắn cẩn thận cầm nắp thùng gỗ, nhẹ tay mở ra. Không bị đóng đinh, chỉ cần nhấc nhẹ lên là mở. Không có cái gì kiểu phi tiêu phóng ra, Tống Thư Hàng âm thầm thở phào một cái, sau đó ngó vào nhìn. Trong thùng là một cô nàng xinh xắn đang ngủ say sưa. Dáng người cô nhỏ xinh, tóc ngắn sóng vai, khuôn mặt dễ thương như búp bê nhỏ. A Thập Lục, Tống Thư Hàng gọi lên thành tiếng. Cả gói hàng dài 1m8, trừ đi thùng gỗ, giấy gói và một lớp lót bọt biển thật dày, vừa hay có thể đựng vừa một A Thập Lục cao tầm 1m rưỡi, để cho cô nàng thoải mái nằm trong đó. Nghe Tống Thư Hàng gọi, A Thập Lục mơ màng mở mắt ra. Đậu Đậu bên máy tính khinh thường hừ một tiếng, nó đã sớm ngửi ra mùi của Tô Thị A Thập Lục rồi. A Thập Lục chớp mắt đứng lên khỏi thùng. Ồ, Thư Hàng, chào ngươi. Sau khi đứng dậy, Tống Thư Hàng nhìn thấy trong thùng trừ cô ra còn có một bình nhỏ và một chiếc hộp tinh xảo. Chẳng phải ngươi theo A Thất tiền bối về tộc trị thương rồi à? Sao lại trốn ra đây nữa vậy? Tống Thư Hàng lo lắng hỏi. Theo lời cô nói, nếu vết thương cứ để thế không trị liệu thì cô chỉ còn sống được có 15 ngày nữa thôi. Vì sao không ngoan ngoãn ở lại Tô Thị chữa trị mà chạy tới đây? Vạn nhất đang đi đường mà thương thế phát tác thì phải làm thế nào? Ha ha, ta giỏi không? Ta nghĩ ra cách gửi mình qua chuyển phát nhanh, thế là thoải mái trốn khỏi tộc đó. Cơ mà ngươi yên tâm, lần này ta mang theo cả bùa hộ mệnh, không sợ người ta tập kích, còn mang theo cả đan dược áp chế thương thế nữa đây này. A Thập Lục vừa nói vừa nhìn bộ dạng nôn nóng lo âu của Tống Thư Hàng, thấy ngạc nhiên lắm lắm. Sau đó cô nàng vươn bàn tay nhỏ ra vỗ vai hắn, an ủi nói. Yên tâm đi, có bùa hộ mệnh này thì A Thất sẽ tìm thấy vị trí của ta nhanh thôi, muộn nhất là chiều nay đã tới đón ta rồi, ta chỉ đi được có nửa ngày. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, không khỏi đưa mắt nhìn Bắc Kinh yêu khuyển đang chơi game rồi lại nhìn Tô Thị A Thập Lục. Hoàng Sơn chân quân, A Thất tiền bối, hai người thật vất vả. Lần này trốn ra có chuyện gì? Tống Thư Hàng thở dài, chỉ có thể chờ A Thất tiền bối tới đón cô nàng thôi. Có chuyện. A Thập Lục gật đầu, đưa bình nhỏ cho Tống Thư Hàng, 100 viên tích cốc đan, ta nói được thì làm được, tặng ngươi đây. Chỉ vì chuyện này, cho dù ngươi muốn thực hiện lời hứa tặng ta 100 viên tích cốc đan thì cũng không cần cố ý trốn ra đưa cho ta chứ, Tống Thư Hàng dở cười dở mếu. A Thập Lục không đáp lại, chỉ rũ mắt xuống, chẳng nói chẳng rằng. Sau đó cô lại đưa chiếc hộp còn lại cho Tống Thư Hàng. Còn đây là linh mạch bích trà, cho ngươi làm quả đấy. Bây giờ nói gì thì nói ngươi cũng là tu sĩ, về sau có tu sĩ đạo hữu tới chơi thì ít nhiều gì cũng phải có linh mạch bích trà chiêu đãi khách khứa chứ. Trà này cho người thường dùng một ít cũng khỏe người, cho người nhà ngươi uống cũng được, nhưng phải ít ít thôi. Tống Thư Hàng nhìn chiếc hộp trong tay A Thập Lục, cô đột nhiên đến tặng linh mạch bích trà không phải vì Vũ Nhu Tử nhắc tới nó trong nhóm đó chứ. A Thập Lục ngước đôi mắt đen tuyền nhìn Tống Thư Hàng, vẫn duy trì tư thế vươn tay. Cảm ơn. Thế thì ta không khách khí nữa, Tống Thư Hàng không tiện cự tuyệt ý tốt của A Thập Lục, đành nhận lấy hộp trà trong tay cô. Còn nữa, từ giờ đến lúc A Thất tới còn chút thời gian, người đi dạo với ta được không? A Thập Lục cười tươi roi rói. Được rồi, cô muốn đi đâu nào? Tống Thư Hàng đáp, chiều thứ ba hắn không có tiết. Hơn nữa việc học lái xe cũng đã hoàn thành, hắn và thổ ba đều thi qua lý thuyết, giờ chỉ chờ thầy dạy thông báo, ra đường đi vài vòng rồi thi thực hành nữa thôi. Cho nên vừa hay hôm nay hắn rảnh. Nhiều chỗ lắm, ta muốn đi dạo shop thời trang, sau đó đi phố hàng ăn La Tín, rồi đi xem phim, rồi vào khu vui chơi, đi được chỗ nào hay chỗ đó. Cái gì ăn ngon, xem hay, chơi vui ta đều muốn đi thử hết, A Thập Lục cười cong khóe mắt. Dừng một lát, cô lại nói. Có một vấn đề lớn ở đây là ta không có mang tiền. Không có một xu nào, cho nên tiền taxi lần trước nợ người ta không trả đâu. Được được. Nợ 50 là nợ, nợ 5.000 cũng là nợ,
ta chả là được chứ gì? Tống Thư Hàng cười nói. Được, A Thập Lục lười biếng vươn vai, vậy chúng ta đi thôi. Đậu Đậu, đi cùng nhau không? Tống Thư Hàng gọi Bắc Kinh đang cắm đầu vào máy tính. Bởi vì đi dạo khu phố La Tín thì vừa hay có thể mua cho Đậu Đậu cái gì đó để ăn. Đậu Đậu Bắc Kinh quay đầu ra, dùng ánh mắt nhìn thằng Ngố để nhìn Tống Thư Hàng, hồi lâu sau nó mới nói. Chấm đang hai, không hơi đâu đi ra ngoài với ngươi. Lúc nào về nhớ mang thức ăn cho chó vị thịt bò về cho ta đấy, ta đã muốn nếm thử vị thức ăn cho chó từ lâu rồi. Hoàng Sơn đại ngốc xưa nay không mua cho ta, đúng là đại ngốc, làm gì có con chó nào không ăn thức ăn cho chó cơ chứ. Được, Tống Thư Hàng gian nan đáp. Tâm tình A Thập Lục cực tốt, cô nắm tay Tống Thư Hàng, chạy tới shop thời trang nữ đầu tiên. Cái này thế nào, cô thay chiếc váy hoa nhỏ, dạo qua một vòng trước mắt Tống Thư Hàng. Váy hoa nhỏ rất hợp với A Thập Lục, cô nàng chọn lựa quần áo thật là tinh. Xinh lắm, Tống Thư Hàng giơ ngón cái. Ha ha, vậy mua nó. Chúng ta đi tiếp, A Thập Lục cười rõ tươi, sau đó xoay người đi vào trong biển quần áo giữa shop đồ nữ. Phục vụ trong shop không nhịn được phải cất lời khen. Anh à, em gái anh xinh thật đấy, đã thế chọn quần áo lại còn chuẩn nữa, chiếc váy ban nãy hợp với cô ấy lắm đó. Ha ha, cảm ơn, Tống Thư Hàng cười tươi trả tiền. Chương 147, có cả, là có ý gì? A Thập Lục chơi rất vui vẻ, cô nàng chơi hết những thứ nghĩ ra được và chơi được, bấy giờ mới thấy thỏa lòng. Màn đêm buông xuống. Tống Thư Hàng đi cùng cô tới tầng cao nhất trong cao ốc Quốc Tín. A Thập Lục dựa trên lan can bảo vệ nhìn xuống bóng đêm mênh mang phủ trùm khu vực Đại học Giang Nam, bên cạnh còn có một bọc to, là chiến lợi phẩm mà hôm nay thu được. Mệt không? A Thập Lục quay đầu sang, hỏi. Vẫn ổn, Tống Thư Hàng đáp lời. Dù sao hắn cũng là một tu sĩ đã mở tâm khiếu, thể lực dư thừa, không giống mấy thằng nam chính trong phim truyền hình, mới đi cùng bạn gái dạo phố có nửa ngày đã sống dở chết dở. Ha ha, đáng tiếc thật đấy, A Thập Lục lười biếng duỗi eo, hôm nay đến đây thôi. A Thất sắp tới đón ta rồi. Tống Thư Hàng hỏi. Đón luôn ở đây hả? Ngự kiếm phi hành mà, dù sao người khác cũng có thấy đâu, A Thập Lục ngẩng đầu, cười nói tiền nợ ngươi, lần sau gặp ta trả nhé. Ừ, Tống Thư Hàng gật đầu. Quyết định thế đi, lần sau gặp sẽ trả tiền ngươi, A Thập Lục lại duỗi eo, ta phải đi đây, A Thất đến rồi. Cô đang nói chuyện, một đạo độn quang đã lóe lên. A Thất xuất hiện trước mặt Tống Thư Hàng như vừa dùng phép dịch chuyển tức thời. A Thập Lục cười hì hì, vẫy tay nói. Yo, A Thất, đến muộn thế. A Thất không chút khách khí búng trán A Thập Lục một cái, cô nàng đau đến mức ôm trán ngồi thụp xuống. A Thất ngượng ngùng bảo. Thư Hàng tiểu hữu, lại mang phiền phức đến cho ngươi rồi. Không đâu, dù sao chiều nay ta cũng rảnh mà, Tống Thư Hàng trả lời. A Thất cười sang sảng, sau đó túm A Thập Lục, pháp đao bay lên hóa thành độn quang. Ta đưa A Thập Lục về trước, lần sau gặp lại. Tống Thư Hàng vẫy tay. Tạm biệt tiền bối. Chờ đã, đồ của ta. A Thập Lục quơ quào loạn xạ. Tô thì A Thất giơ tay bắt một cái giữa không trung, cả túi đồ lớn bị hút lên tay hắn rồi rơi xuống trên độn quang. Tạm biệt, Thư Hàng. A Thập Lục cười hì hì. Tạm biệt, Tống Thư Hàng vẫy tay. A Thất nhẹ nhàng nhảy lên độn quang bay lên trời, càng bay càng cao mãi. Tạm biệt, giọng nói của A Thập Lục nhẹ bấng. Ngay sau đó, cô dường như bị rút cạn tất cả sức lực, mềm nhũn ngã xuống trong tay Tô Thị A Thất. Tô Thị A Thất khẽ nói. A Thập Lục, vẫn còn hy vọng. Ta biết, A Thập Lục yếu ớt đáp, ta sẽ liều một phen. Cho dù xác suất có thấp chừng nào, nhưng vẫn còn hy vọng sống sót. Tô Thị A Thất cắn chặt răng. Tốc độ của độn quang càng lúc càng nhanh. Nét cười trên mặt Tống Thư Hàng nhạt đi, hắn nhìn độn quang bay xa, bất an dấy lên trong lòng. Hắn cứ thấy lần này A Thập Lục tới đây như thể để thực hiện tâm nguyện vậy. Chẳng lẽ vết thương của A Thập Lục không thể chữa được hay sao? Vừa nghĩ đến khả năng này, hắn đã thấy trong lòng nghẹn lại. Sống chết, ai có thể định đoạt được đây? Phi phi phi, đại cát đại lợi, chắc là còn gặp lại chứ, còn nợ mình tiền cơ mà. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Mãi một hồi lâu sau, hắn mới xách một túi thức ăn cho chó vị thịt bò, đi về ký túc xá nam sinh. Về đến ký túc xá, Tống Thư Hàng thấy cái thùng A Thập Lục mang tới bị xê dịch vào một góc. Cái thùng này chẳng biết phải xử lý thế nào đây.
nếu là cái thùng bình thường thì cứ ném đi cũng không sao, nhưng nó lại xuất phát từ tay A Thập Lục, được làm từ gỗ quý gì cũng không chừng. Lúc nào rảnh đến phải mang tới chỗ Dược Sư tiền bối thôi. Hôm nay ba người bạn cùng phòng đều ở đây, cả Gia Cát Trung Dương cũng có mặt. Thổ Ba nhìn thấy Tống Thư Hàng xách túi thức ăn cho chó thì nghi hoặc hỏi. Thư Hàng, mày nuôi chó à? Không phải, cái này mua cho một người bạn nuôi chó thôi, Tống Thư Hàng cười đáp, đồng thời liếc mắt nhìn khắp nơi trong phòng ký túc. Yêu Khuyển Đậu Đậu đang nhàm chán lăn lóc trên giường, bởi vì bạn cùng phòng đã về nên nó không thể quang minh chính đại chơi trò chơi được. Để đám bạn cùng phòng kia thấy máy tính không có ai thao tác mà lại đang bắn game ầm ầm, lại chả bị dọa cho vỡ mật ư. Thấy Tống Thư Hàng về, Đậu Đậu chán ngán lăn mình, nhìn chòng chọc vào thức ăn cho chó trong tay hắn. Tống Thư Hàng tiện tay ném thức ăn cho chó lên giường, làm dấu ngón tay một cái rồi cắt miệng túi ra. Chỉ cần Yêu Khuyển Đậu Đậu cắn cẩn thận một chút thì đám bạn cùng phòng sẽ không phát hiện ra điều gì lạ cả. Đồng thời, Tống Thư Hàng lại đưa một túi đồ ăn vặt to đùng cho bạn cùng phòng. Sau khi đi dạo với A Thập Lục nửa ngày trời, đương nhiên hắn không quên mang một ít đồ ăn về cho bạn bè rồi. Chỉ có A Hàng là tốt nhất, Cao Mỗ Mỗ nhận túi đồ ăn, cười nham nhở. Tống Thư Hàng hỏi, chúng mày đang nói chuyện gì đấy? Đang tán gẫu xem làm thế nào giúp Gia Cát Trung Dương hẹn gái đi chơi tiếp. Hôm nay nó đi gặp ứng cử viên vị hôn thê số 1, vừa gặp nhau được 10 phút đã ngứa mắt cãi nhau rồi, Cao Mỗ Mỗ cười nhạt hết, thực ra tao siêu thông cảm cho cô nàng kia luôn. Đối mặt với cái thằng khó ưa như Gia Cát Trung Dương này mà nhịn được 10 phút mới cãi nhau, người ta cũng chẳng dễ dàng gì. Gia Cát Trung Dương, mày đang gato với tao thôi. Gato cái đầu ông nội mày á, Cao Mỗ Mỗ hung hăng đáp trả. Tống Thư Hàng lắc đầu cười vừa cất dọn tích cốc đan và linh mạch bích trà mà A Thập Lục đưa cho. Linh mạch bích trà có thể cho đám bạn cùng phòng uống một chút, có điều hắn phải hỏi các tiền bối xem nên bỏ bao nhiêu lá trà trước đã, miễn cho quá liều. Cao Mỗ Mỗ đột nhiên hỏi. Phải rồi Thư Hàng, mày có biết cô nàng Lục Phi có chị gái không? Tao chưa hỏi cô ấy, Tống Thư Hàng lắc đầu, chẳng qua cô gái này lên lớp ngồi cùng với hắn, tan học đi cùng hắn về ký túc thôi, bình thường hai người chẳng hay gặp nhau, đến tay còn chưa nắm được mấy bận nữa là. Tống Thư Hàng mơ hồ cảm thấy, đừng nói là cô nàng này chỉ thích cọ nhờ hơi lạnh thôi nhé. Hê hê, trong số các ứng viên vị hôn thê của Gia Cát Trung Dương có một cô là chị gái của Lục Phi, chị ruột luôn. Bọn tao quyết định bao giờ nghỉ hè sẽ sắp xếp cho nó với chị Lục kia gặp nhau, tốt nhất là gặp ở chỗ nào cảnh đẹp đẹp ở nước ngoài ấy. Làm vậy dù Gia Cát Trung Dương với chị kia không thành chuyện thì cô nàng cũng được đi chơi nước ngoài một chuyến, coi như không lãng phí thanh xuân tươi đẹp rồi, Cao Mỗ Mỗ cười bảo. Ờ, ý tưởng không tồi, ý mày là cần tao đi chuyển lời với bạn Lục Phi một câu chứ gì? Tống Thư Hàng hỏi. Chưa vội lắm, bọn tao còn đang chọn chỗ, tạm thời định kiếm chỗ nào khu Đông Hải, càng xa càng tốt, xuất ngoại du lịch cũng được. Để chọn chỗ xong lại nói tiếp đi, Cao Mỗ Mỗ cười nham nhở. Cố lên, có cần gì thì tao giúp, Tống Thư Hàng cười bảo. Đám bạn học tiếp tục cắm đầu vào bản đồ chọn địa điểm, thảo luận xem nên hẹn hò ở đâu. Tống Thư Hàng ngồi dựa vào giường, Yêu Khuyển Đậu Đậu núp sau người hắn nhấm nháp thức ăn cho chó. Tống Thư Hàng lấy di động ra, đi lục lịch sử trò chuyện của nhóm Cửu Châu số 1. Trong lịch sử ghi lại, chiều này Vũ Nhu Tử có online. Trải qua nửa tháng lăn qua lộn lại, cuối cùng cô nàng cũng hoàn thành được, ngũ hành khế linh đàn, ký kết thành công khế ước với linh quỷ. Cô nàng mừng quá bèn lên ngay nhóm Cửu Châu số 1, nói cho mọi người biết quá trình vất vả ấy, nước mắt nước mũi tèm lem. Các tiền bối trong nhóm thả like không hề keo kiệt thưởng an ủi. Lúc đó Vũ Nhu Tử còn A còng Tống Thư Hàng, có điều hắn đang dạo phố với A Thập Lục nên không thể đáp lại ngay được. Vì thế, Tống Thư Hàng trả lời trong nhóm một câu. A còng Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử, ai cần like chúc mừng, giỏi lắm, Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử vẫn đang online, thấy thế thì lập tức vui vẻ đáp lại. Hi hi hi, cảm ơn Tống tiền bối. Hôm nay sao tiền bối âu nồ muộn thế? Trưa nay đi giải sầu với bạn, vừa mới về, Tống Thư Hàng đáp. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử. Ta cũng muốn ra ngoài giải sầu. Gì, không phải ngươi khế ước linh quỷ rồi sao? Tống Thư Hàng hỏi. Hắn nhớ rõ Vũ Nhu Tử từng nói, nàng có ước định với Linh Điệp tôn giả, chỉ cần khế ước được linh quỷ là có thể ra ngoài chơi rồi mà. Vũ Nhu Tử thả một icon khóc lóc. Gừng càng già càng cay. Hả, Tống Thư Hàng hỏi lại.
Tống tiền bối ta kể ngươi nghe nè, vốn ta cho rằng chỉ cần ký xong khế ước với linh quỷ là có thể tâm linh tương thông với nó ngay, sau đó năng lượng hai bên sẽ cộng hưởng, tiếp đó linh quỷ sẽ giúp ta thối luyện năng lượng, nhưng không ngờ sau khi ký kết khế ước với linh quỷ mà muốn tâm linh tương thông cộng hưởng năng lượng với nó thì mất tới nửa tháng đồng bộ cơ. Cha ta chưa hề nói với ta chuyện này, nói cách khác, ta còn phải bế quan ít nhất nửa tháng nữa lận. Vũ Nhu Tử tố khổ. Cho nên hiện tại Vũ Nhu Tử cô nương lại ngậm ngùi nuốt nước mắt, quyết chí tự cường, dốc cạn khả năng cố gắng đồng bộ cùng linh quỷ. Để có thể ra ngoài giải sầu, cô nàng liều mạng luôn rồi. Ha ha, cố lên, Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, bổ sung tri thức. Linh quỷ trên trung phẩm có thể giúp chủ nhân thối luyện năng lượng, dù là lượng khí huyết, chân khí hay linh lực, chúng đều có thể biến chúng trở nên tinh thuần và có chất lượng hơn. Hơn nữa, thuộc tính cộng hưởng năng lượng khiến cho khi có một linh quỷ thì chẳng khác nào có một phân thân không biết mệt mỏi và trung thành không hề phản bội, chẳng lúc nào ngừng giúp ngươi tu luyện. Linh quỷ là bật hách, một kiểu hách mà bất cứ tu sĩ dưới ngũ phẩm nào cũng đều mơ muốn có. Ta nhất định sẽ cố gắng. Nghe nói hòn đảo thần bí kia vẫn đang trôi nổi đâu đó ngoài Đông Hải, Tống tiền bối, chờ ta và linh quỷ đồng bộ xong, chúng ta đi tìm hòn đảo thần bí đó chơi đi, Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Được rồi, đến lúc đó có cơ hội thì đi, Tống Thư Hàng cười nói, tâm trạng nặng nề chẳng biết đã tốt lên từ bao giờ. Quyết định thế đi, ta đi đồng bộ với linh quỷ đây, Vũ Nhu Tử nói xong bèn offline. Cả nhóm tức thì im lặng hẳn. Hơn 10 phút sau, Hoàng Sơn Chân Quân ngoi lên. A còng Thư Sơn áp lực đại, Thư Hàng tiểu hữu, người thi được giấy phép lái xe chưa? Thư Sơn áp lực đại. Chưa đâu, mới thi xong lý thuyết, còn phải đi đường thực nữa. Nhanh nhất trong 10 ngày ta mới lấy được bằng. Cố lên, Bạch Chân Quân sắp xuất quan rồi .sau khi người thi lấy bằng lái xong muốn lấy xe hiệu gì đã nghĩ chưa? Trong giọng nói của Chân Quân để lộ vạn trượng hào khí, khiến cho Tống Thư Hàng không khỏi nhớ tới 10 triệu tiền điện thoại ngày nào. Chưa nghĩ tới. Ta còn là sinh viên ở trọ tại trường, không dùng xe được đâu, Tống Thư Hàng vội vàng đáp. Cần, Hoàng Sơn Chân Quân khẳng định một câu chắc nịch, hơn nữa còn phải chuẩn bị cho ngươi vài chiếc. Mỗi kiểu dáng một chiếc, phải 20 chiếc là ít nhất, thế mới tạm đủ cho Bạch Chân Quân giày vò. Giày vò, Bạch Chân Quân làm nghiên cứu phá hoại hả? Tống Thư Hàng nghe nói Bạch Chân Quân rất thích nghiên cứu, cơ quan máy móc, cho nên xe các kiểu dáng là dùng cho Bạch Chân Quân nghiên cứu phải không? Hoàng Sơn Chân Quân đáp xong, một lúc lâu sau lại thả thêm hai chữ có cả. Có cả, là ý gì? Chân Quân nói rõ chút coi, có cả, là ý làm sao? Chương 148, chờ mong. Thư Sơn áp lực đại. Chân Quân, cái có cả, ấy nghĩa là sao? Hoàng Sơn Chân Quân ngừng một lúc lâu rồi mới nhắn cho hai chữ. Cố lên. Thư Sơn áp lực đại. Một chốc sau. Cuồng Đao Tam Lãng mới trồi lên rồi lảng sang chuyện khác. Bắc Hà, người đã tới chưa? Ta có linh cảm rằng, trong vòng mấy ngày nay, chúng ta sẽ tìm được đảo thần bí. Sắp đến rồi, để đối phó với cái chứng mất trí nhớ kia, ta chuẩn bị thêm vài món pháp khí và vài sản phẩm hiện đại, thế nên mới kéo dài thêm chút thời gian, Bắc Hà tán nhân trả lời. Sược sư, kỳ thực, ta cho rằng các ngươi nên đợi thêm vài ngày. Đợi ta tìm được nguyên nhân khiến bốn đạo hữu này mất trí nhớ rồi hẵng vào đảo thần bí thì tốt hơn. Đánh chữ nhanh thế này, chắc chắn là Giang Tử Yên đang gõ hộ. Bắc Hà tán nhân đáp. Sược sư, người mau tìm nguyên nhân khiến mấy đạo hữu đó mất trí nhớ đi, dù sao thì việc đảo thần bí xuất hiện và biến mất chẳng tuân theo quy luật nào cả. Nếu chúng ta gặp được thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó. Sược sư, ta sẽ cố gắng hết sức. Chủ đề trong nhóm chat bắt đầu triển khai theo hướng, đảo thần bí, rồi thì chứng mất trí nhớ. Đàn trong đề tài quay chung quanh, thần bí đảo, mất trí nhớ chứng tiếp tục triển khai. Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng nhìn đống tin nhảy cứ nhảy liên tục, rồi chìm vào mộng đẹp lúc nào không biết. Trời về khuya, ba đứa bạn cùng phòng cũng lần lượt đi vào giấc ngủ. Bấy giờ, trên đỉnh đầu Tống Thư Hàng xuất hiện một linh thể đen như mặc. Ta hận. Linh thể ấy gầm gừ rồi dần dần phình to ra. Trong lúc ngủ mơ, Tống Thư Hàng không khỏi rụt rụt người lại. Hừ, lại đến à? Kinh Ba Đậu Đậu mở mắt, sau đó há mồm, nuốt cái linh thể đen xì ấy một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Xem cái dáng vẻ và giọng điệu thuần thục thế hẳn, hẳn đây chẳng phải lần đầu nó nuốt linh thể này nhỉ. Ngày hôm sau, 19 tháng 6,
dự báo thời tiết nói, trời âm u, có lúc có mưa. Hôm nay, giáo viên sắp xếp lịch học lái cho Tống Thư Hàng và Thổ Ba, tiếp đấy là phải đi vòng vòng quanh sân mấy bận cho quen địa điểm, tập trước để sau này khỏi có vấn đề. Sớm hôm đó, Tống Thư Hàng luyện tập quyền pháp căn bản mấy lần, đợi đến khi tới giờ hẹn mới chậm rãi đi ra cửa đông của trường. Lâm Thổ Ba đã đứng đợi ở cửa đông từ lâu. Giáo viên vẫn chưa tới à? Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay, hỏi. Nghe giáo viên bảo, có một cô nàng cũng tập cho quen sân với chúng ta, vậy nên cho người ta đi trước một vòng rồi mới lại đây, Thổ Ba đáp. Trong lúc cả hai đang trò chuyện, một chiếc xe tập từ từ lái tới. Giáo viên là một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi, cắt đầu đinh. Bên cạnh hắn là một cô nàng cột tóc đuôi ngựa, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Tống Thư Hàng thính tai, nên từ xa xa đã nghe thấy cuộc trò chuyện của thầy giáo và cô gái này. Thầy giáo đầu đinh chỉ vào một người qua đường ở phía xa xa rồi nói. Thấy cái người ở đằng trước không? Xông lên đi, nghiến chết người ta đi. Sao lại phải nghiến chết người ta? Cô nàng cột tóc đuôi ngựa ngạc nhiên vô cùng, khẽ thì thào, tôi không dám giết người. Không dám hả? Vậy sao cô còn không mau nhả ga đi? Thầy giáo đầu đinh gầm nhẹ. Cô nàng cột tóc đuôi ngựa liền cuống hết cả lên. Được rồi, dừng xe đi. Nhớ kỹ thao tác dùng xe chưa? Xi nhan, sau đó thì quan sát người đi đường, tiếp đến là chậm rãi ngoặt sang, rồi dừng lại ở bên cạnh hai nam sinh kia, thầy giáo hướng dẫn cho từng bước, từng bước. Gần đây, có hai đứa học sinh vừa dạy đã biết như Tống Thư Hàng và Thổ Ba làm chuẩn, thành thử, khi hắn đi dạy những học sinh khác thì lúc nào cũng chỉ muốn gầm rú. Sau khi xe tập dừng lại, Thổ Ba mở cửa đi vào. Nào, Thư Hàng, đổi người lái sang em, đi một đoạn đi, thầy giáo đầu đinh hô. Cô nàng cột tóc đuôi ngựa như được giải thoát, cô vội vàng chuồn xuống ghế sau. Được, Tống Thư Hàng bình tĩnh cột dây an toàn, chỉnh ghế cho phù hợp, chỉnh kính chiếu hậu cho cân đối. Xe tiến lên vững vàng, vào số một cách thuần thục, rồi nâng tốc độ rất ổn định. Nếu không biết đây là lần đầu tiên Tống Thư Hàng lái xe, ông thầy đầu đinh này chắc còn tưởng cậu chàng này là một tay lái nhà nghề. Đây mới là một người học sinh lý tưởng chứ. Vẻ mặt của thầy vô cùng thỏa mãn, nếu học sinh nào cũng giỏi thế này thì cái thân người dạy lái ô tô như hắn chẳng cần phải gầm gào suốt ngày. Tốt lắm, Thư Hàng, đổi số đi, rồi lái về để Thổ Ba tập một đoạn. Với trình độ của em thì một tuần sau là có thể đăng ký thi được rồi. Thầy đầu đinh cười bảo. Còn em thì sao? Cô nàng cột tóc đuôi ngựa ghé qua hỏi. Em thì, đợi đến cái ngày khi em lên xe mà không muốn kéo thầy đi đồng quy vu tận, thì thầy sẽ cho em đăng ký thi. Thầy đầu đinh nói với điệu nghiêm túc. Cô nàng cột tóc đuôi ngựa cười gượng hai tiếng rồi rụt về. Sau khi đổi người lái sang Thổ Ba, Tống Thư Hàng ngồi ra sau, tựa vào cửa xe rồi mới mở nhóm cửu châu số 1 ra, để tránh việc cô nàng ngồi bên ghé qua nhìn màn hình điện thoại của hắn. Lúc này, trong nhóm đang nhộn nhịp lắm. Phát hiện cái đảo thần bí đó rồi, chỗ này thú vị lắm. Giống y như tình báo của dược sư, sau khi tiếp cận, có thể cảm nhận được sức mạnh của trận pháp cấm không. Nhưng cách màn sương mù dày đặc quanh đảo thôi mà ta đã ngửi được hương thơm của dược thảo rồi, cuồng đao Tam Lãng nhắn một tin qua. Cổ hải quan chân quân nói. Tam Lãng gửi tọa độ qua mau, ta và Bắc Hà qua liền đây. Bắc Hà tán nhân. Đến lúc ấy, các ngươi nhớ cầm theo mấy món pháp khí mà ta đã chuẩn bị, cài cả mấy cái camera lỗ kim nữa, mỗi người một cái. Đề phòng trường hợp chúng ta mất trí nhớ, thì chỉ cần pháp bảo và camera không hỏng thì chúng ta vẫn có cơ hội để thoát khỏi trạng thái đó. Dược sư. Làm việc phải cẩn thận, trên đảo có yêu thú hung dữ, đến cả hai vị kim đan linh hoàng cũng không ngăn nổi. Đừng tham lam, phải đặt sự cẩn thận lên đầu. Hoàng Sơn chân quân cũng nhắc nhớ. Nhớ dùng pháp thuật bảo vệ tinh thần lực, đừng bị quấy nhiễu. Chừng 5 phút sau, cuồng đao Tam Lãng, Bắc Hà tán nhân cùng với cổ hải quan chân quân hội hợp, ba người cùng nhau đi vào đảo thần bí. Thực lực của cổ hải quan chân quân vô cùng cao cường, Tam Lãng và Bắc Hà tán nhân đều là những cường giả mà nhóm cửu châu số 1 đều biết. Cuồng đao Tam Lãng sở hữu đao pháp vô song. Bắc Hà tán nhân thì lại là vị cường giả có thực lực gần sát với cảnh giới chân quân lục phẩm. Nếu ba người này đều thất bại, thì đảo thần bí phải được ghi vào danh sách những bí cảnh có độ nguy hiểm cao. Hôm nay, Tô Thị A Thất và A Thập Lục vẫn không xuất hiện. Cô nàng Vũ Nhu Tử thì vẫn đang trong quá trình vật vã để dung hợp với linh quỷ. Mong rằng các tiến bối đi vào bí cảnh sẽ bình an vô sự,
cũng mong rằng A Thập Lục có thể vượt qua kiếp nạn này, Tống Thư Hàng thầm cầu nguyện. 8 ngày sau, 27 tháng 6, thứ Năm. Tống Thư Hàng và Lâm Thổ Ba vượt qua phần thi thực hành và kiểm tra thị lực, lấy được bằng lái, cả hai mời bạn cùng phòng một bữa no nê. Đã 8 ngày trôi qua kể từ khi Tam Lãng, Bắc Hà Tán Nhân và Cổ Hải Quan Chân Quân đi vào đảo thần bí. Ba vị tiền bối vẫn chưa rời khỏi đó, không biết họ đã gặt hái được những gì rồi. 29 tháng 6, thứ Bảy, mưa to. Tại tòa nhà 5 tầng của Dược Sư, Tống Thư Hàng đang điều chế thối thể dịch. Hắn nhấc phung nồi lẩu lên, mở máy hút mùi, bật nút tối ra. Mùi tanh hôi nồng nặc được hút đi gần hết, nhưng trong phòng vẫn còn vương lại cái vị thối kinh hoàng đó. Dược liệu thối thể dịch mà Vũ Nhu Tử cho, Tống Thư Hàng đã dọn dần hết qua bên Dược Sư. Khí huyết đan đã dùng hết từ lâu, thối thể dịch bản đơn giản vẫn có thể sử dụng liên tục. Khi thể chất của Tống Thư Hàng ngày càng tăng lên, lượng thối thể dịch cần dùng cũng tăng lên. Giờ, lượng thối thể dịch điều chế trong một lần, cũng chỉ đủ cho hắn dùng trong một lần. Hơn nữa, khả năng cường hóa thân thể của thối thể dịch cũng càng lúc càng giảm. Đợi đến khi nó không còn hiệu quả nữa là có thể dừng sử dụng. Bên cạnh hắn, đại yêu khuyển Đậu Đậu đang lăn lộn khắp sàn với vẻ nhàm chán. Chẳng phải nói Dược Sư sẽ về sớm lắm à, sao mãi mà chưa thấy về thế? Bên Dược Sư tiền bối có vụ mất trí nhớ rất khó gì ai quyết, nên thời gian về đây cũng bị kéo dài, Tống Thư Hàng bịt mũi, đợi để khi thối thể dịch nguội rồi mới uống cạn một hơi. Mỗi lần thấy người uống thối thể dịch, ta lại thương cho cái dạ dày của nhà ngươi, thứ thối như vậy mà cũng uống cho nổi, yêu khuyển Đậu Đậu bò dậy từ sàn. Thực ra, ngoại trừ việc hơi thối một chút thì vị cũng không tệ, ngươi muốn dùng chút không? Tống Thư Hàng cười hỏi. Cho không ta cũng chẳng thèm. Ta vẫn thích mấy viên thuốc con của Dược Sư hơn, cẩu lương vị thịt bò còn ngon hơn thứ này. Chán chết mấy, thế này thì sống sao cho nổi, tìm việc gì vui vui tí mà chơi đi, nó lại nằm xuống đất mà lăn lộn. Ngươi không về chỗ Hoàng Sơn Chân Quân được à? Tống Thư Hàng hỏi với vẻ nghi hoặc. Ta đợi hắn qua tìm, gâu, chứ tự mình về thì chẳng phải mất mặt lắm à? Đậu Đậu Bắc Kinh nói với vẻ vô cùng lạnh lùng, sau đó, như nhớ ra điều gì. Nó chạy sang bên để mở máy tính của Tống Thư Hàng. Để tiện cho việc yêu khuyển Đậu Đậu có thể chơi game, Tống Thư Hàng đành dọn máy tính của mình qua nhà của Dược Sư. Thư Hàng, mau qua đây, đăng nhập vào tài khoản nói chuyện đi. Đậu Đậu nhảy nhót. Hôm nay còn chưa trêu Hoàng Sơn Chân Quân mà, việc mỗi ngày trêu hắn vào câu, rồi lại bị Hoàng Sơn Chân Quân cấm ngôn. Ấy đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Đậu Đậu. Tống Thư Hàng tùy tay đăng nhập. Nhóm Cửu Châu số 1. Thư Sơn áp lực đại. A còng Hoàng Sơn Chân Quân, Hoàng Sơn, ta lại tới nè. Bao giờ mới đến bắt ta về chứ? Ta chán quá. Không rảnh, tự đi mà về, Hoàng Sơn Chân Quân trả lời. Thư Sơn áp lực đại. Lão Hoàng Sơn đại ngốc, tự về thì mất mặt đến độ nào chứ? Người phải tới bắt ta về, mau tới bắt ta về. Không rảnh, Hoàng Sơn Chân Quân vẫn cứ đáp lại bằng hai chữ ngắn gọn. Sau đó còn tiện tay cấm ngôn tài khoản của Tống Thư Hàng. Nói chuyện với ta thêm vài câu thì chết chắc. Đậu Đậu lại lăn lộn trên sàn. Chừng 3 phút sau, Hoàng Sơn Chân Quân lên tiếng. Tiểu Đậu Đậu, gọi Thư Hàng tiểu hữu qua, ta có việc tìm hắn. Thư Hàng, lão Hoàng Sơn ngốc gọi ngươi qua có việc, Đậu Đậu hô lên. Bạch Chân Quân sắp xuất quan à. Tống Thư Hàng vội vàng đi tới bên máy tính, mở phần chat mật của Hoàng Sơn Chân Quân. Rồi gửi qua một dấu chấm hỏi. Tính ra thì cũng đến sắp đến ngày Bạch Chân Quân xuất quan rồi. Đậu Đậu đứng bên nhìn, hai mắt sáng rỡ. Sao ta lại quên mất cái chức năng nói chuyện riêng nhỉ? Gâu gâu, để xem, lúc này Hoàng Sơn có cấm ngôn ta được không? Thư Hàng tiểu hữu, ta vừa nhận dược lời thiên lý truyền âm của Bạch Chân Quân. Đêm mai hắn sẽ xuất quan, lát ta sẽ gửi địa chỉ cho ngươi, ngươi qua đón hắn, Hoàng Sơn Chân Quân nói. Quả nhiên là Bạch Chân Quân, Tống Thư Hàng cười bảo. Được, mong Chân Quân gửi địa chỉ cho ta, đêm mai ta sẽ qua đón hắn. Địa chỉ tầm ở thôn Lâm Diêu ở thị trấn Nam Hoa Hồ. Hôm nay ta sẽ chuyển phát nhanh cho ngươi một pháp khí thiên lý truyền âm, đêm mai ngươi tới chỗ đó, có thể dùng pháp khí này để liên lạc với Bạch Chân Quân, tìm được địa điểm bế quan của hắn. Được, Tống Thư Hàng đáp. Lòng hắn có chút hồi hộp, mai là có thể thấy chỗ bế quan của Bạch Chân Quân rồi. Không biết chỗ bế quan của Bạch Chân Quân sẽ thế nào nhỉ? Chắc là một chỗ bí ẩn lắm, song bên trên chắc phải có những mấy trăm trận pháp phòng ngự ấy chứ.
Bởi cái vị hiến công cư sĩ trong nhóm, cái vị mà đến vũ khí hạt nhân cũng không nổ chết được ấy, từng dựng hơn 100 trận pháp phòng ngự ở chỗ mình bế quan mà. Chương 149, hệ liệt chói mù mắt. Ngày hôm sau, chủ nhật ngày 30 tháng 6. 5 giờ 30 phút, Tống Thư Hàng đã thức dậy tu luyện 20 lần kim cương căn bản quyền pháp, sau đó lại ngưng tụ hết từng tia khí huyết chi lực mà hắn gom góp được vào bên trong nhãn khiếu. Không có khí huyết đan, hắn càng không thể lãng phí cơ hội tu luyện được. 6 giờ 40 phút, sau khi ăn sáng xong thì Tống Thư Hàng nhận được một cú điện thoại chuyển phát nhanh. Xin chào quý khách có phải bạn học Tống Thư Hàng lớp 43, khóa 19, thuộc khoa kỹ thuật cơ khí của Học viện Kỹ thuật Thiết kế và Chế tạo không ạ? Cậu có một món hàng chuyển phát nhanh đã được đưa đến, mời cậu xuống ký nhận. Hiếm khi không phải là công ty chuyển phát nhanh của Tư Mã Giang. Dù sao thì công ty chuyển phát nhanh Phong Thu cũng không lớn đến mức có thể bao thầu toàn quốc. Tôi lập tức xuống ký nhận ngay, Tống Thư Hàng trả lời. Chắc là pháp khí, có thể thiên lý truyền âm với Bạch Chân Quân, mà Hoàng Sơn Chân Quân đã nói hôm qua nhỉ. Nói thẳng thì, các vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 gửi đồ đều không lo gì hết à. Từ phi kiếm, đến tài liệu luyện khí, pháp khí, thậm chí cả, người, nữa, ai cũng yên tâm gửi chuyển phát nhanh hết là sao. Bất quá nghĩ kỹ lại thì họ có sợ mất đâu, nên đương nhiên là yên tâm rồi. Tống Thư Hàng gửi cái gói nhỏ ra, bên trong là một cây tiêu bằng trúc màu xanh biếc, chỉ lớn chừng lòng bàn tay. Phát ra cảm giác lạnh buốt, rõ ràng là làm bằng trúc, nhưng lại giống hệt như ngọc thạch. Bên trong gói hàng còn gửi kèm một bản hướng dẫn sử dụng cách dùng rất đơn giản, chỉ cần thổi cây tiêu này lên ở trong khoảng cách nhất định thì có thể liên hệ với Bạch Chân Quân, giao tiếp với hắn. Tinh thần lực của người thổi tiêu càng mạnh thì phạm vi có thể liên lạc với Bạch Chân Quân lại càng lớn. Bạch Chân Quân và Hoàng Sơn Chân Quân cách nhau hai đầu hoa hạ cũng có thể câu thông được với nhau. Nhưng nếu như là Tống Thư Hàng thì có thể tiến hành câu thông với Bạch Chân Quân ở trong phạm vi một thôn nhỏ đã là tốt lắm rồi. Cho nên Hoàng Sơn Chân Quân mới bảo Tống Thư Hàng phải đi đến Lâm Diêu thôn ở thành phố Nam Hoa Hồ trước đã, rồi lại dùng pháp khí thiên lý truyền âm để xác định vị trí của Chân Quân, đón hắn xuất quan. Bên dưới bản hướng dẫn sử dụng còn có thêm một dòng chữ, Thư Hàng tiểu hữu, ta đã chuẩn bị đủ loại kiểu dáng xe cho ngươi, tổng cộng có 36 chiếc xe mới, đang chờ hoàn tất thủ tục đăng ký và lấy biển số xe. Sau khi làm xong sẽ đưa đến một bãi đổ xe ngầm ở Đại học Giang Nam, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi đi nhận số xe mới này. Tài bút, lần này đi đến thành phố Nam Hoa Hồ tổng cộng hơn 500 cây số, nếu như không ngại thì cứ dùng tiểu đậu đậu thoải mái đi, đừng để nó ở không. Cuối cùng, chúc võ vận hưng thịnh. 36 chiếc xe mới đủ kiểu dáng. Cần nhiều xe như thế cho Bạch Chân Quân chơi à? Chân Quân à, ngài đã mua bảo hiểm cho ta chưa? Sau khi thở dài một hơi, Tống Thư Hàng trở lại ký túc xá. Bọn bạn cùng phòng đều là học sinh bán ngoại trú, chủ nhật thì mạnh ai về nhà nấy. Cho nên, đậu đậu Bắc Kinh không phải ngại gì nữa. Nó nhai thức ăn cho chó vị thịt bò. Đang chơi một game mới mà Tống Thư Hàng chưa từng thấy qua, chắc là nó mới tải xuống mấy ngày nay. Trò chơi bị nó thu lại thành cửa sổ nhỏ, trên màn hình máy tính còn có thêm một khung chat. Bên trong có một cô bé xinh đẹp tuổi chừng 17-18 tuổi đang chat cam nói chuyện phiếm với Đậu Đậu. Ông xã à, anh giỏi quá đi à. Con boss phó bản này công hội bọn em phải lập nhóm 7 người, chọn toàn tinh anh mới có thể qua nổi, mà cũng chỉ qua nổi độ khó, bình thường, thôi. Bây giờ chỉ hai đứa bọn mình thôi mà lại có thể dễ dàng qua được độ khó tinh anh, như thế. Cô nàng xinh đẹp kia nói với vẻ hưng phấn, giọng nói êm ái rất bắt tai. Đậu Đậu Bắc Kinh nhai thức ăn cho chó, lộ ra vẻ mặt cao thủ đều cô đơn, sau đó nhập chữ vào khung chat, việc nhỏ thôi, chút khó khăn ấy sao có thể làm khó được ông xã của em. Ông xã của em đây là đại cao thủ mà lì. Là đại cao thủ siêu cấp chắc luôn nà. Em thích ông xã nhất, ngoa ngoa. Cô nàng xinh xắn kia nói ngọt hết sức, lại còn kèm theo cái ai cần hôn môi nữa. Đậu Đậu Bắc Kinh cười đắc ý lắm lắm, gõ lóc cóc miệng ngọt quá đi hà, mở dương báu của con boss này thử đi, xem có rớt được món gì không. Chờ ông xã của em lên tới cấp 80, góp đủ bộ chiến thần 5 sao xong thì chúng mình sẽ ra đập chết bọn khốn kia, dám canh xác vợ anh, xem anh đập cho bọn nó quay về thôn tân thủ luôn. Ông xã à, anh khí phách quá, trong mắt cô nàng kia chỉ toàn sao lấp lánh. Cô ta lại hỏi thêm, ông xã à, camera bên anh khi nào mới lắp được hả? Em rất muốn xem mặt anh, cũng muốn nghe cả giọng của anh nữa. Đừng vội,
đợi ngày mai anh sẽ đi mua camera ngay. Anh đã bảo với em rồi, ông xã của em đẹp trai lắm, Đậu Đậu Bắc Kinh gõ chữ nói. Đồng thời, nó còn mở máy tính của Tống Thư Hàng lên lục lọi, tìm được một bức ảnh cũ của Tống Thư Hàng. Đó là bức ảnh Tống Thư Hàng chụp lúc học cao trung, khi đó cậu ta thường xuyên rèn luyện. Thanh xuân rào rạt, cũng có thể xem như một tiểu thịt tươi, tươi non mọng nước. Cho em xem ảnh của ông xã trước này. Bất quá cái này là ảnh cũ rồi, bây giờ anh đã thành thục hơn, đẹp trai hơn rồi. Sau đó, nó gửi ảnh của Tống Thư Hàng cho cô nàng kia. Sau khi cô nàng nhận được ảnh thì thấy anh chàng trên ảnh đúng là cũng bảnh trai thật. Thực ra thì trong lòng cô chỉ cầu cho, ông xã, trong game này đừng có xấu trai quá là được. Bây giờ thấy bộ dạng trên bức ảnh này còn ngon lành hơn cô tưởng tượng nhiều nên cô vui lắm, nói ngọt lịm, ông xã oách quá. Thích anh nhất đó. Ha ha ha, anh cũng thích cái miệng ngọt của em lắm, lại dùng giọng làm nũng gọi một tiếng cưng ơi đi, anh sẽ tiếp tục mang em đánh cấp độ ác mộng luôn. Đậu Đậu thè lưỡi thở, trêu chọc mấy cô bé con người hình như khiến nó vui lắm. Cưng ơi, ôi, mắc cỡ quá đi hà. Cô nàng kia ngượng ngùng le lưỡi. Ngao ngao ngao, xương cốt đều rã rời cả rồi, được rồi, bắt đầu đi phó bản ác mộng thôi. Xem ông xã của em phát huy này, dẫn em đánh qua phó bản. Đậu Đậu hưng phấn nhảy tưng tưng trên bàn máy tính. Con kinh ba yêu khuyển này hết thuốc chữa rồi. Tống Thư Hàng đứng ở sau lưng Đậu Đậu Bắc Kinh, trơ mắt nhìn một màn chói mù mắt chó này xảy ra. Cảm giác của hắn lúc này thật sự chỉ có thể dùng một câu, khốn nạn, để hình dung mà thôi. Đậu Đậu Bắc Kinh chơi game, tán phét thì thôi đi, lại còn tán gái trên mạng nữa. Càng trọt mù mắt người ta hơn nữa chính là nó lại cua được một em gái rất xinh đẹp. Chú mày bảo biết bao nhiêu người đàn ông độc thân của Hoa Hạ làm sao chịu nổi chuyện này đây. Lại thêm cái cô ở bên kia, nếu ngày nào đó cô ta mà biết được, ông xã, với, cưng à, mà mình gọi là một con chó Bắc Kinh. Không được, hình ảnh khẩu vị nặng quá mình căn bản không dám nghĩ đến. Tống Thư Hàng chịu không nổi. Ồ, Thư Hàng tiểu hữu về rồi đấy à? Đậu Đậu Bắc Kinh bình tĩnh hỏi thăm rất đỗi ân cần, giống như kẻ ban nãy mới lén lấy ảnh của Tống Thư Hàng đi cua gái không phải nó vậy. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, gửi hình của ta cho con gái nhà người ta như thế có được không đấy? Đương nhiên là không thành vấn đề rồi, ta còn định đợi trưa mai để ngươi chat cam với cô ấy nữa mà. Không cần lâu lắm làm gì, bộ dạng tiểu sinh ngon trai của ngươi bây giờ. Cười lên một cái thì đẹp trai hết nấc. Cam đoan có thể khiến cô bé kia chết mê chết mệt luôn. Đậu Đậu nói. Ta từ chối, lừa gạt là không đúng, Tống Thư Hàng nói. Ha ha, vậy ta sẽ gửi lớp với mã số sinh viên của ngươi cho cô bé này, để cô bé này đến thẳng Đại học Giang Nam tìm ngươi, Đậu Đậu cười đắc ý. Trong đầu Tống Thư Hàng lúc này xuất hiện một loạt thực đơn, lẩu thịt cầy, thịt chó, kho tàu các kiểu. Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi giúp không công đâu. Ta hứa sẽ giúp ngươi một chuyện xem như báo đáp. Đậu Đậu ta cũng không thích mắc nợ người khác, Đậu Đậu nói, hơn nữa, ngươi không cảm thấy nếu để cô bé này biết người mà em ấy ngưỡng mộ lại là một con chó Bắc Kinh là chuyện rất tàn nhẫn à? Lúc thế này, đưa ra một lời nói dối tốt đẹp chính là khiến cho cô bé có thể tiếp tục đắm chìm trong mộng đẹp, trở thành một đôi vợ chồng ân ái ở trong game với ta, đây chính là đang tích công tức đấy. Hóa ra ngươi còn biết bản thân mình là một con chó Bắc Kinh đấy hả? Tống Thư Hàng khinh bỉ. Hắc hắc, không nói chuyện với ngươi nữa, xem ta phá cái phó bản ác mộng này thế nào này. Móng vuốt của Đậu Đậu Bắc Kinh lướt thoăn thoắt trên bàn phím, mang theo cô nàng kia chém tướng qua ải ở trong game, thế không gì cản nổi. Tống Thư Hàng thầm thở dài một hơi, đúng rồi, Đậu Đậu, chiều nay ngươi đi cùng ta đến Lâm Diêu Thôn ở thành phố Nam Hoa Hồ đi. Hả, ngươi định đi đón Bạch Chân Quân đấy à? Bất quá ta không rảnh đâu. Ta phải đi cày phó bản với bà xã nữa, Đậu Đậu từ chối không chút do dự. Ừ, ta thấy ngươi đừng nên từ chối. Bằng không thì, ha ha, Tống Thư Hàng bình tĩnh cười nói. Gâu, ngươi uy hiếp ta à? Đậu Đậu quay đầu lại, bất mãn hỏi. Đúng đấy, ta đang uy hiếp ngươi đấy, Tống Thư Hàng gật đầu, trả lời vô cùng thành thật. Đáng chết, chờ ta đánh xong phó bản này, nói câu tạm biệt với bà xã lại đến thành phố Nam Hoa Hồ với ngươi, Đậu Đậu thở dài. Ta đưa ngươi đến Lâm Diêu Thôn ở thành phố Nam Hoa Hồ, ngày mai ngươi phải giúp ta chát cam, tâm sự với cô bé này đấy. Được, Tống Thư Hàng đồng ý cái giúp. 2 giờ sau, Đậu Đậu rốt cuộc cũng nói chuyện với bà xã trong game xong, sau đó nó đi lên sân thượng, nhanh chóng biến hình, biến lại thành hình thái con kinh ba khổng lồ cao hơn 5 mét. Tới đây,
leo lên để ta chở ngươi qua đó, đi như thế cho nhanh, Đậu Đậu nói với giọng điệu khá bất mãn. Ừ, Tống Thư Hàng leo lên lưng Đậu Đậu, ngươi có biết chỗ không? Gần như ta đã đi dạo khắp Hoa Hạ rồi, không có chỗ nào là ta không biết hết, Đậu Đậu nói xong thì kêu lên một tiếng, trên người có khói tỏa ra, bao phủ Tống Thư Hàng vào trong nó là yêu thú, chắc chắn sẽ không bị người thường nhìn thấy. Nhưng Tống Thư Hàng lại là thân thể con người, nếu không che giấu thân thể của hắn thì chắc là ngày mai Tống Thư Hàng có thể xuất hiện khắp các mặt báo luôn. Hơn nữa, đám khói này cũng có thể bảo vệ Tống Thư Hàng không bị gió thổi hay khí lạnh trên trời ảnh hưởng. Ngồi chắc vào, Đậu Đậu nhảy phốc lên, bay thẳng lên trời. Nó chạy phăm phăm trên bầu trời, tốc độ không chậm hơn lúc Tô Thị A Thất ngự kiếm phi hành chút nào. Sau khi chạy được một đoạn, dưới chân Đậu Đậu xuất hiện bốn phong hỏa luân, tốc độ phi hành cũng tăng lên gấp đôi. Không đến nửa giờ sau, Đậu Đậu đã chạy hết quãng đường 500 cây số, đáp xuống Lâm Diêu thôn ở thành phố Nam Hoa Hồ. Ngươi có biết Bạch Chân Quân bế quan ở đâu không? Đậu Đậu Bắc Kinh thu nhỏ người lại rồi hỏi. Tống Thư Hàng móc cây tiêu nhỏ màu xanh ra, Hoàng Sơn Chân Quân có đưa cho ta cái này, chỉ cần thổi nó thì có thể liên hệ với Bạch Chân Quân. Hắn ngậm lấy cây tiêu màu xanh biếc kia, thổi mạnh một hơi. Tâu tương đương, có thanh âm phát ra từ bên trong cây tiêu màu xanh, nhưng loại thanh âm này là dạng sóng âm mà lỗ tai của người bình thường không thể nghe thấy được. Sóng âm lan ra rất xa, nhanh chóng lan đến một nơi ở Lâm Diêu thôn. Chương 150, tượng tiên quân vô danh khiến người ta rung động con tim. Sóng âm truyền đến từ chỗ sâu trong Đậu Đậu nối tiếp với cây tiêu nhỏ màu xanh trong tay Tống Thư Hàng. Xẹt xẹt, một đoạn tạp âm truyền ra từ bên trong cây tiêu nhỏ màu xanh, ngay sau đó là một giọng nói êm tai vang lên, xin chào. Đây là giọng của Bạch Chân Quân à, nghe rõ thật đấy, chức năng trò chuyện của pháp khí thiên lý truyền âm đúng là không thua gì di động. Xin chào Bạch Chân Quân tiền bối, ta là Tống Thư Hàng. Được Hoàng Sơn Chân Quân nhờ vả, đến đây đón tiền bối xuất quan. Bây giờ tiền bối ngài đang ở đâu thế? Tống Thư Hàng nói với cây tiêu nhỏ màu xanh. Nôn quá đi mất, sắp sửa nhìn thấy nơi mà vị chân quân tiền bối ấy bế quan hơn trăm năm rồi. Đến lúc đó, có thể xem nơi các tiền bối bế quan có bộ dạng thế nào, thêm cả trận pháp phòng ngự 100 tầng có thể chống đỡ cả vũ khí hạt nhân ấy sẽ rung động lòng người đến cỡ nào. Trong đầu hắn đang tưởng tượng đến hình ảnh trông như tiên cảnh, vô số tầng trận pháp phòng ngự sẽ phát sáng lấp lánh ở trên đỉnh đầu ở trong phim. Nhất định rất hoành tráng. Xẹt xẹt, xin chào. Đây là nơi A Bạch bế quan, cách khi bế quan kết thúc còn không ngày giờ năm canh sáu khắc. Xin vui lòng chờ, bên trong cây tiêu nhỏ màu xanh lại vang lên giọng nói êm tai kia, sau đó, lúc nó báo thời gian cụ thể ra thì giọng nói có phần cứng ngắc. Tống Thư Hàng lập tức nhớ đến mấy tin thông báo hệ thống của di động Hoa Hạ mỗi lần mình tra tiền điện thoại. Tống Thư Hàng dừng lại một chút, nhìn Đậu Đậu Bắc Kinh ở sau lưng, không phải Bạch Chân Quân à. Giọng nói bên trong cây tiêu màu xanh kia cũng là thứ tương tự như ghi âm ấy à? Đương nhiên không phải là Bạch Chân Quân rồi, hắn vẫn còn đang bế quan mà, người có thấy tu sĩ nào bế tử quan mà còn có thể ra tán phét được không? Thế thì không phải bế tử quan nữa, mà là bế quan bình thường thôi, Đậu Đậu Bắc Kinh nói với vẻ khinh bỉ. Lại bị con chó Bắc Kinh này khinh bỉ rồi. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, giải thích ta chưa từng bế tử quan bao giờ. Cũng chưa từng nghe tiền bối trong nhóm nhắc tới tử quan là gì. Hơn nữa, không phải Hoàng Sơn Chân Quân vẫn luôn nói là Bạch Chân Quân đã liên hệ với hắn à, ta còn tưởng rằng Bạch Chân Quân bế quan thi thoảng vẫn có thể đi ra ngoài hoạt động, sẵn tiện liên hệ với Hoàng Sơn Chân Quân ấy chứ. Giờ xem ra cũng là cái, ghi âm nhắc nhở của Bạch Chân Quân đặt ra từ trước, lúc sắp kết thúc bế quan sẽ tự động thông qua cây tiêu nhỏ màu xanh kia liên hệ với Hoàng Sơn Chân Quân. Hóa ra mấy cái chức năng như ghi âm nhắc nhở của điện thoại, hẹn giờ báo thức của đồng hồ báo thức gì đó đã bị các tiền bối tu sĩ chơi chán chê từ mấy trăm năm trước rồi. Còn chừng năm canh sáu khắc nữa, chúng ta không thể cứ đứng chờ ở đây được, hay là tìm chỗ nào ngồi lại trước đã nhé. Tống Thư Hàng thở dài, nói. Được đấy, đi tìm một tiệm nét nào đó đi. Bấy nhiêu thời gian cũng đủ để ta và bà xã đánh mấy phó bản rồi, Đậu Đậu nhất thời hưng phấn hẳn lên. Đừng có phá nữa. Nếu như ngươi vào tiệm nét chơi game thì lộ hết, Tống Thư Hàng phủ quyết lập tức. Đậu Đậu nói với vẻ khinh bỉ, ngu quá, ngươi không biết đi thuê phòng nhỏ riêng à. Lại bị con chó Bắc Kinh này khinh bỉ nữa rồi. Được rồi, ngươi nói đúng lắm, ta đi thuê một phòng riêng cho ngươi. Tống Thư Hàng sờ túi áo của mình, may mà có mang theo ví với thẻ căn cước.
Đậu Đậu Bắc Kinh nghe xong thì lập tức nịnh nọt, Thư Hàng tiểu hữu, người tuyệt quá, đúng là người tốt mà. Bị người ta phát thẻ người tốt thì thôi đi, giờ lại bị cả chó phát thẻ người tốt thì là sao đây? Chấm. Lâm Diêu thôn là một thôn nhỏ khá phồn vinh, bởi vì nó ở khá gần trung tâm thành phố, cho nên lưu lượng người cũng khá đông. Tống Thư Hàng thuận lợi tìm được một quán net khá lớn. Từ khi máy tính cá nhân dần trở nên phổ biến thì mấy quán net cũng ít dần đi. Nhưng dân cư ở Lâm Diêu thôn này rất đông, nên số người đến quán net chơi vẫn khá nhiều. Xin hỏi, còn phòng đơn nào không? Tống Thư Hàng hỏi dò. Em gái thu nhân của quán net kiểm tra máy tính một lúc xong thì nói, chào anh, vẫn còn phòng riêng. Vậy cho tôi thuê một phòng đi, hết bao nhiêu thế? Tống Thư Hàng hỏi. 20 tệ một giờ. Tống Thư Hàng đưa thẻ căn cước với 200 tệ qua, vậy thuê 10 giờ trước đi. Sau khi đăng ký xong xuôi thì Tống Thư Hàng dẫn theo Đậu Đậu Bắc Kinh, được quản lý hướng dẫn đi đến căn phòng riêng. Lúc này, Tống Thư Hàng chợt nghe thấy em gái Thu Ngân nói chuyện với đồng nghiệp, Tiểu Lị, cậu có nghe nói chưa? Bức tượng tiên quân vô danh trong đạo quán vô danh kia gần đây càng lúc càng trở nên sống động đấy. Nghe người ta nói bây giờ nhìn bức tượng vô danh tiên quân ấy đều có cảm giác như thể nó sắp sống lại luôn. Cậu cũng nghe nói vụ đấy à? Bên tớ còn có tin này hot hơn nữa cơ, nghe mẹ tớ bảo bên cạnh nhà tớ có một con bé, mấy ngày trước đến đạo quán vô danh xem xong thì mắc bệnh tương tư luôn, nói là yêu bức tượng tiên quân vô danh đấy rồi. Chậc, đó là một bức tượng đấy. Con bé kia bệnh nặng lắm rồi mới đi thích một bức tượng. Lúc này, lại có một nhân viên quán net khác ngắt lời, ha ha, bệnh tương tư của con gái thì còn chữa được. Chỗ tôi có tin này ghê hơn nữa cơ. Các cô có biết cậu chàng nhân viên quán mình mấy hôm trước xin tạm nghỉ không? Nghe nói trước khi cậu ta xin tạm nghỉ cũng có đến đạo quán vô danh kia tham quan, bái tế tiên quân vô danh. Sau khi quay về thì đần người ra ngu ngu ngơ ngơ mấy hôm liền, hồn vía lên mây. Mấy ngày hôm trước còn xin tạm nghỉ không thèm làm, sau này tôi nghe thấy hình như cậu ta muốn đến đạo quán vô danh làm đạo sĩ đấy. Chậc chậc, đây mới gọi là bệnh này, còn vào hàng bất trị nữa. Hình như bức tượng tiên quân vô danh kia là nam nữa chứ lị. Lỗ tai của Tống Thư Hàng giật giật, lặng lẽ đi vào trong phòng. Tiên sinh, đây là thẻ hội viên của anh, phàm là người tiêu hơn 200 trở lên ở quán net chúng tôi thì đều được tặng một thẻ hội viên miễn phí cả. Xin giữ kỹ, trước khi rời đi, nhân viên còn đưa một tấm thẻ hội viên cho Tống Thư Hàng. Cảm ơn, Tống Thư Hàng mỉm cười nhận lấy tấm thẻ. Chúc anh chơi vui vẻ, nhân viên cười tươi rời đi. Đậu Đậu Bắc Kinh hớn hở nhảy phốc lên trước bàn máy tính, kêu to, Thư Hàng tiểu hữu à, mau mở máy tính lên, ta muốn đi đánh phó bản với bà xã ngay. Không biết lúc nó offline, bà xã của nó có bị người ta bắt nạt không, sáng hôm nay còn bị người ta canh xác nữa mà. Từ từ đã, để ta kiểm tra vài thứ cái đã, Tống Thư Hàng xách Đậu Đậu Bắc Kinh qua một bên, mở trang web lên tìm kiếm, tượng tiên quân vô danh, đạo quán vô danh, Lâm Diêu thôn. Trang tìm kiếm nhanh chóng nhảy lên một chuỗi thông tin cụ thể. Truyền thuyết đồn rằng, mấy trăm năm trước, trong một trận hạn hán, mọi người đào giếng vô tình tìm được tiên quân vô danh, sau đó bắt đầu thờ cúng nó. Mấy tin này đều là chuyện cổ tích mà người dân ở Lâm Diêu thôn này đều nghe đến thuộc nằm lòng. Phía sau còn đưa cả địa chỉ cụ thể của đạo quán vô danh. Người cảm thấy có hứng thú với thứ này à? Đậu Đậu Bắc Kinh nghi hoặc nói. Ừ. Ta luôn cảm thấy có hứng thú với tất cả những chuyện thần bí. Tống Thư Hàng nói chắc nịch, chỉ cần là mấy thứ không hợp lẽ thường thì hắn đều cảm thấy hứng thú. Ngươi ở trong này chơi đi, ta đến đạo quán vô danh kia xem qua đã. Sau khi ta đi rồi ngươi nhớ phải khóa trái cửa lại đó, Tống Thư Hàng cười nói. Không thành vấn đề, ngươi lượn cho sớm đi, đừng có quấy rầy ta là được, tốt nhất là đợi sau khi ngươi đón Bạch Chân Quân xong rồi hãy tới tìm ta. Đậu Đậu Bắc Kinh hô móng vuốt. Hưng phấn mở game lên, gõ bàn phím lóc cóc. Chấm. Dựa theo địa chỉ tìm thấy trên mạng Tống Thư Hàng thuận lợi tìm thấy đạo quán vô danh trong Lâm Diêu thôn, đúng là nơi này rồi. Liếc mắt nhìn qua thì thấy có rất nhiều người đến cúng bái tiên quân vô danh, xếp thành một hàng dài thườn thượt. Bên trong hương khói mịt mù, ai cũng đều quỳ xuống cầu nguyện trước tượng tiên quân vô danh. Nhưng vẫn có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi với ánh mắt mê đắm. Bọn họ hoặc là sau khi vào đốt nhang xong thì đứng ngây ra nhìn tượng tiên quân vô danh, hồi lâu sau mới bịn rịn rời đi. Những người này đều là thành viên của nhóm bệnh nặng với bệnh hết thuốc chữa. Vất vả lắm mới đến phiên Tống Thư Hàng, hắn mua hai cây nhang đèn của tiểu đạo sĩ ở cửa.
ở nơi này buôn bán cũng có lương tâm lắm, chỉ lấy của Tống Thư Hàng có 20 tệ thôi. Hắn bước vào đạo quán vô danh cùng lúc với ba bác gái kia thuần thục thắp nhang, bắt đầu cầu nguyện. Bọn họ đều lầm bầm trong miếng, nhưng đều bị Tống Thư Hàng nghe rõ mồn một, cũng chỉ có thể trách nhĩ lực của hắn bây giờ quá tốt. Tiên quân à, sang năm con gái của con phải thi đại học rồi, cầu xin tiên quân khiến nó thông minh hơn, để nó thi tốt một chút. Có thể thi đậu đại học ở thủ đô. Tiên quân à, con trai của con đã sắp 38 đến nơi rồi, mà vẫn chưa tìm được vợ, xin ngài ban cho nó một người vợ, con chẳng mong gì hơn, chỉ cần một cô con dâu có thể sinh con là được rồi. Sau đó là bác gái cuối cùng, chỉ thấy bà có vẻ mặt khá bình tĩnh, nhỏ giọng lầm bầm, tiên quân à, con yêu ngài quá. Phi, thiếu chút nữa Tống Thư Hàng đã phì cười, may mà kịp nhịn lại. Hóa ra không chỉ có mấy thanh niên nam nữ mới mắc bệnh, ngay cả mấy bác gái cũng mắc bệnh luôn. Nói không chừng còn là con bệnh hết đường cứu chữa ấy chứ. Tống Thư Hàng chưa từng đi cúng bao giờ, trước kia hắn vẫn luôn tin vào khoa học, từ chối mê tín, không ngờ vẫn có ngày bước vào đạo quan. Bắt trước ba bác gái kia thắp nhang, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên cầu xin điều gì. Dù sao thì mục đích chủ yếu của hắn chỉ là đến đây để xem tượng tiên quân vô danh mà thôi. Nhân lúc không ai để ý, Tống Thư Hàng lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía tượng tiên quân vô danh. Chỉ nhìn thoáng qua một cái thôi, mà trong một thoáng, hắn ngỡ như tim mình hình như loạn nhịp. Rõ ràng chỉ là một pho tượng chết, nhưng lúc nhìn vào pho tượng này, trong mắt Tống Thư Hàng vẫn bất giác xuất hiện một bóng dáng. Đó là một bóng dáng ôn nhuận như ngọc, thiên tư bất phàm. Mái tóc dài đen như thác nước, đôi mắt sáng ngời như sao trời lấp lánh, bạch y bay bay, giống như có thể vũ hóa thành tiên bay đi theo gió. Ngay cả vị công tử Hải mà hắn gặp được ở Nguyệt Đao Tông cũng không có phong tư tuyệt thế như bóng dáng trước mắt. Quả là khéo léo tuyệt vời. Tống Thư Hàng chỉ có thể dùng từ này để hình dung về pho tượng. Hơn nữa, càng nhìn lâu vào pho tượng kia thì lại càng cảm giác như toàn thân đều bị hấp dẫn, không thể nào khống chế được. À, không đúng. Sao mà mình cũng bị pho tượng này mê hoặc thế? Tống Thư Hàng thầm giật mình, hắn lập tức nhắm mắt, thầm vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh. Trái tim đập rộn ràng nãy giờ mới dần bình tĩnh lại. Lúc này, ba bác gái đã đứng dậy, quay người đi ra khỏi đạo quán vô danh. Tống Thư Hàng vội vàng đuổi theo. Vừa rồi mình bị trúng pháp thuật tinh thần gì thế này? Lẽ nào là, mị hoặc, gì đó mà trên phim hay nói tới à? Hắn lập tức dùng tinh thần lực dò xét toàn thân một lần nữa, không phát hiện bất kỳ dấu vết gì như bị pháp thuật ảnh hưởng cả. Chẳng lẽ, là do pho tượng kia quá mức tuyệt vời, đã đạt tới mức xinh đẹp cùng cực rồi à? Khiến cho người nào nhìn vào nó cũng phải kinh thán, đắm chìm vào trong vẻ hoàn mỹ của nó. Trên đời này, thật sự có thứ hoàn mỹ đến thế sao? Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ, ừ, có thể lắm chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 150.